Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 604. Nhưng bây giờ, cân nhắc đến cái này hắc ám tà chất, bên trong phối hợp có Hồng Quân lão tổ còn sót lại ý chí, cũng không phải vô chủ đồ vật, mà là có bản thân tinh thần, cuối cùng cũng là một cái tai họa ngầm cùng nguy hiểm. Hồng Quân, hay là muốn tiêu diệt ngươi? Diệp Thần thấp giọng thì thào, quyết định tiêu diệt hết trong đại não cái này đoàn hắc ám tà chất, bảo đảm ý chí của mình, không nhận dao động. Ông! Một đạo luân hồi bàn, tại sau lưng Diệp Thần hiển hóa, địa ngục đồ đằng nổi lên, luân hồi quang, rót vào Diệp Thần trong đầu, câu khóa hình độ bên trong siêu độ pháp tắc, tựa như hồng triều, rội rửa thức hải của hắn, muốn đem Hồng Quân lão tổ còn sót lại ý chí, cũng dẫn đến ác mộng nước suối tà khí, đều cùng nhau siêu độ tịnh hóa. Cái này ác mộng nước suối, có thể nói là cực ác độc thủy, không không lúc nào giữa không chung, không người nào có thể trị tận gốc, nhưng Diệp Thần nắm giữ ma ngục mệnh tinh, dựa vào siêu độ thủ đoạn, lại có thể tịnh hóa. Siêu độ pháp tắc rội rửa phía dưới, Diệp Thần cảm thấy Hồng Quân lão tổ còn sót lại ý chí, truyền đến sau cùng nhịp đập. Luân hồi chi chủ. Lờ mờ ở giữa, Diệp Thần trong đầu, hiện ra Hồng Quân lão tổ tàn ảnh, đó đã là vô cùng tang thương già nua, suy yếu nhạt nhẽo tàn ảnh, như trong gió nến tàn. Hồng Quân, nên kết thúc. Diệp Thần nói. Hồng Quân lão tổ tàn ảnh run lên, đôi mắt tràn đầy thê lương u sầu chi sắc, kinh ngạc ngắm nhìn Diệp Thần, nói. Ngươi, kế thừa quang chi tử quyền hành. Ngươi là quang chi tử, không phải u ác tính tử. Ngươi lại là quang, ta sai rồi sao? Thân ở Diệp Thần trong đầu, Hồng Quân lão tổ có thể cảm nhận được quang ý chí, Diệp Thần đã coi như là kế thừa quang chi tử quyền hành, mặc dù cái này quyền hành, so với hoàn chỉnh ánh sáng của bầu trời thần thủy tới nói, như một giọt nước với biển cả. Nhưng bất kể như thế nào, Diệp Thần chung quy là kế thừa đến, điểm này yếu ớt quang chi tử quyền hành sức mạnh, như hy vọng ngọn lửa, thần hy ánh dạng đông, điểm ấy quang tồn tại, tương lai liền có khả năng chiếu phá thế gian hắc ám. Quy khư sắp tới, chư pháp tịch diệt, thế gian nếu không có bó đuốc hỏa, Diệp Thần chính là duy nhất quang. Hồng Quân lão tổ ánh mắt lay động mà mờ mịt, hắn vẫn cho là Diệp Thần là u ác tính, nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần viên này u ác tính, thế mà kế thừa quang quyền hành, trở thành quang chi tử, cũng có thể là không không lúc nào khoảng không duy nhất quang. Cái kia, ta sai rồi. Hồng Quân lão tổ cảm thấy mê mang, quang cùng ám, thái sơ cùng vực sâu, chỉ còn lại tàn ảnh hắn, đã không cách nào khám phá những thứ này đại lộ, không phân rõ thật giả thiện ác. Đúng và sai, đã không trọng yếu, Hồng Quân, ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Ta ban thưởng ngươi siêu độ, thả xuống chấp niệm A, ngươi có thể giải thoát. Diệp Thần lên tiếng, âm thanh như thần trung mộ cổ, khiến người tỉnh ngộ, từng sợi siêu độ pháp tắc hội tụ thành thủy triều, hướng Hồng Quân lão tổ bao phủ mà đi. Hồng Quân lão tổ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lộ ra một vòng tiêu tan nụ cười, thở dài nói. Đúng vậy a, đúng và sai, đã không trọng yếu. Được làm vua thua làm giặc, ta thua ở thủ hạ của ngươi, ngươi nói cái gì đều là đúng. Hắn giang hai cánh tay, không có kháng cự siêu độ, ngược lại là nghênh đón. Rầm rầm, siêu độ pháp tắc thủy triều xông qua, triệt để đem Hồng Quân lão tổ bao phủ. Hồng Quân lão tổ còn sót lại này ý chí, bây giờ triệt để tiêu diệt, hòa tan đang siêu độ pháp tắc trong dòng nước, dung nhập Diệp Thần luân hồi bàn, tiến vào luân hồi chuyển sinh. Diệp Thần bàn tay duỗi ra, trong lòng bàn tay hiển hóa luân hồi thiên quốc, hắn nghe được luân hồi thiên quốc bên trong, truyền ra một đạo con mới sinh tiếng khóc. Hồng Quân lão tổ đã chuyển sinh, dung nhập luân hồi, chuyển sinh đến luân hồi bên trong thiên quốc, trở thành một cái tân sinh hài nhi, quá khứ hết thảy nhân quả trừ khử, hắn đã là một tấm giấy trắng. Thế gian này, lại không Hồng Quân lão tổ, chỉ có thiên quốc hài tử, là Diệp Thần tương lai tín đồ. Diệp Thần nhìn xem trong lòng bàn tay luân hồi thiên quốc, nhìn xem trong thiên quốc tân sinh Hồng Quân, suy nghĩ xuất thần. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất, lợi dụng luân hồi thủ đoạn, siêu độ vong hồn, đồng thời lệnh vong hồn chuyển sinh, trở thành chính mình thiên quốc hài tử. Hắn hủy diệt sinh mệnh, cũng sáng tạo ra sinh mệnh. Hủy diệt cùng sáng tạo ở giữa, đại đạo pháp tác rộng rãi mênh mông. Diệp Thần lòng có sở ngộ, luân hồi pháp thêm một bước sâu hơn. Hắn làm một cái hít sâu, tiếp tục thôi động siêu độ pháp tắc, đi tịnh hóa ác mộng nước suối. Nhưng mà, đối mặt siêu độ pháp tắc xung kích, ác mộng nước suối cũng không có ngoan ngoãn tùy ý tịnh hóa, mà là cấp tốc chui vào Diệp Thần trong đan điền, cùng vật gì đó hòa làm một thể. Là mộng thần quy tâm tán. Ác mộng lão tổ lưu lại mộng thần quy tâm tán, như ảo mộng một dạng tồn tại, Diệp Thần một mực tiêu mất không xong, cái kia ác mộng nước suối. Như có linh tính, vì trốn tránh siêu độ tịnh hóa,
lại cùng mộng thần quy tâm tán dung hợp, trở thành một đoàn năng lượng đặc thù, lắng đọng tại Diệp Thần trong đan điền. Thế mà cùng mộng thần quy tâm tán dung hợp. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, lập tức cảm giác sự tình trở nên khó giải quyết. Mộng thần quy tâm tán, có thể khống chế tinh thần của người ta. Mà ác mộng nước suối, có thể khống chế cướp đoạt người nhục thân. Cả hai kết hợp, tựa như một quả bom hẹn giờ, chôn ở trong cơ thể của Diệp Thần, tương lai nếu là nổ tung, Diệp Thần liền có bị đoạt xá nguy hiểm. Dưới mắt không có vấn đề, không có nghĩa là tương lai không có vấn đề. Bất quá chỉ cần Diệp Thần thực lực càng thêm cường đại, thậm chí áp đảo hai người này phía trên, cái kia uy hiếp tự nhiên giải trừ. Thôi, trước tiên bắt đầu phong tỏa lại nói, về sau nói không chừng một cách tự nhiên liền giải quyết. Diệp Thần lắc đầu, giấc mộng này thần quy tâm tán, tràn ngập mộng ảo pháp tắc, hư vô mờ mịt, hắn cũng không cách nào siêu độ tính hóa, nhưng có thể lợi dụng khóa chi mảnh vụn phong tỏa pháp tắc, trước tiên phong ấn. Lập tức, Diệp Thần thôi động phong tỏa pháp tắc, ở đan điền gia tăng từng cái xiềng xích, đem mộng thần quy tâm tán, cũng dẫn đến ác mộng nước suối, cùng một chỗ bắt đầu phong tỏa, tựa như khóa lại ánh sáng. Cơ thể tất cả dị chủng khí tức, toàn bộ phong ấn hoàn tất, cơ thể của Diệp Thần, chung quy là hoàn toàn thuộc về chính hắn. Hắn đứng dậy, hoạt động tay chân một chút, cảm giác đã thoải mái rất nhiều. Mặc dù, bản thân phong tỏa phía dưới, trên cánh tay của hắn, trên thân thể, đều quấn lấy từng cái xích sắt. Bộ dáng nhìn tựa như một cái thủ phạm phạm nhân đồng dạng, nhưng cơ thể hoạt động không nhận dị chủng ý chí ảnh hưởng, hoàn toàn thuộc về mình, coi như mang theo gông xiềng, cũng tốt hơn thân bất do kỷ. Xoát! Diệp Thần thân hình chớp động, tiếp tục hướng về sáng thế chi thụ chỗ cao trèo đi, truy đuổi hồn thiên đế. Mà lúc này đây, Diệp Thần phân thân, đã đi tới Phạn Thiên tộc bộ lạc. Nguy nga cửu u vạn hồn phiên, sừng sững ở bộ lạc chỗ trong tinh vực, chúng tinh vây quanh cửu u vạn hồn phiên chuyển động. Tinh quỹ xen lẫn, rực rỡ mênh mông, tươi thắm kỳ quan. Xấu thần ở đây. Diệp Thần khẽ cau mày, nhìn xem cửu u vạn hồn phiên, có thể cảm nhận được xấu khí thức của thần, đang ký sinh ở phía trên. Luân hồi chi chủ. Khi Diệp Thần hạ xuống Phạn Thiên tộc trong bộ lạc, Kim Lan Tế tự mang theo đông đảo Phạn Thiên tộc nhân đi ra, còn có Phạn Thanh Ảnh cùng Thục Vân tướng quân cũng đi ra. À, người kế thừa quang chi tử quyền hành, người là quang, là ác độc quang. Ngươi muốn bao phủ chúng ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần còn chưa lên tiếng, Kim Lan Tế Tự đã phẫn nộ kinh hoàng theo dõi hắn, hướng về phía hắn kêu to lên. Phạn Thanh Ảnh cũng cảnh giác nói, luân hồi chi chủ, ngươi thế mà đã biến thành quang, ngươi muốn lợi dụng ánh sáng của bầu trời, đem chúng ta dội rửa thành đứa đần, trở thành khôi lỗi của ngươi sao. Thục Vân tướng quân sát cơ bộc phát, xâm nghiêm nói, ta thề không làm nô. Kim Lan Tế tự giơ lên quải trượng, làm bộ muốn đánh Diệp Thần, lớn tiếng nói, tộc ta trăm ngàn đời đến nay, chịu quang triều xung kích tàn phá bừa bãi, khổ không thể tả, người cái này quang chi tử buông xuống, là muốn hủy diệt chúng ta. Ta Phạn Thiên tộc nhân, dù chết cũng không vì nô. Theo Kim Lan Tế tự tiếng nói rơi xuống, toàn bộ Phạn Thiên tộc, sôi trào lên, đông đảo chiến sĩ võ giả sang sảng lang rút đao ra kiếm, họ hét cuồng khiếu, nhìn hằm hằm Diệp Thần. Liền muốn trùng sát đi lên, nhiều thà chết chứ không chịu khuất phục ý chí. Ta không nên đem Phạn Thiên kiếm trả cho ngươi. Phạn Thanh Ảnh cũng là một mặt xâm nghiêm, cùng Thục Vân tướng quân vai sóng vai đứng chung một chỗ, chuẩn bị chiến đấu. Diệp Thần thấy mình trở thành mục tiêu công kích, ngày xưa bằng hữu, hôm nay lại đều phải công kích mình. Nếu như người bình thường đối mặt một màn này, nhất định sẽ thất kinh, không biết vì sao, nhưng Diệp Thần đạo tâm thanh minh, pháp nhãn hiểu rõ. Đã nhìn thấy sau lưng hết thảy, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi bị xấu thần đầu độc. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Phạn Thiên tộc nhân cùng Phạn Thanh Ảnh mẫu nữ, sở dĩ trở mặt không quen biết, vừa thấy mặt đã muốn công kích mình, là bởi vì nhận lấy xấu thần mê hoặc. Xấu thần am hiểu nhất, chính là mê hoặc nhân tâm, kích động tinh thần của người ta, thúc đẩy sinh trưởng ta gạt ngươi lừa đấu tranh cùng tà ác, để cho địch nhân lâm vào trong nội chiến loạn đấu, chính mình lại ngư ông đắc lợi. Thục Vân tướng quân nói. Cái gì mê hoặc, người đang nói cái gì, luân hồi chi chủ, chúng ta nhân tộc có nhân tộc ý chí, tuyệt không khuất phục tại quang. Nói xong tế ra kim thương, thương ra như rồng, trước tiên hướng Diệp Thần ám sát mà đi. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, trong lúc trước mắt, cũng chỉ có trước tiên trấn áp toàn trường. Bắt pháp tắc, định. Diệp Thần nhìn xem liều chết xung phong Thục Vân tướng quân, còn có chung quanh kiếm bản nỗ trường đám người, lập tức thôi động ma ngục mệnh tinh. Một khỏa đen như mực hỗn hợp có thánh quang tinh thần, từ đỉnh đầu hắn bay lên. Trong tinh thần, địa ngục đồ quyển bày ra,
nhưng lại có một tòa rộng rãi thánh đường, sừng sững trong đó, từng sợi thánh quang lan tràn ra, mang theo lực lượng mạnh mẽ. Đây là bắt pháp tắc sức mạnh, ẩn chứa cường đại định thân hiệu quả. Diệp Thần thánh quang chiếu một cái, một màn kinh người liền xuất hiện, Thục Vân tướng quân tại chỗ bị định thân, như pho tượng không cách nào chuyển động, kiếm bạt nỗ trương phản thiên các tộc nhân, cũng là toàn bộ lâm vào trong cứng ngắc. Thục Vân tướng quân, Kim Lan tế tự, Phản Thanh Ảnh mấy người, vô cùng kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, liều mạng muốn thoát khỏi định thân gò bó, nhưng địa ngục bắt ý chí, như thế nào bọn hắn có thể thoát khỏi. Diệp Thần đi ra phía trước, nhéo nhéo Thục Vân tướng quân khuôn mặt, lại đem ngón tay của mình, ngả vào trong miệng nàng khuấy động một chút. Không có khác thường, xấu thần, tinh thần của ngươi mê hoặc thủ đoạn, thực sự là càng ngày càng cao minh. Diệp Thần biểu lộ lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía Cửu U Vạn Hồn Phiên, hắn tại Thục Vân tướng quân trên thân kiểm tra một phen, cũng không phát hiện có cái gì dị thường, nhưng hết lần này tới lần khác Thục Vân tướng quân cùng toàn trường tất cả mọi người, cũng giống như nổi điên muốn công kích mình. Xấu thần mê hoặc thủ đoạn, đã đến xuân phong hóa vũ, nhuận vật vô thanh tình cảnh, Diệp Thần đều nhìn không ra dị thường. Nhưng hắn biết, cái này phía sau màn hắc thủ, nhất định chính là xấu thần. So với mặt ngoài sự thật, Diệp Thần càng tin tưởng trực giác của mình. Luân hồi chi chủ, ngươi, phân thân, ngươi chỉ phái một bộ phân thân buông xuống, có phần quá xem thường ta đi. Cửu U Vạn Hồn Phiên bên trong, một đạo ảm đạm bóng đen, từ không tới có tách ra, chính là một cái áo xám lão giả, chính là xấu thần hóa thân không tệ. Xấu thần có chút oán độc nhìn xem Diệp Thần, không nghĩ tới bây giờ buông xuống Diệp Thần, chỉ là một đạo phân thân. Hắn tự tôn có chút lọt vào đả kích, chính mình dù sao cũng là không không lúc nào khoảng không hung danh rõ ràng tồn tại, Diệp Thần cứ như vậy xem thường người, thế mà chỉ phái phân thân hạ tới. Ngươi không phải cũng là phân thân sao? Diệp Thần nhún vai cười cười nói. Mà Phản Thanh Ảnh, Thục Vân tướng quân, Phản Thiên các tộc nhân, nhìn thấy xấu thần xuất hiện, lại liền ký sinh tại trên Cửu U Vạn Hồn Phiên, đều là hãi dị, lại là ngơ ngác xuất thần, trong lúc nhất thời không cách nào làm rõ nhân quả. Xấu thần, ngươi nghĩ mê hoặc nhân tâm, muốn cho ta cùng Phản Thiên trong tộc đấu tranh giết, ngươi lại thừa cơ cướp đoạt Cửu U Vạn Hồn Phiên, bản tính này có phần quá thô lậu một chút, ta cho là ngươi còn sẽ có càng tinh diệu hơn thủ đoạn. Diệp Thần khoanh tay, lãnh đạm nhìn xem xấu thần, liếc mắt liền nhìn ra xấu thần đủ loại ý đồ. Cửu U Vạn Hồn Phiên sừng sững ở này, xấu thần cũng không mang được, tại Phản Thiên tộc chăm chú, hắn cũng không cách nào cưỡng đoạt, chỉ có thể thi triển thủ đoạn, để cho Phản Thiên tộc cùng Diệp Thần nội đấu, hắn lại đục nước béo cỏ, ngư ông đắc lợi. Hắn biết Diệp Thần sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới, Diệp Thần tới chỉ là phân thân, thậm chí, dựa vào một bộ phân thân, Diệp Thần cũng nhẹ nhõm áp chế toàn trường bạo động. Thực lực này, đã vượt qua xấu thần tưởng tượng. Trước mắt Diệp Thần, so với hắn trong ấn tượng Diệp Thần, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Không, ngươi không cướp được Cửu U Vạn Hồn Phiên, thứ này đã là vĩ đại kỳ quan, ta đều khó mà mang đi. Ngươi là muốn ký sinh ở phía trên, ăn mòn trong đó pháp tắc, đem Cửu U Vạn Hồn Phiên chuyển biến thành ngươi vật chứa, cung cấp nhường ngươi nhiều một cái mạng. Diệp Thần ngắm nhìn xấu thần, điểm phá ý nghĩ của hắn. Muốn trưởng khống Cửu U Vạn Hồn Phiên, không nhất định phải cưỡng ép cướp đoạt mang đi, trực tiếp ăn mòn xâm nhập, đem ý chí của mình ký sinh ở phía trên, gián tiếp khống chế, cũng là một loại biện pháp. Một khi ký sinh thành công, cái kia Cửu U Vạn Hồn Phiên bất diệt, xấu thần sẽ không phải chết, tính mệnh nhiều hơn một phần bảo đảm. Xấu thần nghe được Diệp Thần ngôn ngữ, biểu lộ trở nên hết sức khó coi, chợt lại cười hắc hắc một chút, nói. Luân hồi chi chủ, người pháp nhãn hiểu rõ, hết thảy đều không thể gạt được ngươi. Ai, ở trước mặt ngươi, ta cái này xấu thần, cũng muốn biến thành thằng hề, đạo tâm của ngươi. Cường hoành đến nước này, ta muốn dung chuyển ngươi, tựa như chuồn chuồn lay cột sắt, khó khăn cỡ nào. Diệp Thần cười nói, ngươi đây là chịu thua sao? Xấu thần gật đầu nói, một trận, là ta thua, ta nhận thua. Ta vẫn đánh giá thấp lực lượng của ngươi, hơn nữa cũng không nghĩ đến, ngươi có thể từ ánh sáng của bầu trời thần thủy bên trong, đoạt lại câu chi mảnh vụn, bổ tu ma ngục mệnh tinh, thậm chí còn kế thừa quang chi tử quyền hành. Ta cái này nho nhỏ phân thân, tại sao có thể là địch thủ của ngươi? Cáo từ, luân hồi chi chủ, ta sẽ ở lãnh địa của ta chờ ngươi. Nếu như ngươi muốn uống xong hắc huyên độc tuyền, nghĩ kế thừa vực sâu sức mạnh, vậy thì tới đi, ta chờ ngươi. Đến lúc đó, hôm nay chàng tử, ta sẽ tìm trở về. Nói đi, xấu thần cũng không nói nhảm, gọi ra thiên đế chiến xa, ngồi trên sa niệt, liền muốn lái xe rời đi. Đến hắn cùng Diệp Thần cảnh giới này, sức chiến đấu chênh lệch, nhìn một chút liền có thể đã nhìn ra.
Xấu thần gặp Diệp thần vừa ra tay, liền áp chế Phạn Thiên tộc toàn trường bạo động, thực lực mạnh mẽ như thế, hắn nhất định không khả năng đối kháng. Quyết định thật nhanh, xấu thần cũng không nói nhảm, trực tiếp lái xe rời đi. Mặc dù đánh không lại, nhưng muốn chạy, hắn vẫn có lòng tin chạy thoát. Thiên đế chiến xa là một trong cửu đại hồn khí, ngày xưa hồn thiên đế khung xe, chính là đế hoàng sa niệt, thông thiên không trở ngại, xấu thần tướng tin mình có thể rời đi. Ở dưới mí mắt ta, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Diệp thần nhìn xem lái xe chạy trốn xấu thần, khẽ cười nở nụ cười, lập tức tế ra một sợi dây leo giống như ác ma xúc tu kéo dài, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, quấn đến trên xấu thần khung xe. Chính là ma quỷ đằng. Đây là... Xấu thần cực kỳ hoảng sợ, chỉ thấy ma quỷ đằng quấn lên khung xe bên trên, ma khí phân liệt, một sợi dây leo phân hóa thành thiên trăm đầu dây leo, tựa như độc xà kéo dài phun ra nuốt vào, trong khoảnh khắc đem thiên đế chiến xa một mực cuốn lấy. Xấu thần linh khí thôi động, điên cuồng muốn lái xe rời đi, chiến xa lại không thể lại cử động đánh một chút. Hắn đã từng khu động thiên đế chiến xa, một xe đả thương nặng Nhậm Phi Phàm, đánh gãy Nhậm Phi Phàm siêu thiên con đường chứng đạo, cái này chiến xa cỡ nào hung mãnh, nhưng bây giờ bị Diệp thần ma quỷ đằng cuốn lấy, tựa như một cái côn trùng rơi vào trong mạng nhện, lại không thể thoát khỏi một chút. Thậm chí, không ngừng lan tràn sinh trưởng ma quỷ đằng, còn mang theo sắc bén gai ngược, hướng xấu thần quấn đi. Xấu thần kinh hãi không thôi, thân thể víu một tiếng, phóng lên trời, né tránh ma quỷ đằng quấn quanh. Mà hắn thiên đế chiến xa, thì bị Diệp thần kéo đi, trực tiếp tịch thu. Ta vật chứa. Xấu thần toàn thân kịch chấn, hắn phân thân, cũng không có thực chất huyết nhục, dựa vào ký sinh tại trên vật chứa sinh tồn, không còn vật chứa, linh hồn của hắn lập tức trở nên vô cùng lỗ mãng, đạo ẩn không còn, phảng phất tùy thời có thể phai mờ. Ta nói, ngươi không chạy thoát được, lưu lại cho ta a. Diệp thần thu lại thiên đế chiến xa, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng nhìn xem xấu thần lợi hại, cũng chính là mê hoặc nhân tâm thủ đoạn. Chỉ cần Diệp thần đạo tâm không mê thất, không bị mê hoặc, chính diện giao phong trạng thái, 100 cái xấu thần cũng không phải địch thủ của hắn. Xấu thần muốn chạy, nhưng Diệp thần lại có đủ loại thủ đoạn, có thể chặn giết hắn. Xấu thần toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đột nhiên bấm cái quyết, quát lên. Vực sâu hóa cánh. Bay trên trời không bị ràng buộc, tật. Từng sợi ma khí, từ xấu thần thể bên trong tản ra, hắn hiện ra nguyên hình, chính là một cái cực xấu xí quái vật, khuôn mặt vặn vẹo, lưỡi dài treo rủ xuống, toàn thân bò đầy côn trùng, dơ bẩn ghê tởm đáng sợ, làm người sợ hãi. Tại chỗ Thục Vân tướng quân, Phạn Thanh Ảnh, Kim Lan Tế Tự bọn người, gặp được xấu thần chân thân, đều là lộ ra hoảng sợ lại biểu tình chán ghét, lại là sợ hãi. Xấu thần là không rõ đại khủng bố. Là nhân tâm đủ loại tiêu cực dục vọng hội tụ, nhìn thấy xấu thần chân thân, chẳng khác nào nhìn thấy nội tâm mình chỗ sâu nhất hắc ám, rất nhiều người đều không thể tiếp nhận chính mình hắc ám xấu xí một mặt. Hơn nữa xấu thần bản thân đủ loại xấu xí quỷ dị vặn vẹo tư thái, cũng có thể kích phát nhân tâm chỗ sâu nhất sợ hãi, người nhìn thấy thi thể, nhìn thấy rắn độc, sẽ biết sợ sù lông, mà nhìn thấy xấu thần cảm giác, so nhìn thấy thi thể rắn độc còn muốn mãnh liệt vạn lần. Quẹ! Giữa sân vang lên liên tiếp âm thanh nôn mửa. Thục Vân tướng quân, Phạn Thanh Ảnh bọn người, cùng Phạn Thiên các tộc nhân, toàn bộ đều khom lưng nôn mửa co quắp, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, đã lâm vào cực đoan trong sự sợ hãi, bọn hắn không cách nào nhìn thẳng xấu thần chân tướng. Bọn hắn chịu Diệp thần định thân thuật áp chế, cơ thể vốn là không thể động đậy, nhưng nội tâm hoảng sợ to lớn cùng xù lông, lại để cho bọn hắn đột phá định thân áp chế. Cái này cũng là Diệp thần không có đem thủ đoạn dùng hết, lưu lại điểm chỗ trống. Nhìn xem xấu thần chân tướng, Diệp thần gương mặt không thay đổi, lại không có chịu đến cái gì xung kích. Xấu thần tư thái, dung chuyển không được hắn đạo tâm. Thời khắc này xấu thần, bộ dáng so trước đó xấu xí dữ tợn rất nhiều, vậy mà hội tụ vực sâu tà khí, ở sau lưng hiển hóa ra một đôi vực sâu cánh, người trên không trung, tựa như một đầu phi thiên dạ xoa. Siêu! Tại gọi ra vực sâu cánh chim sau, xấu thần không nói hai lời, lập tức vỗ cánh phi đột. Hắn xấu xí cùng dữ tợn. Đủ loại khí tức quỷ dị, coi như có thể uy hiếp toàn trường, nhưng không ảnh hưởng tới Diệp thần một chút. Hắn thậm chí ngay cả hướng Diệp thần dũng khí xuất thủ cũng không có, bởi vì thất bại, hẳn phải chết, chỉ có liều mạng chạy trốn, mới có một chút hy vọng sống. Hắn muốn chiến thắng Diệp thần mà nói, trừ phi là ở địa bàn của mình, dựa vào đủ loại đại trận, còn có Hắc Uyên độc tuyển sức mạnh, bằng không, tại Phạn Thiên Thánh địa loại địa phương này, hắn liền tối mong manh phần thắng cũng không có. Diệp thần gặp xấu thần còn muốn chạy trốn chạy, không khỏi lắc đầu. Chỉ là một bộ phân thân mà thôi,
cần phải như thế chân quý sao? Diệp Thần ra tay, bàn tay hoành không vung ra, sử cái thiên địa pháp tướng, bàn tay hắn liền hóa thành giả thiên thật lớn, ầm ầm bao phủ phong lôi, cấp tốc truy hướng xấu thần, chấn áp tới. Xấu thần hoảng hốt, hắn coi như chỉ là phân thân, cũng không muốn chết. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, coi như chỉ là phân thân, một khi tử vong, sợ hãi tử vong cũng biết truyền về bản thể, mài mòn tinh thần. Xấu thần muốn đem sợ hãi xây dựng ở thiên địa chúng sinh trên thân, chính mình lại là tuyệt không nghĩ chịu khổ. Ta liền một bộ phân thân, về phần ngươi sao, luân hồi chi chủ. Xấu thần phẫn nộ mà tuyệt vọng, chỉ thấy Diệp Thần giả thiên đại thủ đánh tới, hắn tại Diệp Thần trong lòng bàn tay, gặp được địa ngục cảnh tượng, núi thây biển máu trong địa ngục, có một tòa quang minh thánh đường đứng sừng sững lấy. Thế nhưng thánh đường không thuộc về hắn, hắn chỉ có thể đi địa ngục hình phạt nặng nhất chỗ chịu khổ. Theo Diệp Thần đại thủ đè xuống, địa ngục quay đầu bao phủ xuống, xấu thần phát ra thê lương tiếng kêu chói tai. Xấu thần cảm nhận lấy Diệp Thần ý chí, Diệp Thần vốn không muốn giết hắn, mà là muốn đem hắn cầm tù trong địa ngục. Ngươi muốn đem ta đánh vào địa ngục, làm ma thế mạng cho ngươi. Thủ đoạn thật là ác độc. Xấu thần vạn phần hoảng sợ, nếu là hắn bị giam giữ đến trong địa ngục đi, hắn liền thành Diệp Thần kẻ chết thay, tương lai Diệp Thần phần thiên đại kiếp bộc phát, còn có cái gì đau đớn phản phệ, đều biết toàn bộ chuyển đến trên người hắn. Mà hắn tồn tại, lại là hết sức đặc thù, chỉ cần nhân tâm còn có hắc ám dục vọng tồn tại, hắn sẽ không phải chết. Theo lý thuyết, chỉ cần lòng người đen tối bất diệt, xấu thần là bất tử. Bất tử kẻ chết thay, bất tử bất diệt đại tội cừu non, tại Diệp Thần góc độ xem ra, quả thực là hoàn mỹ. Cho nên, hắn tuyệt đối không bỏ qua xấu thần, nhất định phải đem hắn đánh vào địa ngục. Xấu thần nghĩ tới tương lai vô gian vô tận đau đớn dày vò, toàn thân giống như run rẩy phát run, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cổ họng không nhịn được phát ra cực kỳ sắc bén tiếng kêu thê lương. Tiếng kêu này là bén nhọn như thế, miệng của hắn đều nứt ra đến bên tai, Phản Thanh Ảnh, Thục Vân tướng quân cùng Phản Thiên các tộc nhân, cũng là vô cùng kinh ngạc sợ hãi nhìn xem một màn này, tại xấu thần tiếng kêu chói tai phía dưới, bọn hắn không thể không che lỗ tai. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Thì ra thế gian này, có thể có người sợ hãi tới mức này, tiếng kêu thảm liệt tới mức này. Đó là đối với địa ngục sợ hãi, đối với vô tận hành hạ sợ hãi. Không, ngươi giết ta, luân hồi chi chủ, mau giết ta. Nhìn xem Diệp Thần bàn tay, càng ép càng gần, xấu thần điên cuồng thét lên, như một cái rơi vào nóng bỏng mở trong nước chuột, nhảy loạn vũ, muốn trốn chạy, nhưng thiên địa bát phương hư không, đều bị Diệp Thần bàn tay lồng che lại, hắn trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào, cũng đã không chỗ có thể trốn. Tuyệt vọng nhất trước mắt, xấu thần hội tụ toàn thân tất cả khí tức, hóa thành một tia đen như mực kiếm mang, hướng Diệp Thần bàn tay chém tới, lại cũng chỉ là phí công, như cỏ chè vè tại trên sắt thép lướt qua, không thể lưu lại một chút vết tích. Xấu thần cường hãn, là mê hoặc nhân tâm, mê hoặc tinh thần thủ đoạn cường hãn, nhưng khi Diệp Thần đạo tâm, cường hoành đến tình cảnh không thể dung chuyển, xấu thần hết thảy thủ đoạn, liền không cách nào lại phát huy ra tác dụng. Lấy cứng trọi cứng thực lực tới nói, tại trước mặt Diệp Thần, xấu thần bất quá là côn trùng. Ầm ầm, Diệp Thần bàn tay đè xuống, chỉ một chưởng, liền chấn áp xấu thần, đem hắn thu vào trong địa ngục. Thu về bàn tay, Diệp Thần con mắt híp lại, liền thấy trong lòng bàn tay mình, địa ngục tranh cảnh hiển hóa, núi thây biển máu trong địa ngục, xấu thần bị trói tại trên một cây cọc thiêu sống, từng cái địa ngục xích sắt gắt gao cầm tù lấy hắn, hắn liều mạng giãy giụa cũng không cách nào tránh thoát. Xấu thần còn tại thét lên, Diệp Thần còn chưa sử dụng bất luận cái gì dày vò hình phạt thủ đoạn, hắn đã là đau đớn vạn phần kêu la, trong hai tròng mắt tràn đầy lửa giận, hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Luân hồi chi chủ, người chết không yên lành. Xấu thần thê lương mắng, hắn bây giờ mặc dù không có việc gì, nhưng đã biến thành tù nhân, trở thành Diệp Thần địa ngục thứ nhất tù phạm, tương lai chờ đợi hắn, chính là vô tận dày vò. Xấu thần, người có lẽ không nghĩ tới, ngươi lại là đãi ngộ này a? Ngươi hại bao nhiêu người, đầu độc bao nhiêu người, nhưng có biết ngươi sẽ có hôm nay một ngày này. Ngươi không ngại gọi to hơn một tí, làm cho cả không không lúc nào khoảng không đều nghe gặp. Rơi xuống trong tay của ta, còn có khí lực như thế đại xảo kêu to. Diệp Thần mỉm cười, điều động một tia thiên hình kiếm khí, hóa thành thực chất, thổi phù một tiếng, xuyên qua xấu thần miệng, để cho hắn chửi mắng tiếng kêu, một chút trở thành trầm thấp hoa hoa. Đáng tiếc chỉ là một bộ phân thân. Coi như lấy ngươi làm kẻ chết thay, cũng không chống được bao lâu. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đem bản thể của ngươi, bắt được trong địa ngục.
Đây mới là cứu vớt thế giới này. Diệp Thần nhìn xem trong địa ngục xấu thần, trong ánh mắt tràn đầy xâm nghiêm, hắn đã nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp, có thể giải quyết triệt để đi xấu thần tai họa ngầm. Xấu thần địa phương đáng sợ nhất, chính là nhân tâm tội ác bất diệt, hắn sẽ không phải chết, hắn là lòng người đen tối cùng mặt trái hội tụ. Coi như nhất thời tử vong, đợi một thời gian, hắn lại có thể trùng sinh. Đây là xấu thần kinh khủng nhất chỗ. Vì giải quyết triệt để xấu thần, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ, lo lắng hết lòng, cũng nghĩ không ra một cái hoàn mỹ đối sách. Giống Thanh Liên đạo tổ, hắn tư tưởng biện pháp, chính là một cái nuốt chữ, đem xấu thần triệt để thôn phệ, nhưng cái này vẫn như cũ không thể tiêu diệt xấu thần, nhiều nhất mình biến thành một cái khác xấu thần. Diệp Thần trước đó cũng đau đầu, không biết như thế nào tiêu diệt xấu thần, nhưng bây giờ, hắn đã nghĩ tới đối sách. Chỉ cần đem xấu thần bắt được trong địa ngục đi, vậy không cần tiêu diệt hắn, đem hắn xem như một cái kẻ chết thay, dùng để thay mình tiếp nhận hết thảy phản vệ cùng kiếp nạn. Chỉ cần nhân tâm tội ác bất diệt, xấu thần sẽ không phải chết, hắn chính là một cái hoàn mỹ hình nhân thế mạng. Hu hu! Xấu thần oán độc nhìn xem Diệp Thần, miệng bị lợi kiếm xuyên qua, muốn gọi cũng gọi không ra. Hắn cũng biết rõ Diệp Thần ý nghĩ, quá tàn bạo, vốn không muốn giết hắn, mà là bắt hắn làm kẻ chết thay. Tương lai Diệp Thần phần thiên đại kiếp bạo phát, tất cả đau đớn, đều đem chuyển đến xấu thần trên thân. Phạn Thanh Ảnh, Thục Vân tướng quân, Kim Lan tế tự, cùng Phạn Thiên tộc chúng người, nhìn thấy xấu thần muốn chết không được, lại bị Diệp Thần giam giữ đến trong địa ngục, nhìn thấy luân hồi địa ngục cái kia núi thây biển máu tràng cảnh, đám người không khỏi dùng mình một cái. Đều không sao a. Diệp Thần nhìn lại đám người trước tiên chịu xấu thần mê hoặc, về sau lại bị Diệp Thần định thân thuật áp chế. Lại gặp đến xấu thần chân tướng đe dọa, cuối cùng lại mắt thấy địa ngục kinh khủng, luân phiên khó khăn chắc trở xung kích, bọn hắn đã là gương mặt tái nhợt, một mảnh suy yếu. Diệp Thần thi triển ánh sáng của bầu trời thần dược thuật, một tia kim quang dược khí, nhuận vật vô thanh, thả ra, mọi người nhất thời từ hư nhược trong trạng thái, thoáng khôi phục lại. Hổ thẹn, đạo tâm của ta lại yếu ớt đến nước này, bị xấu thần mê hoặc mà không biết. Thục Vân tướng quân buồn bã, lại hướng Diệp Thần cúi đầu. Thật xin lỗi, luân hồi chi chủ. Diệp Thần khoát tay một cái nói, không sao, không phải lỗi của ngươi, là xấu thần quá xảo trá ngoan độc thôi. Kim Lan tế tự trên dưới dò xét Diệp Thần, kinh nghi bất định nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi thật sự kế thừa quang chi tử quyền hành, đó cũng là nói, ngươi chính là quang chi tử. Trước mắt hắn Diệp Thần, chỉ là một bộ phân thân, nhưng từ cái này phân thân bên trong, Kim Lan tế tự cũng có thể nhìn thấy một tia quang. Một tia vô cùng thần thánh huy hoàng sạch sẽ quang. Ân, xem như thế đi. Những cái kia tiên đoán, cuối cùng vẫn là ứng nghiệm tại trên người của ta. Ta đã quang chi tử, cũng là u ác tính tử. Nhưng, đây sẽ không là ta chung cuộc. Diệp Thần nắm quyền một cái, bây giờ cũng là đón nhận vận mệnh của mình, hắn cũng không kháng cự quang chi tử cùng u ác tính tử thân phận. Hắn tin tưởng mình còn có thể tiếp tục đi tới đích, đi ra một con đường thuộc về mình. Kim Lan tế tự chấn động, tiếp đó trầm mặc, hắn nơi nào nghĩ đến, quang chi tử cùng u ác tính tử, hai loại hoàn toàn xung đột thân phận, lại có thể tập trung ở trên người một người. Diệp Thần không câu chấp cười cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía cửu u vạn hồn phiên, nói, lão tiền bối, pháp bảo này, ta liền mang đi. Kim Lan tế tự lấy làm kinh hãi, nói, luân hồi chi chủ, người muốn dẫn đi cửu u vạn hồn phiên. Diệp Thần nói, ân, pháp bảo này khí tức hắc ám kinh khủng. Quỷ quyệt tà dị, các ngươi trường kỳ cùng với làm bạn, cuối cùng sẽ thương tổn cơ thể. Hơn nữa, tương lai xấu thần còn có thể đi mà quay lại, còn nghĩ mưu đoạt pháp bảo này. Cho nên, lý do ổn thỏa, vẫn là để ta mang đi pháp bảo này, bằng không thì quá nguy hiểm. Xấu thần còn có ba đạo phân thân, còn có một cái bản thể, cũng là tồn tại cường đại nhất, Diệp Thần lo lắng xấu thần tặc tâm bất tử, còn nghĩ cướp đoạt cửu u vạn hồn phiên. Lý do cẩn thận, Diệp Thần muốn đem pháp bảo này mang đi. Chỉ có chính hắn tự tay bảo quản, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Kim Lan tế tự kinh ngạc, có chút khó khăn nói, thế nhưng là... Luân hồi chi chủ, người cũng biết, cái này cửu u vạn hồn phiên, là ta Phạn Thiên tộc đối kháng ánh sáng của bầu trời thần thủy quang chiều cơ thạch chỗ, không thể sai sót ra. Ánh sáng của bầu trời thần thủy mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ bộc phát một lần quang chiều, nếu như không có thủ đoạn phòng ngự, liền sẽ bị thánh quang dội rửa thành trống không, biến thành cái xác không hồn một dạng khôi lỗi. Diệp Thần con mắt híp lại, cười nhạt một tiếng, nói, ta biết, nhưng dùng hắc ám đi đối kháng quang minh, rất dễ dàng phản phệ tự thân, ngô.
Ta truyền cho các ngươi một môn ẩn dật pháp, nếu có quang triều đánh tới, các ngươi thi triển phương pháp này, liền có thể vượt qua. Tương lai nếu như còn có cái gì không giải quyết được phiền phức, có thể kêu gọi tên của ta, ta sẽ buông xuống giúp các ngươi. Diệp Thần ngón tay búng một cái, một tia tia sáng bắn ra, hóa thành ngàn vạn khỏa điểm sáng, bay bổng như mưa phùn, rơi vào toàn bộ Phạn Thiên tộc trong bộ lạc. Kim Lan Tế Tự cùng Phạn Thiên tộc đám người, đắm chìm trong điểm sáng, lập tức như thể hồ quán đỉnh, cam lâm thêm thức ăn, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ một môn thuật pháp. Môn thuật pháp này, là Diệp Thần chính mình sáng tạo, chính mình lĩnh ngộ thuật pháp, gọi ẩn dật pháp, lấy ẩn dật thủ đoạn, hòa giải ánh sáng của bầu trời, có thể đem tự thân dung nhập trong ánh sáng của bầu trời, không nhận quang hỏa ăn mòn. Đương nhiên, môn thuật pháp này là có hạn độ, nếu như trực tiếp nhảy vào ánh sáng của bầu trời thần thủy, đối mặt hừng hực tới cực điểm ánh sáng của bầu trời, cái kia chỉ có bị ăn mòn thành trống không hạ tràng, không cách nào làm đến ẩn dật. Nhưng, nếu như chỉ ở Phản Thiên tộc trong bộ lạc, đối kháng phương xa hướng tập kích mà đến quang triều, cái kia dựa vào ẩn dật pháp, đầy đủ ứng phó, không cần lại sùng bái hắc ám, lấy chính mình huyết nhục nuôi nấng cửu u vạn hồn phiên phiền toái như vậy, cũng miễn đi rất nhiều đau đớn. Phản Thiên tộc chúng người lĩnh ngộ Diệp Thần thuật pháp, lập tức một mảnh kích động, đây quả thực là vì bọn họ mà sinh đồng dạng. Dĩ vãng bọn hắn vì đối kháng quang triều, cần hiến tế tự thân huyết nhục, tế luyện cửu u vạn hồn phiên, có thể nói khổ không thể tả, mà bây giờ có Diệp Thần thuật pháp, bọn hắn cũng không cần lại chịu khổ. Kim Lan Tế Tự cũng là kích động, gấp hướng Diệp Thần bái tạ nói, luân hồi chi chủ, đa tạ ban ân. Ngươi không hổ là Phản Thiên lão tổ nhìn chúng ngươi. Dừng một chút, Kim Lan Tế Tự lại có chút nghi hoặc cùng lo nghĩ, hỏi, chỉ là, cái này cửu u vạn hồn phiên, ngươi thật có thể hàng phục sao? Đi qua Phản Thiên tộc vô tận kỷ nguyên huyết nhục rèn luyện, cửu u vạn hồn phiên đã tiến hóa thành vĩ đại kỳ quan, hắc ám xâm nghiêm, trong đó ẩn chứa đủ loại vực sâu sát khí, tà khí, oán khí, huyết độc, quả thực là kinh khủng, coi như hồn thiên đế tới, cũng không cách nào hàng phục. Xấu thần cũng không mang được, kế hoạch của hắn, chỉ là đem linh hồn của mình, ký sinh tại cửu u vạn hồn phiên phía trên, gián tiếp khống chế. Mà bây giờ, Diệp Thần lại nói muốn dẫn đi, Kim Lan Tế Tự cũng lo lắng Diệp Thần không nắm được. Diệp Thần mỉm cười, nói, không có việc gì, ta có thể trưởng khống. Nói đi, Diệp Thần bay đến cửu u vạn hồn phiên phía trước, bàn tay đặt tại trên kỳ phiên cột, hướng Kim Lan Tế Tự cùng Phản Thanh Ảnh bọn người đạo. Ta đi, chư vị, cáo từ. Tiếng nói rơi xuống, một cỗ thánh quang từ trong cơ thể của Diệp Thần tuôn ra, thân ảnh của hắn, cùng cửu u vạn hồn phiên cùng một chỗ, song song hóa thành quang, hướng về phương xa bay đi. Nhìn thấy một màn này, Kim Lan Tế Tự hãi dị. Không nghĩ tới Diệp Thần thật có thể lấy đi cửu u vạn hồn phiên, hắn ẩn ẩn cũng đoán được Diệp Thần thủ pháp, dùng quang minh thủ đoạn, tới hàng phục hắc ám. Hiu! Diệp Thần phân thân biến thành thánh quang, cùng cửu u vạn hồn phiên biến thành hắc quang, hai đạo quang mang, một đen một trắng, lướt qua hư không, bắn thẳng về phía sáng thế chi thụ chỗ cao, rất nhanh trở lại Diệp Thần bản thể trước mặt. Bất quá tại quá trình này, Diệp Thần trong đầu xuất hiện một đạo hình ảnh. Trong tấm hình Nhậm Tiền Bối tựa hồ hẳn là lấy được tinh không bỉ ngạn đạo kia cơ duyên, hơn nữa chuẩn bị đi gặp Shiva. Cái này kỳ thực không tính là gì, nhưng hắn mơ hồ trông thấy Nhậm Phi Phàm song mi khóa chặt, biểu lộ ngưng trọng. Theo lý tới nói nhận được cơ duyên, không có khả năng nặng nề như vậy. Chẳng lẽ là thương thế kia tái phát? Vẫn là nói cơ duyên này đối với Nhậm Tiền Bối căn cơ vấn đề không có quá lớn thay đổi? Hay là, Nhậm Tiền Bối phát hiện càng vướng víu sự tình? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa. Tinh không bỉ ngạn cuối cùng cách ta quá xa xôi, mặc dù ta có thể theo ở đây leo lên tinh không bỉ ngạn, nhưng chung quy là nghĩ viển vông, hồn thiên đế mượn nhờ Vi Giờ Nu sức mạnh, đều không chắc chắn có thể thực hiện. Dưới mắt làm tốt đại điển sự tình, tăng trưởng thực lực, vì tương lai chiến đấu làm chuẩn bị mới là mấu chốt. Cũng may ta bên này sự tình coi như thuận lợi, trấn áp xấu thần, cũng thu cửu u vạn hồn phiên. Pháp bảo này, chính là của ta. Diệp Thần bàn tay một chảo, đem Thanh Liên phân thân thu hồi luân hồi mộ địa, phân tán ý thức tập trung về bản thể, cũng vững vàng bắt được cửu u vạn hồn phiên. Đen như mực kỳ phiên tràn ngập làm người sợ hãi hắc ám chi khí, từng sợi oan hồn khí tức ngưng kết thành ế ảnh bàn tay, cùng Diệp Thần tay lẫn nhau quấn giao, phảng phất muốn đem hắn thôn vệ đồng thời kéo vào trong vực sâu. Diệp Thần có thể cảm nhận được vô tận hàn ý cùng tuyệt vọng, cái này cửu u vạn hồn phiên bên trong ẩn chứa rất nhiều Phản Thiên tộc nhân huyết nhục cùng oan hồn. Vì đối kháng ánh sáng của bầu trời thần thủy quang triều xung kích, vô tận kỷ nguyên đến nay, Phản Thiên tộc trả giá cực kỳ to lớn hy sinh,
không ngừng lấy máu tươi tế luyện cửu u vạn hồn phiên, mới có thể tại ánh sáng của bầu trời thần thủy rội rửa phía dưới sống sót. Oan hồn trầm trọng, hắc ám tàn phá bừa bãi, hồn ý kinh khủng, pháp bảo này quả nhiên không đơn giản, nếu là tùy tiện luyện hóa, hồn thiên đế loại này vô thượng đạo quân, đều không chịu nổi mãnh liệt như vậy oán niệm vực sâu xung kích. Diệp Thần ánh mắt chuyển động, suy nghĩ một hồi, vẫn là cắn nát đầu ngón tay, đem máu tươi của mình, nhỏ vào trong cửu u vạn hồn phiên, trực tiếp luyện hóa. Hoa lạp, toàn bộ cửu u vạn hồn phiên, hóa thành một tia hắc quang, trốn vào trong cơ thể của Diệp Thần. Oanh, trong nháy mắt, cơ thể của Diệp Thần kinh mạch, cơ hồ muốn bị no bạo. Cái này cửu u vạn hồn phiên, năng lượng quá kinh khủng, hồn thiên đế đều không luyện hóa được, nhưng Diệp Thần bây giờ lại lựa chọn luyện hóa. Răng rắc, hắn hồn thân cốt cách, đều bị oan hồn ma khí cọ rửa một lần, tu vi rất nhanh có đột phá dấu hiệu, đan điền linh khí không ngừng tràn đầy mở rộng. Nhưng, đan điền linh khí tràn ngập sau đó, Diệp Thần tu vi cảnh giới cũng không có đột phá, đại lượng linh khí tràn ra ngoài, trực tiếp lãng phí hết. Mà cửu u vạn hồn phiên đủ loại ma hồn oán khí, giống như hồng triều bàn điên cuồng tại trong hắn toàn thân va chạm, muốn đem cả người hắn no bạo đi. Đối mặt cục diện nguy hiểm như vậy, Diệp Thần gặp nguy không loạn, thi triển hỗ tự quyết diệu pháp, giải khai trên thân mười mấy sợi xích sắt, đem phong tỏa quang phóng xuất ra, hòa giải cửu u vạn hồn phiên ma khí. Nói đúng ra, là cửu u vạn hồn phiên ma khí, tại hòa giải thánh quang khí tức. Trong cơ thể của Diệp Thần quang chi tử ý chí, sau lưng ẩn chứa thánh quang năng lượng, thực sự quá hừng hực mãnh liệt, muốn đi cướp đoạt hắc uyên độc tuyền tới hòa giải, có trời mới biết phải chờ tới lúc nào. Cho nên, tại đoạt lấy hắc uyên độc tuyền phía trước, Diệp Thần cũng nhất thiết phải sử dụng thủ đoạn khác, cân bằng thể nội quang. Hắn mang đi cửu u vạn hồn phiên, đồng thời trực tiếp luyện hóa, chính là muốn cân bằng thể nội quang. Loại hắc ám này cùng quang minh hòa giải thủ đoạn, Diệp Thần đã nắm giữ được lô hỏa thuần thanh, rất nhanh, không tới thời gian một khắc, hắn liền hoàn toàn luyện hóa cửu u vạn hồn phiên, tất cả ma khí đều trong chăn cùng rơi mất, cùng thánh quang hòa làm một thể, tạo thành một cỗ huyền diệu âm dương trật tự. Diệp Thần trong đại não có hai loại quang, một loại là cửu u vạn hồn phiên ma quang, một loại là ánh sáng của bầu trời thần thủy thánh quang. Thánh quang cùng ma quang lẫn nhau phối hợp, thần thánh quang huy muốn hừng hực rất nhiều. Quả nhiên còn chưa đủ à? Diệp Thần thấy thế, lập tức nhíu nhíu mày. Cái này cửu u vạn hồn phiên, đủ loại oan hồn ma khí, đã là vô cùng kinh khủng, nhưng cùng trong cơ thể hắn quang chi tử ý chí, ánh sáng của bầu trời thần thủy năng lượng so sánh, cũng là xa xa không bằng. Diệp Thần hòa giải phía dưới, chỉ điều hòa hai thành thánh quang, còn có tám thành thánh quang năng lượng, vẫn như cũ hung mãnh hừng hực, dục dịch, tùy thời phải chuẩn bị đoạt xá Diệp Thần. Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là điều động khóa chi mảnh vụn sức mạnh, lại một lần nữa đem thánh quang khóa lại. Chỉ hóa giải hai thành thánh quang, còn có tám thành, quả nhiên vẫn là phải dựa vào hắc uyên độc tuyền A. Nhưng thân thể của ta, tu vi tựa hồ đến bình cảnh. Diệp Thần cảm thấy được, đan điền của hắn, linh khí đã đầy, không cách nào lại chứa đựng nhiều một chút linh khí. Hắn vừa mới luyện hóa cửu u vạn hồn phiên, hòa giải thánh quang, âm dương chuyển hóa phía dưới, nhận được rất nhiều linh khí tẩm bổ. Nhưng những linh khí này, hơn phân nửa cũng không thể tồn tại trong thân thể, toàn bộ tràn ra tản mạn khắp nơi. Đây là bởi vì, Diệp Thần chân thực tu vi, cắm ở thiên đế cảnh ba tầng trời đỉnh phong, nhưng cảnh giới hắn không đột phá, liền không cách nào dung nạp nhiều linh khí hơn. Người thân thể, thật giống như một cái vật chứa. Quá trình tu luyện, chính là không ngừng mở rộng vật chứa, đi dung nạp càng nhiều nước hơn, cũng không ngừng cường hóa vật chứa, để cho vật chứa trở nên vững chắc hơn, chống cự đủ loại phong hiểm. Nhưng bây giờ, Diệp Thần cái vật chứa này, đã không cách nào lại làm lớn ra, thủy đã tràn đầy, lại đựng nước cũng sẽ không có hiệu quả, chỉ có thể tràn ra tới. Thiên đạo đang áp chế ta. Xem ra thật là dung không được ta. Diệp Thần rất rõ ràng, là thiên đạo áp chế, chế trụ cảnh giới của mình, để cho hắn không cách nào đột phá. Hắn cũng không phải thật sự là thiên đế, cũng không có chân chính chứng đạo, không có chứng đạo trạng thái, linh khí tích lũy đến thiên đế cảnh ba tầng trời đỉnh phong. Cũng đã là cực hạn, không cách nào lại tích lũy, nhất thiết phải trước tiên đem vật chứa bình cảnh đánh vỡ. Bất quá, Diệp Thần cũng không hoảng hốt, hắn có lòng tin, cũng có thủ đoạn, có thể đột phá thiên đạo hạn chế. Chỉ kém một cơ hội. Hiện tại hắn khiếm khuyết, chính là một cái thích hợp thời cơ. Diệp Thần ánh mắt, nhìn về phía trên, hắn có thể bắt được hồn thiên đế khí tức, tại chỗ thật xa. Hồn thiên đế, chính là thời cơ của hắn. Hồn thiên đế, chúng ta đấu lâu như vậy, là thời điểm làm chấm dứt. Diệp Thần thấp giọng thì thào, sau đó ánh mắt kiên định,
đi lên leo lên. Cái này sáng thế chi thụ, càng lên cao bò, liền muốn đối mặt càng khủng bố hơn nguy hiểm, không nói những cái kia tầng tầng lớp lớp quỷ dị ma vật, riêng là chung quanh ác liệt hoàn cảnh, vô tận tàn phá bừa bãi phong bạo, xâm nghiêm chướng khí, không có bất kỳ cái gì thiên địa linh khí ngạt thở chân không, cũng đủ để cho không người nào so khó chịu. Diệp Thần leo lên một hồi, liền cảm giác khó mà tiến lên, nói, không được, hồn thiên đế có Vizanu che chở, ta không có, dạng này xuống, ta vĩnh viễn cũng đuổi không kịp hắn. Trong lòng Diệp Thần suy nghĩ lấy đối sách, hắn cảm giác chính mình cùng hồn thiên đế khoảng cách, càng kéo càng xa, từ đầu đến cuối đuổi không kịp. Mà hồn thiên đế coi như đứng bất động, Diệp Thần có thể cũng đuổi không kịp hắn, bởi vì hoàn cảnh quá mức ác liệt, Diệp Thần đã rất khó đi tới. Những biện pháp khác đều không được, còn có một con đường có thể đi, chỉ có thể mượn dùng quang sức mạnh. Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, buông ra mấy cái xích sắt phong ấn, phóng xuất ra một tia thánh quang năng lượng, quanh quẩn toàn thân, tiếp tục trèo lên trên. Tại thánh quang che chở cho, hắn cảm giác buông lỏng rất nhiều, nhưng thường xuyên mượn dùng quang sức mạnh, dù sao vô cùng nguy hiểm, một khi bị quang phản phệ, đó cũng là đại phiền toái. Chỉ là, trong lúc trước mắt, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì lựa chọn, cũng chỉ có thể như thế. Hắn mượn thánh quang che chở, không ngừng tiến lên, ước chừng qua 6-7 ngày, phản thiên đại điển thời hạn đều đi qua hơn phân nửa, hắn lại vẫn không thể đuổi kịp hồn thiên đế, khoảng cách song phương từ đầu đến cuối xa xôi. Hồn thiên đế, ngươi đến cùng nghĩ bỏ đi nơi nào? Chẳng lẽ phần cuối chính là ngươi chân chính sắp đặt? Ngươi đang tìm cái gì đồ trọng yếu, thắng qua giết ta? Diệp Thần sắc mặt nặng nhiên, nhìn xem chung quanh đen kịt một màu, cất giấu vô số rắn độc ế ảnh cùng ma vật hoàn cảnh, nếu không phải hắn có thánh quang che chở, hắn đã chết. Tốc độ cao nhất leo lên 6-7 ngày thời gian, coi như thiên khung có đỉnh, Diệp Thần cũng cần phải sờ đến đỉnh, nhưng bây giờ cảm giác thiên xa xôi, vẫn là vô cùng vô tận bộ dáng. Quan sát tiếp, Diệp Thần đã cái gì đều không thấy được, hắn cách mặt đất quá cao quá xa, coi như dõi mắt thấu thị, cũng không nhìn thấy phía dưới đồ vật, chỉ có thể nhìn thấy trọng trọng xum xuê cành lá. Mà chung quanh thiên địa pháp tắc, sớm đã trở nên tương đương hỗn loạn, không có một chút trật tự, chỉ là hỗn loạn pháp tắc va chạm đưa tới phong bạo, cũng đủ để đem siêu phẩm thiên đế đều xé nát. Loại này hiểm ác chỗ, đã vượt ra khỏi không không lúc nào chống không phạm trù. Ta đã leo ra ngoài không không lúc nào khoảng không. Diệp Thần trong lòng chỉ có ý nghĩ này, hắn chắc chắn leo ra không không lúc nào giống, đã không tại không không lúc nào chống không trong phạm vi thế giới, nhưng lại còn chưa tới tinh không bỉ ngạn. Chẳng lẽ, hồn thiên đế là thật muốn bỏ đi tinh không bỉ ngạn? Diệp Thần suy nghĩ lấy, nghĩ bỏ đi tinh không bỉ ngạn, nơi nào có dễ dàng như vậy, Diệp Thần bây giờ mặc dù leo ra ngoài không không lúc nào khoảng không, nhưng bách bộ hành trình, chỉ có thể coi là một bước đi ra, đằng sau còn có càng xa xôi đường xá, xa xôi đến đủ để khiến người tuyệt vọng. Xem ra, hay là muốn vận dụng lá bài tẩy thủ đoạn. Diệp Thần hít sâu một hơi, mắt thấy chính mình mấy ngày liền truy đuổi, từ đầu đến cuối cũng đuổi không kịp hồn thiên đế, là hắn biết, nhất định phải vận dụng lá bài tẩy thủ đoạn. Hoa lạp. Diệp Thần tế ra một đạo phù chiếu, hủy diệt chiến khí sôi trào, chính là trước đây Siva ban cho hắn thiên trảm phù chiếu, bên trong ẩn chứa thiên trảm đại sát phạt, mà lại là Siva tự tay tạo hóa tồn tại. Đạo này thiên trảm phù chiếu, có thể nói là Diệp Thần át chủ bài, hắn chuẩn bị dùng để cùng hồn thiên đế chiến đấu. Nhưng bây giờ, chiến đấu còn chưa bắt đầu, hắn liền bị buộc muốn sử dụng đạo phù này chiếu. Nếu như không chém ra trước mắt trọng trọng hắc ám, hắn tuyệt đối không thể đuổi kịp hồn thiên đế. Siva, giúp ta. Thiên trảm nhất kích, đi thôi. Diệp Thần cắn răng một cái, nhìn xem phía trên sâu nắng hắc ám cùng vô tận phong bạo cùng quái vật, hắn đột nhiên vung ra phù chiếu, linh khí quán chú, trực tiếp dẫn bạo. Cùng lúc đó, không không lúc nào khoảng không. Trên đỉnh núi, mây mù nhiễu, tựa như tiên cảnh. Siva ngồi xếp bằng tại trên bệ đá, nhắm mắt trầm tư, dáng người giống như vĩnh hằng pho tượng. Đột nhiên, Siva mở mắt. Hắn rõ ràng cũng cảm nhận được Diệp Thần vận dụng đạo kia át chủ bài. Hắn vung tay lên, hư không phảng phất xé rách, hết thảy như kính hoa thủy nguyệt. Không không lúc nào trống không hình ảnh liền như vậy hiển lộ. Nhưng chẳng biết tại sao, lực lượng nào đó kiềm chế, hình ảnh cực kỳ không ổn định. Trong tấm hình, chính là Diệp Thần vận dụng thiên trảm chi tượng. Mà liền tại lúc này, một đầu cự kình từ hư không phá toái mà đến, một nam tử đứng tại cự kình phía trên, khí tư như tùng. Chính là Nhậm Phi Phàm. Nhậm Phi Phàm thấy được Siva, thở ra một hơi, thản nhiên nói, Siva, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Siva liếc mắt nhìn Nhậm Phi Phàm,
cười nói, ngươi căn cơ mặc dù còn kém chút, nhưng lần này cơ duyên coi như không tệ, chữa trị ngươi căn cơ trọng yếu nhất một chỗ, phải biết, ngươi cảnh giới bây giờ, muốn chữa trị một tia căn cơ cũng không dễ dàng. Nhậm Phi Phàm liếc mắt nhìn hình ảnh, trả lời, may mắn mà có Diệp Thần, đạo nhân kia cũng là xem ở Diệp Thần trên mặt mũi. Hơn nữa, ta muốn hoàn toàn chữa trị, đường phải đi còn rất dài, thậm chí rất không có khả năng. Siva lộ ra một đạo nụ cười, hỏi, mặt mũi. Tại tinh không bỉ ngạn không đáng giá tiền nhất chính là mặt mũi, đây là lợi ích cùng quan hệ lưới lớn. Trụ thần, thế lực, hắc ám, chỉ, giống như bàn tay vô hình khống chế hết thảy. Nhậm Phi Phàm rõ ràng nói ra suy nghĩ của mình, vội vàng nói, tiền bối, lần này ta thấy được một vài thứ, luân hồi chi đạo. Nhưng mà Nhậm Phi Phàm lời còn chưa nói hết, Siva liền làm một cái ra dấu im lặng, người nói Diệp Thần cùng Hồn Thiên Đế, ván này, ai thắng? Nhậm Phi Phàm không chút do dự, Diệp Thần, Siva, cái kia luân hồi. Siva lần nữa ngắt lời nói, xem xong trận chiến này, chúng ta đang nói chuyện này. Bất đắc dĩ, Nhậm Phi Phàm chỉ có thể ánh mắt nhìn về phía trong hình Diệp Thần cùng Hồn Thiên Đế chi chiến. Xoẹt, phù chiếu nổ tung, một đạo cực hạn rực rỡ bóng lưỡng xâm nghiêm kiếm quang, như đảo ngược bầu trời nguyệt quang, mang theo không thể tưởng tượng nổi bẻ gãy nghiền nát lăng lệ uy thế, đi lên phương bạo trảm mà ra. Kinh khủng khí tức hủy diệt, nổ tung hết, Getsuga Tenso một dạng kiếm quang, một đường chém giết mà qua, chặt đứt từng cái sáng thế chi thụ nhánh cây, chém chết từng đóa đại đạo hoa, chảm phá đen như mực không gian hắc ám, chém giết đếm không hết yêu ma quỷ quái. Thiên trảm nhất kiếm ra, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị chém ra, tất cả hắc ám, tất cả phong bạo, tất cả yêu ma, đều chôn vùi. Cái này nhất chảm, chém ra một cái tinh rủ xuống bình dã khoát, chém ra một đầu thông thiên tiền đồ tươi sáng. Hắc ám không còn, bị đâm mắt xâm nghiêm lăng lệ quang lấp kín, đó là Siva quang, hủy diệt quang, thiên trảm quang, như thủy tinh sáng long lanh, lại mang theo cực kỳ lăng lệ kinh khủng sát phạt. Diệp Thần như có thần phù hộ, thiên trảm chiến phù bộc phát trong nháy mắt, hắn cũng đã nhận được Siva chúc phúc, cũng không nhận được thiên trảm kiếm khí phản phệ. Hắn có chút khiếp sợ nhìn một màn trước mắt, Siva thi triển thiên trảm, quả nhiên so với hắn thi triển cường hãn nhiều, thế giới cùng không gian đều bị trảm phá đi. Bây giờ trên trời dưới đất, liền tràn ngập thiên trảm kiếm quang. Những thứ này ở khắp mọi nơi nhỏ bé nhập thể kiếm quang, đủ để nhẹ nhõm đem siêu phẩm thiên đế rào sát thành mảnh vụn, sáng thế chi thụ từng mảng lớn lá cây nhánh cây đại đạo hoa bị cắt đứt, một mảnh tan tành bừa bộn. Diệp Thần có Siva chúc phúc che chở, thân thể của hắn không có thụ thương, tương phản, hắn cảm giác thân thể của mình, cũng biến thành quang, đã biến thành Siva thiên trảm kiếm quang một bộ phận, cực kỳ cường hãn sắc bén, phảng phất có vô tận sát phạt phong mang. Hồn Thiên Đế, thiên trảm nhất kiếm, chém ra một đầu tiền đồ tươi sáng, chém ra một đầu nối thẳng phía trên không gian đường hầm. Diệp Thần tại không gian đường hầm dị đoan, có thể nhìn đến một chỗ khác, đứng một đạo kiên cường lạnh lùng thân ảnh, chính là Hồn Thiên Đế. Thiên trảm nhất kiếm bạo sát, đem Diệp Thần cùng Hồn Thiên Đế ở giữa hắc ám, không gian khoảng cách, toàn bộ trảm phá đi, hai người bốn mắt tương vọng, lẫn nhau cũng có thể nhìn thấy đối phương. Luân hồi chi chủ, Hồn Thiên Đế thấy được Diệp Thần. Lập tức thần sắc đại chấn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, toàn thân đều đang phát run. Hắn nơi nào nghĩ đến, Diệp Thần lại có loại thủ đoạn này, chảm phá hết thảy chướng ngại. Hiu! Diệp Thần nhếch miệng lộ ra một cái dữ tợn nụ cười, hơi nghiêng người đi, như kiếm quang trùng thiên, trong nháy mắt xông qua không gian đường hầm, vọt tới Hồn Thiên Đế trước mặt. Hồn Thiên Đế rất là chấn động, người nhẹ nhàng lui lại, tế ra một thanh trường kiếm, vô cùng cảnh giác nhìn xem Diệp Thần. Sau lưng người có Vizanu giúp đỡ, may mắn, sau lưng ta cũng có người. Siva cùng Vizanu, ai mạnh đâu? Diệp Thần giang hai cánh tay, mỉm cười nhìn Hồn Thiên Đế. Hắn có thể cảm giác được, Vizanu linh hồn, liền ký sinh tại trên thân Hồn Thiên Đế. Mà chứa Vizanu linh hồn cho cốt đàn, đã sớm bể nát. Vizanu đang đánh cược Hồn Thiên Đế có thể thắng được. Còn mặt kia, Phản Thiên cùng Siva, cũng đã đứng tại Diệp Thần bên này. Vizanu cô ra quả nhân, hắn đã đặt cửa tại trên thân Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế sắc mặt hết sức khó coi, chung quanh còn tràn ngập thiên trảm kiếm quang, từng sợi ánh sáng liền là từng đạo sắc bén kiếm khí, không ngừng chém giết mà đến, hắn cũng là không dám khinh thường chút nào, trên thân hiện ra thủ hộ kim quang phù văn, đó là Vizanu thủ hộ pháp. Luân hồi chi chủ, nghĩ không ra, người nhanh như vậy là có thể đuổi kịp tới. Một đạo thanh âm thê lương, từ trong cơ thể của Hồn Thiên Đế vang lên. Sau đó liền đem một đạo linh hồn hư ảnh,
chậm rãi xông ra, lơ lửng tại sau lưng Hồn Thiên Đế, chính là Vizanu. Diệp Thần nói, ta cũng không nghĩ ra, tiền bối, ngươi thế mà lại ký sinh tại trên thân Hồn Thiên Đế, liền không sợ bị hắn nuốt sao? Bảo hổ lột ra. Hồn Thiên Đế sở trường về linh hồn đại đạo, nếu như hắn có lòng, hoàn toàn có khả năng nuốt lấy Vizanu linh hồn. Không quan trọng, La Hầu huynh muốn nuốt ta, cứ việc nuốt luôn chính là, ta cùng hắn đều là quang tín đồ, chúng ta làm hết thảy, bất quá là vì biến thành quang, giải quyết u ác tính ký sinh. Vizanu bình tĩnh nói. Hồn Thiên Đế tiền thân, chính là gọi La Hầu, là trong thất tinh thần ma tinh La Hầu, đại biểu cho tử vong. Tử vong áo nghĩa, cũng không phải là chỉ có Diêm Ma Tử Thần đang nghiên cứu, Hồn Thiên Đế cũng thực tiễn tử vong chi đạo, hắn sở cầu tử vong, không phải mặt ngoài tử vong, là linh hồn chỗ sâu chết, cho nên hắn mới gọi Hồn Thiên Đế. Thái sơ chi quang bên trên, ký sinh lấy một khỏa u ác tính, như thế nào giải quyết viên này u ác tính, Hồn Thiên Đế ý nghĩ, chính là từ sâu trong linh hồn, phá diệt u ác tính. Nếu như phương pháp này không thành, hắn cũng có thể linh hồn tự diệt, cầu được một cái vĩnh hằng tử vong, kết thúc tất cả nhân quả. Đương nhiên, nếu như không đến cùng đường mạt lộ trước mắt, không có người muốn chết. Diệp Thần cười nói, quang tín đồ, biến thành quang. Ta thế nhưng là quang chi tử, các ngươi như thế thờ phụng quang mà nói, cái kia hẳn là ở trước mặt ta quỳ xuống, kêu một tiếng đại nhân. Chẳng biết xấu hổ, Hồn Thiên Đế quát lạnh một tiếng giận dữ mắng mỏ, lúc này ở Vizanu thủ hộ phía dưới, hắn cũng tỉnh táo lại, mặc dù Diệp Thần có Shiva trợ lực, nhưng hắn cũng có Vizanu trợ lực, chiến đấu, hưu chết vào tay ai. Cũng còn chưa biết. Ngươi chẳng qua là một cái đi quá giới hạn giả, ngươi là u ác tính tử, như thế nào lại là quang chi tử? Ngươi đuổi theo cũng tốt, hôm nay liền đem ngươi giết. Một tiếng xào sạc, Hồn Thiên Đế trường kiếm trong tay ma quang ứa ra, hai mắt cũng là hóa thành đen kịt một màu, quyết tử ma nhãn đã mở ra, hắc ám cùng khí tức tử vong, trong nháy mắt nổ tung, chung quanh từng mảng lớn thiên trảm kiếm quang, nhao nhao chôn vùi. Luân hồi chi hồn về ngươi, huyết nhục về ta. Tiểu tử này nuốt luôn nhục thể của ta, ta nhất thiết phải đoạt lại. Vizanu xâm nghiêm đạo. Đây là tự nhiên, đáng tiếc chúng ta còn chưa kịp lấy xuống sáng thế đạo quả, bằng không đợi ta luyện hóa đạo quả, muốn giết tiểu tử này, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hồn Thiên Đế ánh mắt sắc bén đạo. Sáng thế đạo quả. Diệp Thần trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía chỗ cao, đã thấy chỗ cao trên nhánh cây, mang theo một quả trái cây, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, đại đạo phù văn lượn lờ. Hào quang vạn trọng, nhưng nhìn kỹ, quả bên trên có rất nhiều đục động cùng độc trùng, thủng trăm ngàn lỗ. Đây là sáng thế đạo quả, là thế giới năng lượng kết tinh, truyền thuyết ai có thể ăn sáng thế đạo quả, người đó liền có thể phi thăng, biến thành quang, cùng thái sơ chi quang hòa làm một thể. Nhưng, thế giới hắc ám, khắp nơi tràn ngập tranh đấu cùng sát lục, hắc ám chảy trở về đến sáng thế trên cây, nhưng đường quả cũng sinh ra sâu mọt, trở nên hắc ám bốc mùi. Nếu như không tịnh hóa đạo quả bên trên hắc ám, tùy tiện ăn mà nói, chỉ có thể như năm đó đại hiền giả như thế, trực tiếp bị vực sâu hắc ám, no bạo cơ thể, bạo thể mà chết. Các ngươi muốn ăn phía dưới đạo quả, không muốn sống nữa. Diệp Thần nhìn xem Hồn Thiên Đế, cuối cùng là dòm rõ ràng nhân quả, thì ra Hồn Thiên Đế không chối từ khổ cực, leo lên đến chỗ cao như vậy, là vì hái sáng thế đạo quả. Không có quan hệ gì với ngươi, luân hồi chi chủ, trước hết bắt ngươi huyết nhục trúc cơ, ta lại đi đường tiêu hóa quả. Lá gan ngươi không nhỏ, người mang thiên đạo áp chế, còn không có chứng đạo thiên đế, liền dám xông lên cùng ta quyết chiến, thật sự cho rằng Shiva có thể giữ được ngươi. Hồn Thiên Đế ánh mắt sắc bén, lúc này hắn đã nhìn ra, Shiva cũng không có ký sinh tại trên thân Diệp Thần, chỉ là ban thưởng một đạo thiên trảm phù chiếu, mà Diệp Thần đã đem phù chiếu dùng hết. Phù chiếu tàn quang, đủ loại thiên trảm kiếm khí kiếm quang, mặc dù cũng vô cùng lăng lệ, nhưng không tổn thương được Hồn Thiên Đế. Sơn Hà quyết tử, một kiếm càn khôn. Hét dài một tiếng, Hồn Thiên Đế đột nhiên huy kiếm hướng Diệp Thần bổ tới, hắn quyết tử ma nhãn mở ra phía dưới, toàn thân đều lượn lờ kinh khủng khí tức tử vong, một kiếm giết ra, Sơn Hà quyết diệt, càn khôn tĩnh mịch, uy thế cực kỳ khủng bố. Lại thêm Hồn Thiên Đế vẫn là vô thượng đạo quân, mặc dù Vizanu trở ngại trụ thần khế ước, cũng không thể tự mình ra tay trợ chiến, chỉ có thể ban cho một chút bảo vệ chúc phúc, nhưng Hồn Thiên Đế chỉ dựa vào tự thân vô thượng đạo quân uy áp, cũng đầy đủ kinh khủng. Diệp Thần quanh thân quang không ngừng bạo diệt, thời không quy khư thành hỗn độn, Hồn Thiên Đế mũi kiếm, trong mắt hắn không ngừng phóng đại tới gần, đã thuần sát đến. Phốc phốc, Hồn Thiên Đế hung hăng một kiếm, liền bổ trúng Diệp Thần bả vai, mũi kiếm thật sâu cắt vào, khí tức tử vong điên cuồng xâm nhập đồng thời nổ tung,
Diệp Thần bả vai cùng phụ cận da thịt, một chút mục nát biến thành màu đen. Ân. Hồn Thiên Đế ngẩn ngơ, một kiếm này bổ trúng Diệp Thần, thực sự quá dễ dàng, chính hắn cũng không dám tin tưởng. Mà Diệp Thần khóe miệng còn mang theo ý cười, phảng phất chém vào chính mình bả vai một kiếm không tồn tại giống như, trở tay một chưởng hướng Hồn Thiên Đế vỗ tới. Lớn sụp đổ. Cực hạn hủy diệt áo nghĩa, tại Diệp Thần lòng bàn tay bộc phát ra, Hồn Thiên Đế thất thần phía dưới, không tránh kịp, bị Diệp Thần trọng trọng một chưởng đánh vào trên bụng. Một chưởng này thế đại lực trầm, hủy diệt sụp đổ khí tức cực kỳ hung mãnh, Hồn Thiên Đế kêu lên một tiếng, lập tức bị đánh lui vài chục bước, giữa ngực bụng khí tức sôi trào, nếu như không phải có Vizernu che chở, hắn đã muốn hộc máu. Cẩn thận một chút, La Hầu huynh, tiểu tử này là địa ngục chi vương. Luân hồi chi chủ cũng không tốt trả hơn, hơi không cẩn thận, chính là cả bàn đều thua. Vizernu nặng nhiên đạo. Hồn Thiên Đế ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, liền thấy vô cùng kinh khủng một màn. Chỉ thấy một khỏa đen như mực tinh thần, từ Diệp Thần trên đỉnh đầu dâng lên, đó là ma ngục mệnh tinh, trọng trọng địa ngục như đồ quyển, một chút tại Diệp Thần trên đầu bày ra, từng sợi địa ngục ma khí rơi xuống, tại trên thân Diệp Thần huyễn hóa thành một bộ quân vương trường bào. Chỉ một thoáng, Diệp Thần tựa như hóa thân trở thành địa ngục chi vương, chấp chưởng địa ngục hết thảy pháp tắc. Thấy thế, Hồn Thiên Đế đồng tử cũng là co rụt lại, trong nháy mắt thì nhìn đi ra, Diệp Thần đã đem hắn tính mệnh, linh hồn, chân khí, pháp tắc các loại, đều ký thác vào ma ngục mệnh tinh phía trên. Địa ngục, đã cùng Diệp Thần hòa làm một thể. Chỉ cần ma ngục mệnh tinh còn tại, Diệp Thần sẽ không phải chết. A, à, một hồi sắc bén tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ sâu trong địa ngục vang lên. Thanh âm này quá quen thuộc. Hồn Thiên Đế nghe được, đó là xấu thần âm thanh. Xấu thần, đã trở thành Diệp Thần kẻ chết thay. Diệp Thần gọi ra ma ngục mệnh tinh sau, cơ thể chịu hết thảy tổn thương, cũng có thể chuyển đến trong địa ngục, để cho địa ngục tù phạm tội nhân đi tiếp nhận. Hắn trong địa ngục, ngoại trừ nhốt xấu thần, còn nhốt đại lượng vực sâu ma vật. Vừa mới Diệp Thần cứng rắn chịu Hồn Thiên Đế một kiếm, da thịt xương cốt đều bị chặt mở, nhưng Diệp Thần một chút cũng không có cảm giác đến đau đớn. Tất cả đau đớn đều chuyển đến ma ngục mệnh tinh lên rồi. Ngoại trừ xấu thần tiếng kêu thảm thiết, còn có rất nhiều ma vật phát ra tê liệt tiếng kêu rên, bọn chúng thay thế Diệp Thần, đã nhận lấy Hồn Thiên Đế một kiếm tổn thương. Diệp Thần nơi bả vai vết thương, cũng tại cấp tốc phục hồi như cũ, mà địa ngục lại xuất hiện một đầu vết rách, vết thương của hắn cũng cùng nhau tái giá đi qua. Hồn Thiên Đế đồng tử co vào, vô cùng sợ hãi nhìn xem một màn này. Diệp Thần đã cùng địa ngục hòa làm một thể. Hắn là địa ngục là hắn. Thần uy như ngục, địa ngục lớn nguyền rủa. Diệp Thần duỗi ngón bấm quyết, đỉnh đầu ma ngục mệnh tinh, rực rỡ bộc phát từng sợi ma quang, tỷ tỷ oan hồn khóc lên, hội tụ thành kinh thiên động địa ma âm, cuồn cuộn ma khí nở rộ mà ra, giống như thủy triều hướng Hồn Thiên Đế bao phủ mà đi. Từng đạo kinh khủng địa ngục nguyền rủa, điên cuồng điệt ra tại trên thân Hồn Thiên Đế. Ngô! Hồn Thiên Đế kêu lên một tiếng, lập tức liền cảm giác cơ thể cứng ngắc, không thể động đậy. Sau đó, cuồn cuộn ma khí như nước thủy triều bên trong, xoát la la vang dội, có từng cái địa ngục xích sắt hướng hắn quấn quanh mà đến, mang theo mãnh liệt phong ấn khí tức. Còn có từng đạo tràn ngập tội phạt kiếm khí, từ hư không tứ phía bắn mạnh mà đến. Trong chớp nhoáng này, Diệp Thần đem câu chi mảnh vụn bắt pháp tắc, khóa chi mảnh vụn phong tỏa pháp tắc, hình chi mảnh vụn thiên hình pháp tắc, hóa thành trọng trọng nguyền rủa, điên cuồng xung kích Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế mặc dù có Vizernu che chở, cũng cảm giác có chút không chống chịu được. Bất quá, hắn cũng không hoảng, cấp tốc tỉnh táo lại, quát mạnh một tiếng. Lực phá vạn pháp, đạo quân vô thượng. Một tia thần quang, từ trên thân Hồn Thiên Đế cực hạn bộc phát, lại lập tức, liền đem tất cả địa ngục nguyền rủa, tất cả địa ngục ma khí, toàn bộ ép diệt đi, như cuồng phong thổi tan mây khói. Diệp Thần gặp Hồn Thiên Đế thần quang xung kích, bỗng chốc bị đẩy lui mở ra, gương mặt trầm xuống nói. Chênh lệch cảnh giới. Hồn Thiên Đế hừ một tiếng, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói. Không tệ, luân hồi chi chủ, giữa người ta, chênh lệch cảnh giới thực sự quá lớn. May mắn như thế, bằng không ta còn thực sự phá giải không được thần thông của ngươi. Diệp Thần đủ loại thần thông thuật pháp, thực sự quá lợi hại, nếu như là cùng cảnh giới quyết đấu, Hồn Thiên Đế nhịn không được Diệp Thần một chiêu. May mắn, cảnh giới của hắn, đã là vô thượng đạo quân. So với Diệp Thần cái này khí thức hiển lộ thiên đế cảnh ba tầng trời võ giả, tu vi phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Tại cực lớn chênh lệch cảnh giới phía dưới, Hồn Thiên Đế hoàn toàn có thể dựa vào cảnh giới lực lượng thuần túy, lực phá vạn pháp, không cần sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo,
bằng vào vô thượng đạo quân sức mạnh, liền có thể phá mất Diệp Thần thần thông. Riêng là vô thượng đạo quân nở rộ đạo quang, minh mông bá đạo, liền thắng qua hết thảy lòe lòe thuật pháp. Thiên ma thực trăng tròn. Tại đẩy lui Diệp Thần sau, hồn thiên đế thừa thắng xông lên, lập tức gọi ra pháp bảo, chính là viễn cổ một trong cửu đại hồn khí, thiên ma thực trăng tròn. Một vầng minh nguyệt dâng lên, bạch quang trong sáng lãnh ý xâm nghiêm, cực hạn hàn ý ăn mòn tới, Diệp Thần chịu đến thiên ma nguyệt quang chiếu rọi, thoáng chốc liền cảm giác nguyệt quang như đao, đục tận xương tiết bên trong, một cỗ cực hạn tê liệt đau đớn truyền đến. Hắn khuôn mặt không thay đổi, đem thân thể chịu đau đớn, lại toàn bộ chuyển đến ma ngục mệnh tinh bên trong, xấu thần cùng rất nhiều ma vật lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Người có bao nhiêu kẻ chết thay? Liền để ta xem một chút, người địa ngục, có thể tiếp nhận ta mấy chiêu? Hồn thiên đế ánh mắt sau nguyệt quang còn lạnh, bóng người đen nhánh ở sau lưng thiên ma thực trăng tròn làm nổi bật phía dưới, di thế độc lập như thiên ngoại buông xuống thần ma, hắn xuất kiếm, mang theo lạnh lùng thiên ma nguyệt quang, bay ban ngày tả như mộng, chém về phía Diệp Thần. Thân là đỉnh cấp cao thủ, hồn thiên đế tại ngắn ngủi kinh ngạc đi qua, rất nhanh liền nhìn ra Diệp Thần thiếu hụt chỗ. Ma ngục mệnh tinh mặc dù lợi hại, nhưng cũng cần có kẻ chết thay, mới có thể thay Diệp Thần đi tiếp nhận đau đớn cũng sẽ không tiêu thất, chỉ có thể từ trên người một người, chuyển đến trên người một người khác. Diệp Thần trong địa ngục, bình thường ma vật không được việc, tại hồn thiên đế công kích đến, rất nhanh liền từng mảng lớn chết, có thể có tác dụng chỉ có xấu thần. Hồn thiên đế rất rõ ràng, chỉ có một cái kẻ chết thay, Diệp Thần cũng không cách nào tiếp nhận chính mình bao nhiêu tổn thương, hắn huy kiếm trên trời rơi xuống, muốn tốc chiến tốc thắng, trước tiên diệt xấu thần, lại giết Diệp Thần. Diệp Thần nhìn xem hồn thiên đế từ trên trời giáng xuống kiếm quang, như minh nguyệt lạnh lẽo, ánh mắt của hắn cũng là trầm xuống. Đích xác, hắn giam giữ xấu thần, chỉ là một đạo phân thân, có thể tiếp nhận tổn thương, là có hạn độ. Hắn quyết đấu hồn thiên đế, loại này cấp bậc chiến đấu, Diệp Thần đoán chừng, xấu thần nhiều nhất còn có thể lại tiếp nhận hai lần tổn thương, nếu như vượt ra khỏi, xấu thần liền sẽ chết. Mặc dù trên lý luận, chỉ cần nhân tâm tội ác bất diệt, xấu thần còn có thể trùng sinh, nhưng cái này cần thời gian dài dằng dặc. Có thể tiếp nhận ngươi mấy chiêu, vậy thì trong vòng 3 chiêu, quyết định sinh tử thắng bại. Diệp Thần nhìn xem hồn thiên đế bạo chảm xuống kiếm quang, cũng là nảy sinh ác độc, ánh mắt hung lệ. Hắn không có lùi bước, mà là lựa chọn rút kiếm, thiên tội cổ kiếm nắm chặt trong tay, một tia cực hạn xâm nghiêm phong mang tại hội tụ. Đây là thiên trảm phong mang. Thiên trảm nhất kiếm, phá. Diệp Thần cắn chặt răng, chỉ trong nháy mắt, liền đem hủy diệt kiếm ý uẩn nhưỡng hoàn thành, thân hình bạo khởi, như trong đêm tối sấm sét, lăng lệ hung hãn xuất kiếm, giữa thiên địa sắc bén nhất lưỡi dao, lớn nhất hủy diệt kiếm quang, nghịch thiên chém ra. Chanh. Tiếp theo sát, Diệp Thần thiên trảm kiếm quang, liền cùng hồn thiên đế kiếm quang, đụng vào nhau, phát ra như đoạn ngọc liệt kim âm thanh. Cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát, Diệp Thần thiên trảm nhất kiếm, chỉ một chút, liền đem hồn thiên đế nguyệt hoa một dạng kiếm quang chém ra, hủy diệt sắc bén kiếm quang, thậm chí kém chút đem hồn thiên đế bổ ra hai nửa. Hồn thiên đế toàn thân run lên, lao nhanh tránh ra, thiên trảm kiếm quang từ bên cạnh hắn mãnh trảm mà qua, đem bầu trời thiên ma thực trăng tròn, trực tiếp chém xuống. Thiên ma thực trăng tròn bị chém rụng, hồn thiên đế chịu đến phản phệ, kêu lên một tiếng, khóe miệng tiết ra một tia máu tươi, hắn có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần, thiên trảm nhất kiếm khí thế còn tại, tựa như có thể trảm diệt thiên địa thân kiếm, thiên uy vô lượng, dậy người không thể nhìn gần. A! À, trong địa ngục, cũng truyền ra liên tiếp mảnh tiếng kêu thảm thiết, Diệp Thần đem thiên trảm nhất kiếm phản phệ, toàn bộ chuyển đến địa ngục xấu thần trên thân, cái sau thay hắn đã nhận lấy thống khổ cực lớn. Luân hồi chi chủ, người chết không yên lành. Xấu thần điên cuồng chửi mắng, nhưng bị cầm tù tại trong địa ngục, nhất định trở thành Diệp Thần kẻ chết thay, không có chút nào có thể chạy thoát. Ôi! Diệp Thần nhẹ nhàng thở hổn hển, cái trán chảy ra mồ hôi dịn. Thi triển thiên trảm nhất kiếm, hắn mặc dù đem phản phệ chuyển đến địa ngục, nhưng thiên trảm mang tới xé rách, hay là cho linh hồn của hắn, tạo thành không thiếu gánh vác. Loại này sâu trong linh hồn xé rách, mặc dù cũng có thể cưỡng ép chuyển đến trong địa ngục đi, nhưng Diệp Thần cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn sợ xấu thần không chịu nổi, sẽ trực tiếp chết đi. Đáng tiếc, mà nhìn xem hồn thiên đế cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương, chỉ là bởi vì thiên ma thực trăng tròn bị chém rụng, mà lọt vào một điểm phản phệ, Diệp Thần biểu lộ liền khó coi. Nếu không phải địch nhân, hắn thật sự sẽ tán thành hồn thiên đế. Hắn thi triển thiên trảm nhất kiếm, vốn chính là muốn đột phá cảnh giới chênh lệch, một kiếm chém giết hồn thiên đế, thiên trảm liền có uy lực này,
đủ để cho thiên đế cảnh ba tầng trời Diệp Thần, nghịch trảm đạo quân. Nhưng rất đáng tiếc, hồn thiên đế cũng không phải đầu gỗ bia ngắm, hắn tự nhiên sẽ không ngốc ngốc đứng để cho Diệp Thần chém giết, cái kia thiên trảm nhất kiếm phong mang cùng uy lực, hắn không chịu nổi, nhưng hắn có thể né tránh. Mà hắn đã né tránh. Vì giờ Nu nói, tiểu tử này quả nhiên hung mãnh, đã chiếm được Siva thiên trảm hủy diệt chân truyền, La Hầu huynh, may mắn ngươi không có việc gì, mau thừa dịp hắn suy yếu, giết hắn. Vừa mới bắt đầu ngày mới chém một kiếm, Vì giờ Nu cũng chấn động kinh dị, nếu là hồn thiên đế bị chém trúng, cho dù có hắn thủ hộ chúc phúc, cũng ngăn cản không nổi. Hắn thủ hộ, có thể xưng thế gian kiên cố nhất lá chắn. Mà Diệp Thần thiên trảm, nhưng là thế gian sắc bén nhất kiếm. Cả hai va chạm, Vì giờ Nu không nắm chắc có thể tiếp lấy, dù sao trở ngại trụ thần khế ước, hắn bây giờ có thể ban thưởng chúc phúc, lấy loại này cấp bậc chiến đấu mà nói, hết sức có hạn. Hồn thiên đế ánh mắt xâm nghiêm, nhìn xem tại thở phì phò Diệp Thần, cười nói, luân hồi chi chủ, đây chính là ngươi cực hạn một kiếm, cực hạn lá bài tẩy A. Ngươi một kiếm không giết chết được ta, cái kia liền nên ta động thủ. Hôm nay coi như giết không chết ngươi, ta cũng muốn nhường ngươi sống không bằng chết. Nói xong, hồn thiên đế bàn tay nắm chặt, vô tận tinh quang hội tụ, lại tạo hóa ra một tòa hùng vĩ đại đỉnh, lập lòe tinh không thâm thúy tia sáng. Tinh không đỉnh, cho ta trấn áp. Hồn thiên đế quát to một tiếng, hùng vĩ tinh không đỉnh cuồng nhiên nện xuống, muốn đem Diệp Thần đập thành thịt muối. Diệp Thần đồng tử lập tức co vào, tinh không đỉnh, là trong truyền thuyết đệ thập đỉnh, nói như vậy, chỉ có tinh không bị ngạn cường giả, mới có thể ngưng kết. Diệp Thần nắm giữ tinh không đỉnh chế tạo chi pháp. Có thể tại không không lúc nào khoảng không chế tạo tinh không đỉnh, nhưng phương pháp này, cũng chỉ có hắn nắm giữ. Nhưng bây giờ, hồn thiên đế lại tạo hóa ra tinh không đỉnh. Hồn thiên đế cũng không có sử dụng đặc biệt gì thủ pháp, chính là đơn thuần hội tụ tinh quang đúc đỉnh. Hắn cùng Diệp Thần vị trí chỗ, đã vượt ra khỏi không không lúc nào chống không thiên địa, tại không không lúc nào khoảng không cùng tinh không bị ngạn tiếp giáp chỗ. Ở cái địa phương này, có thể tiếp thu được bị ngạn tinh quang. Thi triển ra đủ loại tại không không lúc nào chống không pháp thi triển thần thông, tỉ như tinh không đỉnh. Tại không không lúc nào khoảng không, hồn thiên đế cũng chế tạo không ra tinh không đỉnh, nhưng ở đây, lại là lật tay tạo hóa. Hùng vĩ tinh không đỉnh, mang theo tinh không uy áp đè xuống, cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Diệp Thần sầm mặt lại, nhưng cũng không hoảng. Răng rắc, trên người hắn, mấy cái địa ngục xích sắt đứt gãy, từng sợi thánh quang như thủy triều phóng xuất ra. Thánh quang đỉnh. Phá cho ta. Sống chết trước mắt, Diệp Thần hội tụ thánh quang, lại cũng chế tạo ra một tòa thần đỉnh, rực rỡ hừng hực thánh quang đỉnh tạo hóa mà ra, mang theo vạn trọng thiên uy, hung hăng cùng hồn thiên đế tinh không đỉnh đụng vào nhau. Phanh! Hai đỉnh đụng trong nháy mắt, hồn thiên đế tinh không đỉnh, thoáng chốc phá toái, tinh quang mênh mông, nhưng cũng đánh không lại vô thượng huy hoàng thánh quang. Đây là, quang! Đây không phải lực lượng của ngươi, là quang chi tử sức mạnh. Hồn thiên đế đại chấn. Tinh không đỉnh phá toái, hắn lại chịu đến cực lớn phản phệ, gương mặt một chút tái nhợt, vội vàng phi thân lùi lại, cùng Diệp Thần kéo dài khoảng cách, miễn cho gặp thánh quang xung kích, quyết tử ma nhãn cũng vận chuyển tới cực hạn, trọng trọng tử vong ma quang phun ra, nghiêm phòng tử thủ. Quang sức mạnh, quá mức kinh khủng, hồn thiên đế cũng sợ mình bị dội rửa thành trống không. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, toàn thân thánh quang quanh quẩn, nói, ta chính là quang chi tử A. Thánh quang đỉnh tạo hóa, trọng trọng thánh quang nở rộ. Nhưng cũng để cho Diệp Thần chịu đến một cỗ cực lớn phản phệ, cỗ này phản phệ nếu như chuyển đến trong địa ngục đi, địa ngục liền có bị thánh quang tịnh hóa thành đất chống nguy hiểm. Hồn thiên đế đã thấy không rõ Diệp Thần thân ảnh, Diệp Thần bị vô tận thánh quang lượn lờ, cả người giống như cũng muốn từ huyết nhục chi khu biến thành quang. Ngươi đang tìm cái chết. Luân hồi chi chủ, quang chi tử sức mạnh, là ngươi có thể tiếp nhận. Hồn thiên đế cắn răng kêu lên, hắn cảm giác quang chi tử muốn sinh ra. Hắn là 72 trụ thần một trong, xem như thái sơ chi quang tạo hóa đi ra ngoài người nhà, nếu như đối mặt quang chi tử, hắn cũng nhất thiết phải quỳ xuống xưng thần, nếu không thì là đi quá giới hạn, bốc lên khinh thiên uy. Quang chi tử nếu là sinh ra, tất nhiên sẽ đoạt xá Diệp Thần, cái kia Diệp Thần liền phải chết. Hồn thiên đế hận không thể Diệp Thần đi chết, nhưng hắn lại vạn vạn không muốn nhìn thấy quang chi tử sinh ra, có một người đặt ở trên đầu mình. Tâm tình mâu thuẫn phức tạp bên trong. Hồn thiên đế lại nhìn thấy, Diệp Thần thánh quang trên người, rất nhanh thu liếm, bị một cỗ tử vong ma quang thay thế. Diệp Thần biểu lộ, cũng biến thành như tử thần giống như dữ tợn, cười nói. Ngươi nói không sai, ta còn không chịu nổi quang chi tử quyền hành, nhưng ta còn có một đạo khác quyền hành. Tử thần quyền hành.
Trong nháy mắt này, Diệp Thần trực tiếp bộc phát Diêm Ma sức mạnh của tử thần, đem thánh quang che lấp thu liễm. Quang chi tử quyền hành, Diệp Thần đích xác còn không cách nào trưởng khống, nhưng Diêm Ma tử thần quyền hành, hắn lại là có thể bạo phát đi ra. Ầm ầm. Vô biên chết thần ma khí, trong nháy mắt tại trên thân Diệp Thần nổ tung, ma khí ở trong thiên địa hội tụ thành hải, mà Diệp Thần phiêu phù ở trên vô biên tử vong chi hải, trên đỉnh đầu là ma ngục mệnh tinh, cuồn cuộn khí tức tử vong, làm cho chung quanh sáng thế chi thụ từng cái nhánh cây, không ngừng khô héo tàn lụi chết. Diêm Ma tử thần quyền hành mở ra phía dưới, Diệp Thần phần thiên đại kiếp lập tức bạo phát, bất quá hắn sớm đã có dự bị, đem đại kiếp đau đớn, toàn bộ chuyển đến ma ngục mệnh tinh bên trong. A a a. Xấu thần kêu thảm, cùng rất nhiều ma vật tiếng kêu rên, lập tức the thé truyền ra, ma ngục mệnh tinh gặp phần thiên đại kiếp tàn phá bừa bãi, một mảnh luyện ngục biển lửa cảnh tượng, mười phần kinh khủng. Mà Diệp Thần lại không có chịu đến thống khổ chút nào, khí tức hung mãnh sôi trào. Hồn Thiên Đế ra mặt co rúm, hắn không nghĩ tới Diệp Thần còn có dư lực vận dụng tử thần quyền hành, hắn cũng nhìn ra, đây là Diệp Thần lực lượng cuối cùng. Tử thần quyền hành bộc phát, sinh tử quyết đánh gãy, Diệp Thần bộc phát cuối cùng này sức mạnh, chỉ vì chém giết Hồn Thiên Đế. Phong Linh Thiên Tai Kiếm. Vô biên tử khí ma hy ngưng kết, trên bầu trời phong vân nổ tung, hắc lôi cuồn cuộn, xuất hiện một thanh cực lớn đen như mực ma kiếm, chính là đại biểu cho tử thần thiên uy Vong Linh Thiên Tai Kiếm. Trên thân kiếm mang theo vô tận tử vong cùng hắc ám tai họa khí tức, cùng ma ngục mệnh tinh cộng minh lấy. Diệp Thần triệt để bổ tu ma ngục mệnh tinh sau đó, cái này Vong Linh Thiên Tai Kiếm uy thế, cũng là tăng lên rất nhiều. Xoẹt! Diệp Thần ngón tay đưa ra, đen như mực cực lớn Vong Linh Thiên Tai Kiếm, chính là hung mãnh từ trên trời giáng xuống, chém tới Hồn Thiên Đế. Một kiếm này, quyết đoán sinh tử. Tinh không bỉ ngạn. Siva nhìn xem hình ảnh trước mắt, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi cảm thấy bây giờ Diệp Thần thực lực như thế nào? Nhậm Phi Phàm chau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Siva lại hỏi, ngươi cảm thấy một kiếm này kết cục là cái gì? Nhậm Phi Phàm do dự rất lâu, nói, không biết, nhưng ta vô điều kiện tin tưởng Diệp Thần. Đột nhiên, Siva ngữ trọng tâm trường nói, ngươi thật sự nguyện ý vô điều kiện vì Diệp Thần hộ đạo sao? Ngươi con đường đi tới này, trả giá rất nhiều, thậm chí ta từng trông thấy một cái tương lai, cái kia vì luân hồi tuẫn đạo. Đại giới thảm liệt. Nhậm Phi Phàm thân thể khẽ giật mình, cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng đầu, đôi mắt có một vòng kiên quyết, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, nếu như cái tương lai kia thật sự phát sinh, lại như thế nào? Hắn là ta một đường nhìn xem quật khởi cùng lớn lên, hắn với ta mà nói, đã vượt qua hài tử, vượt qua người hộ đạo quan hệ. Hơn nữa ta tin tưởng, nếu thật có một ngày ta xảy ra chuyện, Diệp Thần cũng biết không tiếc bất cứ giá nào cứu ta, dù là Thái Sơ ngăn ở trước người hắn. Hắn cũng biết không chút do dự ra tay. Siva như có điều suy nghĩ, hắn ngược lại là đánh giá thấp Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm quan hệ trong đó, tiếp tục nói, vậy ngươi cảm thấy Diệp Thần địch nhân chân chính là Hồn Thiên Đế sao? Nhậm Phi Phàm khẽ giật mình, liếc mắt nhìn Siva, mở miệng nói, Hồn Thiên Đế là Diệp Thần không không lúc nào khoảng không địch nhân lớn nhất. Sai, Siva đột nhiên mang theo thần bí ngữ khí nói, một trận chiến này, Hồn Thiên Đế kỳ thực đang giúp Diệp Thần. Nhậm Phi Phàm thì thào lặp lại cái này vài câu, đột nhiên đôi mắt xuất hiện một tia thanh minh, hỏi, ý của tiền bối là, Hồn Thiên Đế đang trợ giúp Diệp Thần trưởng thành. Siva lắc đầu, không phải vậy. Hồn Thiên Đế cùng Diệp Thần kỳ thực nguyên nhân căn bản là đạo không giống nhau. Nếu Hồn Thiên Đế cũng tu luân hồi chi đạo, như vậy sẽ như thế nào? Nhậm Phi Phàm nhớ tới phía trước đạo kia cơ duyên hình ảnh, hắn biết Siva tại điểm chính mình, nhưng bây giờ hắn biết được vẫn là quá ít. Bây giờ tức thì bị Siva nói một đoàn mê vụ. Siva duỗi ra ngón tay hướng Diệp Thần một kiếm này, lẩm bẩm nói, dị đạo chi tranh, bất quá đơn giản nhất chiến tranh, cũng là thế gian thường thấy nhất chiến tranh, nhưng cùng với đạo chi tranh, mới càng đáng sợ. Huống chi, võ giả tu cũng không chỉ là thân, cũng tu tâm, càng tu trí, thông minh võ giả, có thể đem nghịch cảnh chuyển hóa làm cơ duyên của mình, ngu muội võ giả, vĩnh viễn tại trong nghịch cảnh hối hận. Ta hy vọng ta không có nhìn lầm Diệp Thần. Tiếp tục xem a. Nhậm Phi Phàm rơi vào trầm tư, thậm chí hắn tựa hồ cảm thấy một tia đốn ngộ, đối với thực lực tăng tiến có chỗ tốt cực lớn. Siva tuy mạnh mẽ tăng lên cảnh giới của hắn, nhưng hắn cảm ngộ cuối cùng quá ít. Nếu là có thể lý giải đoạn văn này, thu hoạch đốn ngộ, với hắn mà nói, chẳng lẽ không phải một đạo khác cơ duyên. Không nghĩ nhiều nữa, Nhậm Phi Phàm cũng không quan tâm một trận chiến này kết cục. Hắn xem như luân hồi người hộ đạo, không chùn bước tin tưởng Diệp Thần. Hắn giờ phút này vội vàng ngồi xếp bằng xuống,
mi tâm có một đạo cổ lão ấn ký như ẩn như hiện. Shiva liếc mắt nhìn Nhậm Phi Phàm, ánh mắt thâm thúy mà yên tĩnh, giống như sâu không thấy đáy u đầm. Mà giờ khắc này không không lúc nào khoảng không, hồn thiên đế đối mặt Diệp Thần một kiếm này, đồng tử kịch liệt co vào, chỉ cảm thấy điên cuồng kinh khủng lăng lệ tử vong kiếm ý, đã lồng che trời mà bát hoang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vừa mới Diệp Thần thiên trảm nhất kiếm, hắn còn có thể né tránh, nhưng đối mặt cái này tử thần một kiếm, hắn đã không chỗ tránh né, hắn toàn thân khí thế, đều bị vong linh thiên tai kiếm phong tỏa, tránh cũng không thể tránh, chỉ có ngạnh bính. Người có trụ thần quyền chui, ta cũng có. Hồn thiên đế cũng không hoảng, sống chết trước mắt, cũng bị kích phát nhiệt huyết đấu trí, hắn một đôi quyết tử ma nhãn, nở rộ vô tận ma hy, bàn chân hướng phía trước bước ra một bước, thời không tựa như trong nháy mắt ngưng kết, truyền ra trận trận bi thương vãn ca âm thanh. Đồng dạng thâm hậu tử vong chi khí, như nước thủy triều như biển từ trên thân hồn thiên đế lan tràn ra, rất nhanh liền hội tụ thành một bộ tử vong trường bào. Màu đen tử vong liệt diễm phóng lên trời, trụ thần uy áp không ngừng phóng thích. Ma Tinh La Hầu, kiếp trước hóa thân, hôm nay mới biết, ta không phải ta. Hồn thiên đế phát ra một tiếng tựa như thở dài ngâm sướng, quanh thân nổ lên cuồn cuộn ma khí, giống như trong bóng đêm thâm trầm nhất ác mộng, cả phiến thiên địa thoáng chốc lâm vào trong tĩnh mịch, thời không lại thật sự đọng lại, Diệp Thần bạo rơi xuống vong linh thiên tai kiếm, lại ngạnh sinh sinh đình trệ giữa không trung, mũi kiếm điên cuồng đâm xuống. Lại đâm không phá hồn thiên đế bây giờ bộc phát ra khí tràng. Đó là trụ thần khí tràng. Trong nháy mắt này, hồn thiên đế trẻ ra, tướng mạo lạnh lùng mà cao ngạo, như trong bóng tối vương giả, trên người có tinh quang lan tràn ra, đó là đủ để chôn vùi người ánh sáng linh hồn. Hắn cũng mở ra trụ thần quyền chui, là Ma Tinh La Hầu quyền hành. Hồn thiên đế kiếp trước, chính là Ma Tinh La Hầu. Bây giờ, hắn vận dụng chính mình kiếp trước sức mạnh, bàng bạc tử vong khí tràng thả ra ngoài. Lại lệnh thời không trệ tắc nghẽn, chư pháp đều im lặng. La Hầu huynh, ngươi trực tiếp vận dụng trụ lực lượng của thần, ngươi không sợ khế ước thiên phạt sao? Loại lực lượng này, cũng không phải ngươi có thể dễ dàng tiếp nhận. Vizanu biến sắc, phát ra âm thanh chấn động. Hồn thiên đế vận dụng kiếp trước sức mạnh, Ma Tinh La Hầu tử vong ma khí không ngừng dâng lên, khí tức của hắn, so với Diệp Thần cái này tử thần, còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Diệp Thần nắm giữ trụ thần quyền chui. Chỉ là nửa đường, mà hồn thiên đế, lại hoàn chỉnh nắm giữ, hơn nữa còn là chính mình kiếp trước sức mạnh, sử dụng thuận buồm xuôi gió, nước chảy mây trôi, điều khiển như cánh tay, mọi việc đều thuận lợi. Không cần lo lắng, chỉ là mượn dùng một điểm kiếp trước sức mạnh, còn không đến mức xúc động khế ước thiên phạt. Hồn thiên đế ánh mắt như hàn tinh ngưng luyện, sức mạnh phân tấc nắm đến vô cùng tinh chuẩn, vừa vặn chính là thế giới cho phép phạm vi bên trong, cũng không có xúc động trụ thần khế ước thiên phạt. Bản thân hắn chính là vô thượng đạo quân, kết hợp với một điểm kiếp trước sức mạnh, vậy đơn giản là nổ tung, như hổ thêm cánh. Bất quá, phần lực lượng này, thực sự là đau đớn a. Hồn thiên đế nắm quyền một cái, đang cảm thụ với bản thân lực lượng cường đại đồng thời, cũng cảm nhận được một cỗ nóng rực đau đớn, đó là phần thiên đại kiếp đau đớn. Hắn đã không có Diệp Thần hỗ tự quyết thủ đoạn, cũng không có cái gì địa ngục tù phạm, có thể làm kẻ chết thay. Hết thảy đau đớn, đều phải chính hắn tiếp nhận. Tại phần thiên đại kiếp thiêu đốt phía dưới, hồn thiên đế ngũ quan rất nhanh vặn vẹo, toàn thân ma khí cũng vặn vẹo, màu đen diễm hỏa từ mỗi một cái lỗ chân lông phun ra tới, hắn toàn thân đắm chìm trong hắc hỏa, vặn vẹo tư thái tựa như là một đầu viễn cổ hung thú, là tử vong ma thần. Tốc chiến tốc thắng, mau giết luân hồi chi chủ, bằng không ngươi chống đỡ không nổi. Vizanu trầm giọng nói, phần thiên đại kiếp đau đớn, dị thường mãnh liệt, liền xem như hồn thiên đế. Tối đa cũng chỉ có thể chèo chống thời gian một nén nhang, nếu như không nhanh chóng kết thúc chiến đấu mà nói, vậy không cần Diệp Thần ra tay, chính hắn liền bị phần thiên đại kiếp thiêu chết. Ân, hồn thiên đế ngưng trọng gật đầu, một đôi hắc ám quyết tử ma nhãn, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt nặng nhiên, tại hồn thiên đế mở ra trụ thần quyền chui sau, hắn cảm giác khí tức của mình, hoàn toàn bị áp chế, thậm chí ngay cả lời đều không nói được. Hắn vong linh thiên tai kiếm, ngưng trệ giữa không trung. Từ đầu đến cuối không cách nào rơi xuống. Tại hồn thiên đế khí chàng uy áp bên dưới, thời không đã bị đóng băng, Diệp Thần cảm giác tứ phía có tường, đem chính mình sở hữu đường ra, đều tươi sống lấp kín. Luân hồi chi chủ, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi cho dù chết, cũng không uổng công đời này. Hồn thiên đế ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu vong linh thiên tai kiếm, quyết tử ma nhãn bộc phát ra kinh khủng tử vong pháp tắc khí tức, choảng một tiếng, lại ép bạo vong linh thiên tai kiếm.
Diệp thần kiếm, cứ như vậy bạo toái, hóa thành đầy trời phiêu tán lộn xộn nhỏ vụn điểm sáng màu đen, như đom đóm như mưa rơi bay lả tả rơi xuống. Chỉ là một ánh mắt, hồn thiên đế liền đem diệp thần vong linh thiên tai kiếm, triệt để ép bạo. Trụ lực lượng của thần, cùng đạo quân sức mạnh dung hợp, uy lực to lớn, kinh khủng như vậy. Vong linh thiên tai kiếm bị ép bạo, diệp thần cũng nhận không ít xung kích cùng phản phệ, tại chỗ kêu lên một tiếng, muốn lui lại, nhưng thân hình không cách nào chuyển động. Bởi vì, thời không đã ngưng kết, hồn thiên đế uy áp, tràn ngập thời không mỗi một cái xó xỉnh, gọi không người nào chỗ có thể trốn. Công thủ chi thế, liền như vậy nghịch chuyển. Vẻn vẹn lấy đao này, đưa tang luân hồi. Hồn thiên đế lại là một tiếng trầm thấp như thở dài ngâm sướng, chậm rãi sử dụng một cây đao, là ma tinh la hầu quyền hành ngưng tụ trụ thần thánh binh, diệt hồn đao, tràn ngập giết hết linh hồn kinh khủng phong mang. Xuy, không có chút nào lòe loẹt, hồn thiên đế xuất đao, đại đạo chí giản một đao, chém ngang hư không, thuấn sát đến diệp thần trước mặt, trực chạm đầu của hắn. Ô, diệp thần trên đỉnh đầu ma ngục mệnh tinh, hóa thành một vệt sáng, trở lại trong cơ thể của hắn. Vừa mới thi triển thiên trảm nhất kiếm, bây giờ lại bộc phát tử thần quyền hành, diệp thần địa ngục, đã đến tiếp nhận cực hạn, đối mặt hồn thiên đế một đao này, địa ngục tuyệt đối không cách nào lại đã nhận lấy, cho nên diệp thần đem thu hồi. Sắp chết đến nơi, còn không nỡ một khỏa mệnh tinh. Hồn thiên đế khinh thường cười lạnh, hắn diệt hồn đao chém ra, muốn thu cắt diệp thần tính mệnh, cái gì luân hồi thất tinh, tự nhiên cũng muốn một đao chém chết. Nhìn xem hồn thiên đế thẳng tắp chém tới một đao, diệp thần khẽ cắn môi, chật vật nghiêng đầu, tránh đi yếu hại. Răng rắc, hồn thiên đế một đao chém trúng diệp thần bả vai, đau đớn kịch liệt đục tận xương tiết ở giữa, diệp thần ngũ quan trong nháy mắt vặn vẹo. Còn nghĩ trốn, vùng vẫy giấy chết, thì có ích lợi gì? Hồn thiên đế ánh mắt dữ tợn, liền chuẩn bị thuận thế hoành đao chặt đứt diệp thần cổ, hắn mở ra trụ thần quyền chui phía dưới, kết hợp với đạo quân sức mạnh, đã hoàn toàn nghiền ép diệp thần. Nhưng, hồn thiên đế lại phát hiện, chính mình chém vào diệp thần xương vai đao, thế mà không cách nào rút ra, giống như thật sâu khảm vào tiến vào, bị diệp thần khớp xương kẹp lại. Cảm thấy được một màn này, hồn thiên đế có loại dự cảm không tốt, sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ thấy diệp thần lộ ra lướt qua một cái nụ cười, xung huyết hai con ngươi như dã thú hung lệ, nhếch môi thở phì phò nói. Cảm ơn ngươi, hồn thiên đế. Ta phải cảm ơn ngươi, thay ta đánh vỡ thiên đạo hạn chế. Hồn thiên đế ngây dại, hắn diệt hồn đao chém vào cơ thể của diệp thần, hắn có thể cảm thấy, diệp thần sinh cơ đang nhanh chóng chôn vùi, nhưng giờ này khắc này, cái kia vốn nên chôn vùi vào tịch sinh cơ, lại như xuân sau cơn mưa cỏ cây giống như mạnh mẽ sinh trưởng. Có ánh sáng, từ trong cơ thể của diệp thần thả ra, quang lưu đầu tiên là thật nhỏ như dòng suối, sau đó cấp tốc hung mãnh mở rộng như thương hải hoành lưu, khuấy động hư không, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Đó là một loại đặc thù quang, không phải là thái sơ thánh quang, cũng không phải vực sâu ma hy, càng không phải là luân hồi quang, mà là một loại độc nhất vô nhị, duy nhất thuộc về diệp thần quang, kim hoàng hạo đáng bên trong mang theo như nước mắt tinh màu sắc, tinh khiết sáng long lanh lại tràn ngập đế hoàng bá khí uy nghiêm. Là thuộc về diệp thần đế quang. Thiên đế quang. Không không lúc nào khoảng không, đột phá thiên đế cường giả rất nhiều, nhưng phóng nhãn toàn bộ lịch sử, chưa bao giờ có người có như thế chói mắt đế quang. Đi qua sẽ không còn có, tương lai cũng không khả năng lại có. Chỉ có giờ này khắc này. Giờ khắc này, diệp thần trên người thiên đạo hạn chế, cuối cùng bị đánh vỡ, cảnh giới của hắn tấn mãnh bão táp, nhất cử vào tới thiên đế cảnh tầng 4 sơ giai. Hơn nữa, hắn cuối cùng phóng ra chính mình quang, đế quang hạo đãng như biển, lấp đầy thời không, huy hoàng thiên uy vô lượng, cả khỏa sáng thế chi thụ đều bị rung chuyển. Hồn thiên đế cũng là vô cùng chấn động, ngơ ngác nhìn đao trong tay mình, hắn vừa mới tấn mãnh một đao, mang cho diệp thần xé rách đau đớn đồng thời. Cũng trợ diệp thần phá kén thành bướm, thành công phá vỡ thiên đạo hạn chế, tu vi cuối cùng đột phá, cuối cùng chứng đạo, cuối cùng toát ra chính mình quang, là thuộc về hắn, độc nhất vô nhị đế quang. Diệp thần khóe miệng mang theo ý cười, hắn đã sớm suy tính đến, chính mình chỉ kém một cơ hội, liền có thể chứng đạo thiên đế. Mà hồn thiên đế, chính là cái này thời cơ. Vừa mới hồn thiên đế chém tới một đao, kỳ thực diệp thần liều mạng, còn có thể né tránh, nhưng hắn cuối cùng lại là lựa chọn vững vàng đón đỡ lấy hồn thiên đế một đao. Mượn hồn thiên đế đao thế, diệp thần thuận thế phá vỡ thiên đạo hạn chế. Ầm ầm, điên cuồng hiện lên đế quang, hạo đãng thiên uy huy hoàng xung kích, hồn thiên đế cả người lẫn đao, bị xông đến lảo đảo lui lại. Diệp thần nơi bả vai vết thương, cấp tốc khôi phục, tại tấn thăng đến thiên đế cảnh tầng 4, cũng cuối cùng chứng đạo sau đó,
Diệp Thần toàn thân linh khí bão táp, hết thảy đau đớn đều khép lại. Thậm chí, hắn quang, truyền đến ma ngục mệnh tinh trong địa ngục đi, cũng bồi bổ địa ngục, để cho chịu khổ chịu nạn xấu thần, lấy được chúc phúc, từ hư nhược trong trạng thái, chậm rãi khôi phục lại. Xấu thần là Diệp Thần kẻ chết thay, Diệp Thần đương nhiên không thể nhìn hắn chết đi, còn muốn chú tâm bảo hộ, coi là gia súc giống như nuôi, lần sau hắn còn muốn tiếp tục lợi dụng xấu thần. Sức mạnh xưa nay chưa từng có. Diệp Thần cảm giác cơ thể thoải mái cực kỳ, phá vỡ thiên đạo hạn chế, hắn lắng đọng rất nhiều năng lượng, cũng có thể phóng xuất ra, tăng tiến tu vi. Nhưng tiếc là, bởi vì muốn khóa lại ánh sáng của bầu trời thần thủy thánh quang, trên thân Diệp Thần còn quấn quanh lấy từng cái xích sắt, những thứ này phong ấn xích sắt, lại không thể dễ dàng giải khai. Cho nên, cho dù chứng đạo, Diệp Thần tu vi, cũng chỉ là từ thiên đế cảnh ba tầng trời đỉnh phong, đột phá đến tình cảnh tầng 4 sơ giai, tiến bộ nhìn cũng không lớn. Bất quá, Diệp Thần đã phi thường hài lòng, hắn cuối cùng có thể phóng ra chính mình quang, đối với thiên địa đại đạo, mênh mông nhân sinh, chư thiên thế giới, hắn có khắc sâu hơn cảm ngộ. Thế mà lâm trận đột phá. Tiểu tử này, quả nhiên hung mãnh a. La Hầu huynh, mau giết hắn, thiên đế cảnh tầng 4, hắn vẫn như cũ không phải địch thủ của ngươi. Vì giờ Nu nhìn thấy Diệp Thần đột phá, cảm giác sâu sắc bất an, thúc giục hồn thiên đế động thủ. Hồn thiên đế ánh mắt lại là mờ mịt. Vừa mới nhiệt huyết đấu trí, lúc này đã hoàn toàn dập tắt. Diệp Thần đột phá, nhìn từ bề ngoài, tu vi đề thăng cũng không lớn, cũng chính là từ thiên đế cảnh ba tầng trời đỉnh phong, tiến bộ đến tầng 4 sơ giai. Nhưng, Diệp Thần đế quang, cái kia vốn cổ phần vàng rực rỡ mênh mông thần thánh lại dẫn thủy tinh sáng long lanh trong suốt quang, tràn ngập vô thượng thiên đế uy nghiêm, cường hoành khí chàng che đậy chư thiên, cực lớn đánh sâu vào hồn thiên đế đạo tâm. Ý chí chiến đấu của hắn giống như cự trùy ở dưới đồ sứ triệt để bị đánh nát. Đối mặt Diệp Thần, hồn thiên đế như một cái tội thần, đối mặt quân vương, lại không sinh ra cái gì ý niệm chống cự. Đạo tâm của hắn bị áp chế. Đừng hoảng hốt, hắn chỉ là thiên đế cảnh tầng 4. Vì giờ Nu cũng nhìn ra hồn thiên đế bị áp chế, vội vàng lớn tiếng công án. Quần hồn thiên đế tan rã ánh mắt, lập tức ngưng luyện một chút, đấu trí khôi phục, nhưng nhìn xem Diệp Thần rực rỡ thần thánh đế quang. Vẫn là cảm giác từng trận ngạt thở, khó mà mở to mắt. Đúng vậy a, ta chỉ là thiên đế cảnh tầng 4. Nhưng, của ta đạo, cũng không yếu hơn các ngươi. Diệp Thần nắm chặt quyền, vô tận đế quang hội tụ, tại sau lưng hiển hóa ra một mảnh bầu trời quốc tranh cảnh, đó cũng không phải luân hồi thiên quốc, mà là chính hắn mơ ước quốc độ, là hoàng đạo thiên quốc. Hoàng đạo bên trong thiên quốc, cực lớn thiên đế hoàng đạo kiếm sừng sững ở trung ương đại địa bên trên thân kiếm vô tận phù văn xen lẫn. Ký thác Diệp Thần dã tâm cùng hoành nguyện. Hắn muốn đăng cơ xưng đế, thiết lập đế quốc của mình, hết thảy pháp tắc tất cả xuất phát từ mình tay, hắn không phục thiên, không phục địa, không luồn cúi thái sơ, cũng không chìm luân tại vực sâu. Hắn muốn nghịch thiên trảm thần, đi ra một đầu con đường của mình, một đầu siêu việt trụ thần, siêu việt cả ngày đại đạo lộ, hắn muốn trở thành cái kia duy nhất. Con đường này, đương nhiên tràn đầy gian nan hiểm trở, tại trong 72 trụ thần nhãn, Diệp Thần nguyện vọng cũng không biết trời cao đất rộng, nực cười không tự lượng. Nhưng, người nếu không có mộng, cùng côn trùng có cái gì khác nhau? Diệp Thần biết rõ chính mình mộng, không có khả năng thực hiện, nhưng vẫn là lựa chọn con đường này, hoặc là chính mình trở thành duy nhất, hoặc là chết, không có con đường thứ ba có thể đi, hắn tuyệt không nguyện hướng ai cúi đầu xưng thần. Hoa Lạp, Hoàng đạo thiên quốc xuất hiện, mênh mông kim quang rực rỡ nở rộ, chiếu rọi toàn bộ thiên vực tinh không, Diệp Thần hoành nguyện, hắn tinh thần bất khuất. Trực tiếp chấn động toàn bộ không không lúc nào khoảng không. Thiên vực trong tinh không, phản thiên đại điển những người dự thi ngẩng đầu, liền có thể ngước nhìn đến Diệp Thần thân ảnh. Diệp Thần thân ở vô cùng cao xa chỗ, trong đó vực sâu mê vụ cách trở, theo lý mà nói, người phía dưới, là không nhìn thấy hắn. Nhưng hắn quang, lại xuyên thấu tất cả mê vụ, quán xuyên thiên địa thời không, tất cả mọi người đều có thể nhìn đến hắn nở rộ quang, thấy được hắn bất khuất tuyệt kiêu ngạo thân ảnh. Đó là thiên đế quân vương thân ảnh. Diệp Thần trên người địa ngục áo bào đen, đã hóa thành một bộ hoàng kim đế hoàng phi long bào, hắn thiên đế chi tư, chiếu rọi toàn bộ không không lúc nào khoảng không, mặc kệ tại không không lúc nào khoảng không nơi nào, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Một tôn trước nay chưa từng có, chấn động cổ kim, uy lâm vô địch thiên đế, vào hôm nay sinh ra. Diệp Thần đạo tâm, so bất luận kẻ nào đều muốn mạnh mẽ. Dã vọng hắn, so bất luận kẻ nào đều phải điên cuồng. Liền xem như hồn thiên đế. Nguyện vọng của hắn, tối đa cũng chính là biến thành quang, cầu một cái vĩnh hằng quang minh thế giới.
nhưng Diệp Thần lại tiến thêm một bước, chính hắn muốn trở thành duy nhất quang, duy nhất quân vương, muốn lấy đại thái sơ, thay thế vực sâu, áp đảo cao hơn hết. Chư thế hỗn loạn, ta liền muốn làm cái này duy nhất bó đuốc hỏa, thiết lập ta trật tự. Diệp Thần mãnh liệt tinh thần ý chí, tại không không lúc nào khoảng không các nơi, quậy lên kinh thiên phong vân. Thế giới này, thiên địa chúng sinh, nhật nguyệt tinh thần, thậm chí là cao cao tại thượng trụ thần nhóm, cũng biết Diệp Thần tâm. Vô số người chấn động, rung động tại Diệp Thần dã vọng. Hồn thiên đế vừa mới ngưng tụ đấu trí, lại nhanh muốn bể nát. Vì giờ nu chấn động kịch liệt, nhìn xem Diệp Thần sau lưng hoàng đạo thiên quốc, lại là kinh dị vừa tức giận nói. Luân hồi chi chủ, người thực sự là không biết trời cao đất rộng, người muốn làm gì, người muốn thiết lập một cái đế quốc, bao trùm tại Thái Sơ, bao trùm tại trên vực sâu đế quốc. Cuồng vọng vô chi a. Diệp Thần giang hai cánh tay, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới ôm vào trong ngực, nói. Đúng vậy a, ta là vô chi. Nhưng vấn đề gì, người không biết không sợ, ta nhưng phải đi một đầu không biết sợ lộ. Mà các ngươi, có thể bái nhập đế quốc của ta, trở thành thần dân của ta. Hoặc, chết. Diệp Thần sau cùng âm rơi xuống, toàn thân đế quang sôi trào, vạn trọng hà thải chiếu rọi chư thiên, không không lúc nào giữa không trung, không biết có bao nhiêu người, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần phương hướng quỳ xuống, run lẩy bẩy. Liền cất giấu trong đám người Mộ Dung U, xem như đến từ tinh không bỉ ngạn thiên tài, giờ khắc này, hắn đều có quỳ xuống ý thức. Bất quá cái này ý thức rất nhanh bị hắn xua tan. Tay phải hắn hướng về sau lưng một chảo, nắm thật chặt cái kia sau lưng kiếm. Chuôi kiếm chạm đến trong lòng bàn tay, một tia thanh quang chảy vào thân thể của hắn, hắn lúc này mới khôi phục thanh tỉnh. Luân hồi chi chủ thật đáng sợ. Nếu là trước kia ta còn có thể còn có cơ hội, nhưng hiện tại xem ra, cơ hội càng ngày càng mong manh. Kẻ này tất nhiên trở thành sư phó nguy cơ lớn nhất. Ta nhất thiết phải lập tức lên đường, đem việc này cáo chi sư phó. Thế nhưng là, nếu là ta có thể đoạt được người này hết thảy, đó có phải hay không ta có thể đứng ở sư phó phía trên? Một tia tham lam lại xuất hiện ở trong đầu hắn, tựa như bị xấu thần khống chế. Bất quá có pháp bảo cùng thủ đoạn ngăn chặn chỉ có một phần nhỏ người, càng nhiều người đã biến thành quang, bắn vào trong Diệp Thần hoàng đạo thiên quốc, ngàn ngàn vạn vạn đạo lưu quang bay vụt mà vào, Diệp Thần chống không đế quốc, liền có thiên thiên vạn vạn thần dân, đều đang ngâm sướng tán dương, tán tụng sự vĩ đại của hắn. Ông! Kịch liệt phù vù, từ trong cơ thể của Diệp Thần truyền ra, phản thiên kiếm bay ra, quang hoa chiếu rọi. Tại sau lưng Diệp Thần, cũng xuất hiện một đạo hùng vĩ thân ảnh, là Phản Thiên hư ảnh. Phản Thiên lơ lửng tại sau lưng Diệp Thần, hai con người minh hợp lấy, nhưng hồn thiên đế cùng Vi Dân Nu thấy, cũng là run sợ, bọn hắn có thể tinh tường cảm nhận được, Phản Thiên đã công nhận Diệp Thần lý niệm, đồng thời nguyện ý quy y. Một cái trụ thần, sáng thế trụ thần, thế mà nguyện ý thần phục tại Diệp Thần cái này thiên đế cảnh tầng 4 võ giả dưới chân, đây quả thực là hoang đường, chuyện cười lớn. Nhưng hồn thiên đế cùng Vi Giờ Nu, đều cười không nổi. Ầm ầm. Hoàng đạo thiên quốc trung ương, cái thanh kia đâm sâu ở trên mặt đất thiên đế hoàng đạo kiếm, chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành quang, dung nhập vào phản thiên kiếm bên trong. Không, nói đúng ra, là phản thiên kiếm, cùng Diệp Thần thiên đế hoàng đạo kiếm dung hợp. Này thiên đế hoàng đạo kiếm, là Diệp Thần vĩ đại kỳ quan, ký thác hắn nghịch thiên trảm thần nguyện vọng, thanh kiếm này muốn chế tạo thành thực chất, cần hao phí đại lượng tài nguyên. Đại lượng tâm huyết, tự thân còn muốn có đầy đủ thực lực mạnh mẽ. Mà bây giờ, Phản Thiên công nhận Diệp Thần, thậm chí nguyện ý xưng thần, hắn đem chính mình Phản Thiên kiếm, triệt để đưa cho Diệp Thần, không tiếp tục giữ lại mảy may. Phản Thiên kiếm trở thành tài liệu, trở thành chế tạo thiên đế hoàng đạo kiếm tài liệu. Kèm theo một hồi tinh khiết kim quang thoáng qua, trong tay Diệp Thần nhiều hơn một thanh kim sắc trường kiếm, có bốn ngón tay rộng, thân kiếm khoát đại, có ánh sáng đế quang quanh quẩn. Mình mông uy nghiêm kiếm khí bên trong, lại mang theo một cỗ sáng thế pháp tắc. Thiên đạo ba pha thần bên trong, Phản Thiên đại biểu pháp tắc, chính là sáng tạo. Sáng tạo cực hạn, chính là sáng thế. Diệp Thần muốn thiết lập hoàng đạo thiên quốc, là khai thiên tích địa, là chính mình sáng lập thế giới mới. Phản Thiên nguyện ý ra một phần lực, hắn đem chính mình sáng thế pháp tắc, tặng cho Diệp Thần. Diệp Thần nắm thiên đế hoàng đạo kiếm, có thể cảm nhận được vừa mới đúc nóng ở trong đó Phản Thiên kiếm. Cái kia từng sợi huyền diệu sáng thế pháp tắc, để cho hắn cảm ngộ không ít. Nguyện ý thần phục sao? Diệp Thần nắm thiên đế kiếm, nhìn về phía hồn thiên đế. Lúc này hồn thiên đế, gương mặt tái nhợt. Hắn nghe được Diệp Thần lời nói sau, nặng nhiên nói, ta còn không có thua. Nói đi, hồn thiên đế đột nhiên vung ra diệt hồn đao,
trực chảm mà ra. Hắn cũng có hắn đạo, hắn cũng có hắn ngạo khí, tự nhiên không có khả năng khuất phục Diệp Thần. Hắn cho dù chết, cũng sẽ không tán thành người khác chi đạo. Huống chi, hắn là vô thượng đạo quân, tu vi đã đăng lâm không không lúc nào chống không đỉnh phong, như thế nào lại e ngại Diệp Thần. Diệp Thần quang, cái kia cổ nghịch thiên chảm thần, muốn bao trùm chư thiên đế quang, đích thật là huy hoàng vô thượng, rực rỡ vô biên, mang cho người ta cực lớn áp bách, nghiền nát người hết thảy phản kháng đấu trí. Nhưng, chỉ cần đạo tâm đầy đủ cứng cỏi, ngăn trở cỗ này đế quang uy áp xung kích, bằng vào vô thượng đạo quân đỉnh phong tu vi, hồn thiên đế vẫn có rất lớn phần thắng. Dù sao, hắn nhưng là vô thượng đạo quân, mà Diệp Thần tu vi, chỉ là thiên đế cảnh tầng 4 mà thôi. Chênh lệch của song phương, 10 phần cực lớn. Hồn thiên đế chém ra một đao, cũng không có hoa gì xinh đẹp biến hóa, chính là lăng lệ quả quyết quyết tuyệt một đao, đem tự thân vô thượng đạo quân khí thế, đấu trí, quyết tâm, còn có một cỗ trụ lực lượng của thần, toàn bộ đúc nóng đến trên thân đao. Xoẹt! Chư thiên vạn giới, thiên địa chúng sinh, đều có thể nghe được hồn thiên đế một đao chảm phá hư không, phát ra sắc bén âm bạo thanh. Diệp Thần cũng không hoảng, tu vi của hắn, tuy chỉ có thiên đế cảnh tầng 4, nhưng hắn sáng tạo ra hoàng đạo thiên quốc, có vô số thần dân, vô số tín đồ, vô số minh hữu đang ủng hộ hắn. Giờ khắc này, Diệp Thần nghe được vạn ức ức tín đồ thần dân tán tụng, vô số tín ngưỡng sức mạnh, hội tụ đến trên người hắn. Bây giờ, tinh không bỉ ngạn. Nhậm Phi Phàm cùng Siva nhìn xem hình ảnh trước mắt, cũng không có bất cứ ba động gì. Vừa rồi Diệp Thần đã dùng thực lực đã chứng minh. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn lầm người. Bây giờ Diệp Thần đã trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía tồn tại. Siva đột nhiên mở miệng nói, cái này hồn thiên đế thủ đoạn rất nhiều, sau lưng có không chỉ một vị trụ thần, vậy chúng ta cũng nên nói cho những tên kia, Diệp Thần sau lưng, cũng không phải không có người. Nói xong, Siva giang hai tay ra, ánh sao lấp lánh phủ ở quanh thân, sau đó hướng về không không lúc nào chống không phương hướng mà đi. Mà Nhậm Phi Phàm đại thủ một hồi, một đầu cự kình từ hư không xuất hiện. Cự kình mở ra miệng lớn, lại phun ra một đạo tinh quang chi trụ. Nhậm Phi Phàm lạnh rên một tiếng, hồn thiên đế, ngươi không nên đắc tội ta Nhậm Phi Phàm hộ đạo người. Hoa lạp, tinh không bỉ ngạn thế giới, bỗng nhiên mở rộng, có thâm thúy tinh quang rơi xuống, từ cái kia tinh quang bên trong, Diệp Thần bắt được Siva cùng Nhậm Phi Phàm chúc phúc khí tức. Bọn hắn ở trên trời sao, nhìn mình một trận chiến này, cũng vì chính mình chúc phúc. Diệp Thần hoàng đạo thiên quốc, Diệp Thần đế quang, chiếu rọi chư thiên, tia sáng thậm chí xuyên qua thế giới bích chướng, truyền lại đến tinh không bỉ ngạn phía trên đi, đưa tới Siva cùng Nhậm Phi Phàm chúc phúc. Trừ cái đó ra, Diệp Thần còn cảm nhận được một cỗ lạ lẫm lại mang một ít quen thuộc chúc phúc, là thiên mẫu nương nương khí tức. Nàng cũng tại chúc phúc Diệp Thần. Đến nỗi không không lúc nào giữa không trung, toàn bộ luân hồi trận doanh, tất cả tín đồ, còn có nguyên thiên đế, thần sắc đẹp, Phật tổ, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh bọn người, bọn hắn cũng vì Diệp Thần cầu nguyện, phóng xuất ra linh khí của mình, hóa thành từng sợi quang. Ngàn vạn sợi quang mang, chưa từng không lúc nào khoảng không bốn phương tám hướng vào tới, đều hội tụ đến trên thân Diệp Thần, cùng Diệp Thần đế quang hòa làm một thể. Diệp Thần thiên đế hoàng đạo kiếm vung ra, cùng đế hoàng thống ngự thiên quân vạn mã, dẫn theo dưới trướng ức vạn thần dân, nhất cử xuất chinh. Diệp Thần cũng không phải độc thân chiến đấu, Sơn Hà đang hoan hô, thần dân của hắn đang gieo hò, tín đồ của hắn đang cầu khẩn, nhật nguyệt tinh thần quang, cùng hắn dung hợp làm một, ẩn giật. Thiên đế kiếm ra, thiên quân vạn mã, theo đế quang chinh phạt, chém về phía hồn thiên đế. Hồn thiên đế ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy Diệp Thần thân hình vô cùng vĩ ngạn, rộng rãi thần thánh như đế hoàng, thống ngự vạn ức ức thần dân, hắn một đao này, lẻ loi giống một mảnh lá cây, phóng tới vô tận hải rít gào. Nhưng tiếp theo sát, hồn thiên đế đôi mắt xâm nghiêm, cũng không lùi bước. Mặc dù chục triệu người, ta tới vậy. Hắn biết rõ một đao này thất bại, nhưng cận kề cái chết cũng không lùi. Tử vong có thể, rơi xuống vực sâu cũng không hối hận, đạo tâm lại không thể phá toái. Chanh! Thiên đế kiếm cùng diệt hồn đao giao kích, phát ra một tiếng rung khắp chư thiên vang động, không có chút nào lo lắng, Diệp Thần chém xuống một kiếm, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, chém vỡ hồn thiên đế diệt hồn đao. Sau đó, Diệp Thần kiếm thế không giảm, hung hăng một kiếm chạm tại trên thân hồn thiên đế. Hồn thiên đế thân thể máu tươi phun tung tóe, cả người từ trên không trung rơi xuống, sống chết không biết. Chung quanh vô thượng đạo quân khí tức, đều chôn vùi, thuộc về hồn thiên đế quang, cũng toàn bộ tán loạn hóa thành hư vô. Chỉ là một kiếm, Diệp Thần liền chém dụng hồn thiên đế, bẻ gãy nghiền nát thế không thể đỡ, quả thực là vô địch.
Cái này thiên đế một kiếm phong mang cùng uy nghiêm, chư thiên chúng sinh đều là mắt thấy, tất cả mọi người đều là chấn động không gì sánh nổi. Ôi! Diệp Thần nhẹ nhàng thở dốc một chút, hắn có thể cảm giác được, hồn thiên đế còn chưa có chết, còn có còn lại một hơi. Chịu ta thiên đế một kiếm, lại còn không chết, đây chính là hồn thiên đế khí vận sao. Diệp Thần hơi có chút ngoài ý muốn, nếu như là đơn đả độc đấu đối kháng, lấy hắn thiên đế cảnh tầng 4 tu vi, đương nhiên rất không có khả năng đánh bại hồn thiên đế. Nhưng, vừa mới hắn thiên đế một kiếm, hội tụ vô số chúc phúc, vô số tín đồ, vô số thần dân sức mạnh, hắn là hội tụ toàn bộ luân hồi trận doanh quang, đi chém giết hồn thiên đế, đó nhất định chính là nghiền ép. Dù cho hồn thiên đế là vô thượng đạo quân, cũng không cách nào cùng toàn bộ luân hồi trận doanh đối kháng. Là Vizernu chúc phúc, bảo đảm hắn một cái mạng. Nói một cách khác, nửa cái mạng, như thế nhất kích phía dưới, liền xem như đạo quân, chỉ sợ cũng có thể thành phế nhân. Đổi lại là ta, đối mặt một kích này, cũng là chắc chắn phải chết. Diệp Thần thiên cơ nhìn rõ, cũng thấy rõ ràng. Nếu như không có Vizernu che chở, vừa mới hắn thiên đế một kiếm, hẳn là có thể chém giết hồn thiên đế. Nhưng, tại Vizernu thủ hộ phía dưới, hồn thiên đế bảo vệ cuối cùng một chút hy vọng sống. Vizernu là trụ thần bên trong thủ hộ cường đại nhất, không có cái thứ hai. Diệp Thần giờ khắc này sâu đậm lĩnh ngộ được. Diệp Thần rất muốn đi truy sát, nhưng Vizernu vô cùng cơ cảnh, đã che đậy thiên cơ, mang theo hồn thiên đế che giấu, Diệp Thần cũng không tìm thấy. Dưới mắt, Vizernu ký sinh tại trên thân hồn thiên đế, một khi hồn thiên đế cái này túc chủ chết, Vizernu linh hồn, lập tức mất đi ký thác, muốn rơi vào trong vực sâu. Cho nên, hắn liều chết cũng muốn bảo trụ hồn thiên đế tính mệnh. Diệp Thần trên người quang, dần dần thu liễm trở về, trận đại chiến này, hắn tiêu hao cũng là 10 phần cực lớn, may mắn trong cơ thể của hắn, có hai cái nguồn năng lượng. Một cái là trong đan điền thái cực đoàn năng lượng, là hắc huyên độc tuyển phối hợp ánh sáng của bầu trời thần thủy hình thành, một cái khác là trong đầu minh mông thánh quang. Hai chỗ này cội nguồn, cơ hồ là lấy không hết, dùng mãi không cạn tồn tại, đầy đủ Diệp Thần tu luyện tới vô thượng đạo quân. Hắn thoáng làm một cái hít sâu, hấp thu trong đan điền, thái cực đoàn năng lượng linh khí, vừa mới chiến đấu tiêu hao hết khí tức, khôi phục rất nhanh tới, thậm chí ngay cả tu vi của hắn, đều đi theo đột phá, tấn thăng đến tình cảnh thiên đế cảnh tầng 4 trung giai. Ánh sáng mặt trời năng lượng, vực sâu năng lượng, có thể cho Diệp Thần mang đến vô hạn tài nguyên tu luyện, hắn về sau thì không cần như thế nào vì tài nguyên tu luyện giàu gì. Hắn buồn, là càng nguy hiểm hơn sự tình, trong đại não minh mông thánh quang, nếu là bạo phát đi ra, đủ để chôn vùi ý thức của hắn, hắn sẽ bị quang đoạt xá. Cho nên, mặc dù giải quyết tài nguyên tu luyện vấn đề, nhưng Diệp Thần còn rất nhiều phiền toái khó giải quyết phải xử lý. Mà những thứ này phiền toái khó giải quyết, không phải nói đắp lên tài nguyên tu luyện liền có thể giải quyết, thế gian này, lại có cái gì tài nguyên, năng lượng so ra mà vượt thái sơ cùng vực sâu. Hồn thiên đế không chết, chung quy là một cái tai họa ngầm. Ngày mai Phản Thiên Đại Điển liền muốn kết thúc. Bằng trong tay hắn thu thập đại đạo hoa, đủ để cầm xuống một phần phản thiên quyền hành. Hắn còn có cơ hội lật bàn. Trận chiến đấu này, còn không có thực sự kết thúc. Trong lòng Diệp Thần thoáng qua đủ loại ý niệm, hắn cùng hồn thiên đế chiến đấu, cũng không tính thực sự kết thúc. Bất quá, Diệp Thần cũng không có quá mức lo nghĩ, dù sao, hiện tại hắn đã chứng đạo thiên đế, toát ra chính mình quang, thực lực xưa đâu bằng nay. Phản thiên quyền hành cắt nhỏ 3 phần, hắn cũng cầm tới 1 phần. Không có lý do sẽ thua bởi hồn thiên đế. Vừa mới chiến đấu, hồn thiên đế đạo tâm bất bại, nhưng hắn cuối cùng bị Diệp Thần chém dụng, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút bóng tối, những thứ này bóng tối, chính là tâm ma. Hắn đối mặt Diệp Thần, về khí thế trước hết yếu đi một bậc. Diệp Thần chờ mong chiến đấu sau cùng, hắn ngẩng đầu đi lên nhìn, có thể nhìn đến trên chỗ cao trạc cây, kết một khỏa trái cây, hào quang vạn trọng, hoa lệ thần thánh mặt ngoài phía dưới, là từng cái đục động cùng màu đen điểm lấm tấm. Chính là cái kia sáng thế đạo quả. Vừa mới Diệp Thần cùng hồn thiên đế chiến đấu, kinh thiên động địa, sáng thế chi thụ có từng cái nhánh cây, từng mảnh lá cây, đều chịu xung kích tàn lụi hủy diệt, tràng diện một mảnh hỗn độn. Nhưng mà, treo trên cao ở phía trên sáng thế đạo quả, thế mà không thấy chút nào lay động, còn vững vàng treo. Diệp Thần hơi có chút hiếu kỳ, cho dù cách nhau rất xa, hắn cũng có thể cảm nhận được, cái kia sáng thế đạo quả truyền đến mênh mông năng lượng khí tức, tựa như một vành mặt trời. Vàng óng ánh huy hoàng vô song, những cái kia vực sâu ăn mòn mà thành đục động, thì như mặt ngoài mặt trời bên trên hắc tử. Cái này sáng thế đạo quả, có lẽ có thể mở rộng ta đế quang. Diệp Thần trong lòng hơi động, có hái ý niệm.
hắn không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng thiếu khuyết có thể mở rộng đế quang linh vật. Đế quang là thiên đế cảnh hạch tâm tồn tại, đế quang tối hừng hực, tự thân sức mạnh lại càng cường đại, đối với đủ loại vực sâu hắc ám sức chống cự cũng tăng lên rất nhiều. Mà muốn mở rộng đế quang, vô cùng gian khổ. Đế quang cũng sẽ không theo tu vi tăng trưởng mà trở nên mạnh mẽ, mở rộng đế quang cần tìm kiếm đủ loại đặc thù thiên tài địa bảo, mà phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không, có thể đề thăng đế quang tài liệu, có thể xưng phượng mao lân giác, cơ hồ có thể nói là không có, là tuyệt tích tồn tại. Đại bộ phận thiên đế cảnh cường giả, bọn hắn đế quang, tại chứng đạo thiên đế một khắc này liền cố định, đề thăng cực kỳ gian khổ. Diệp Thần nhìn xem chỗ cao sáng thế chi thụ, liền có một loại dự cảm, cái này đạo quả, có thể đề thăng hắn đế quang. Chỉ cần chính hắn quang, đầy đủ hừng hực, cũng có thể đi đối kháng thái sơ thánh quang, không bị bao phủ. Trước kia 72 trụ thần bên trong đại hiền giả, ăn sáng thế đạo quả, trực tiếp bạo thể bỏ mình, bị vực sâu năng lượng no bạo. Nhưng, ta trong đại não, thánh quang ký sinh, cái này sáng thế đạo quả ẩn chứa vực sâu hắc ám khí tức, với ta mà nói, lại là rất có ích lợi, có thể hòa giải thánh quang, cân bằng âm dương. Diệp Thần nghĩ thầm, hắn trước đây luyện hóa cửu u vạn hồn phiên, chỉ điều hòa hai thành thánh quang, còn có tám thành thật sâu ký sinh lấy. Có thể tưởng tượng được, xâm nhập hắn đại não thánh quang, năng lượng khủng bố cỡ nào, liền cửu u vạn hồn phiên đều không thể hòa giải. Nhưng sáng thế đạo quả, bên trong ẩn chứa vực sâu khí tức, lại có khả năng điều hòa. Cũng không đúng, liền đại hiền giả loại này trụ thần, đều không tiêu hóa nổi đạo quả, ta như thế nào có thể tiêu hóa? Nói không chừng ăn vào liền chắc chắn phải chết. Diệp Thần ý niệm lại là nhất chuyển, sáng thế đạo quả là thế giới kết tinh, truyền thuyết ăn sáng thế đạo quả người, có thể trực tiếp biến thành quang, thu được siêu thoát. Trước kia không biết có bao nhiêu trụ thần, mơ ước ăn sáng thế đạo quả. Chỉ là sáng thế đạo quả bên trên hắc ám, làm bọn hắn chùn bước, tại không có quét sạch thế giới hắc ám phía trước, sáng thế đạo quả tuyệt không thể ăn, bằng không thân thể sẽ bị vực sâu no bạo. Diệp Thần cũng lo lắng, chính mình chỉ là thiên đế cảnh tầng 4 trung giai tu vi, không chịu nổi sáng thế đạo quả xung kích, cũng sẽ bị no bạo cơ thể. Hơn nữa, đây cơ hồ là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Liền đại hiền giả đều gánh không được, Diệp Thần làm sao có thể gánh vác. Chỉ là, sáng thế đạo quả ngay tại trước mắt mình, gọi Diệp Thần không đi ngắt lấy, hắn lại không cam tâm. Dù sao, cái này sáng thế đạo quả, là hồn thiên đế cùng Vizanu vô cùng thèm thuồng đồ vật, nếu là Diệp Thần không trích đi, tương lai hồn thiên đế ngóc đầu trở lại, vẫn sẽ cướp đi. Một khi hồn thiên đế cùng Vizanu, lấy được sáng thế đạo quả, hậu quả khó mà lường được, cái quả này năng lượng ẩn chứa, đầy đủ bọn hắn đúc lại thân thể. Hoặc có lẽ là, ta trước tiên có thể ăn một chút, không cần một chút ăn xong. Diệp Thần trong lòng lại muốn, cả viên sáng thế đạo quả, hắn ăn không vô, nhưng chỉ ăn một chút, ăn mình có thể tiếp nhận bộ phận, có lẽ cũng là một đầu có thể đi chi lộ. Đạo quả không có bộ phận cùng toàn bộ thuyết pháp, đó là pháp tắc hội tụ, người ăn một chút cùng ăn toàn bộ, không có khác nhau. Lúc này, thiên tổ âm thanh, truyền đến Diệp Thần trong lòng. Thiên tổ. Diệp Thần nghe được thiên tổ lên tiếng, trong lòng lập tức vui mừng, hỏi vội, vậy phải thế nào xử lý? Thiên tổ do dự một chút, nói, ngươi không cần chỉ muốn ăn, tư duy phát tán một chút, thế giới hắc ám không trừ, sáng thế đạo quả đầy vực sâu, cái quả này không thể ăn, ăn liền sẽ bạo thể, vực sâu ký sinh sẽ trong nháy mắt đem ngươi no bạo. Nhưng mà, ngươi có thể đem viên này quả, dung nhập trong ngươi thiên đế kiếm, sáng thế đạo quả vô cùng mênh mông năng lượng, vừa vặn có thể cho ngươi đúc kiếm, mở rộng thiên đế kiếm uy năng. Thiên đế kiếm lớn mạnh, ngươi đế quang, cũng biết gián tiếp nhận được đề thăng. Nghe vậy, Diệp Thần con mắt lập tức sáng lên, nói, dùng để đúc kiếm sao? Suy nghĩ của hắn, lập tức lâm vào cố định hình thức, chỉ muốn ăn hết quả, lại không nghĩ rằng, cái này đạo quả trên thực chất, là pháp tắc năng lượng hội tụ, là một loại vô cùng đặc thù thánh vật, ngoại trừ có thể ăn, lấy ra đúc kiếm cũng là hoàn toàn có thể được, hơn nữa an toàn hơn ổn thỏa. Ăn hết sáng thế đạo quả, cơ thể của Diệp Thần có thể sẽ nổ tung, nhưng dùng để đúc kiếm, lại rất an toàn nhiều. Hắn thiên đế hoàng đạo kiếm, là kế đạo thiên kiếm sau đó, hắn tư tưởng đi ra ngoài thứ hai cái vĩ đại kỳ quan, tư tưởng so đạo thiên kiếm còn muốn cường hoành hơn rộng rãi rất nhiều. Muốn chế tạo thiên đế hoàng đạo kiếm, cần thiết bổ khuyết tài nguyên, không thể tưởng tượng. Mà cái này sáng thế đạo quả, lại vừa vặn có thể dùng để bổ khuyết thiên đế kiếm, mở rộng thiên đế kiếm uy thế, tiến tới để thăng Diệp Thần đế quang. Loại này gián tiếp thủ đoạn, so với trực tiếp thôn phệ đạo quả, an toàn cao minh nhiều lắm. Thiên tổ,
vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo a. Diệp Thần tán thưởng một tiếng, thiên tổ tầm mắt, đích xác cao hơn chính mình minh nhiều. Đem sáng thế đạo quả, dùng làm tài liệu đúc kiếm, đích xác so trực tiếp ăn hết tốt hơn nhiều. Mà nghe được Diệp Thần tán thưởng, thiên tổ lại không có truyền đến đáp lại, thanh âm của hắn đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Bởi vì có trụ thần khế ước tồn tại, thiên tổ cũng không thuận tiện mọi chuyện đáp lại Diệp Thần, hắn chỉ có tại Diệp Thần đụng tới khó mà giải quyết nan đề lúc, ban cho thích hợp chỉ điểm. Vừa có chu toàn chi pháp, Diệp Thần tinh thần đại định, xách theo thiên đế kiếm, liền hướng chỗ cao leo lên mà đi, mục tiêu là ngắt lấy sáng thế đạo quả, để mà đúc kiếm. Diệp Thần thiên đế kiếm, lượn lờ màu vàng thần mang, lại dẫn thủy tinh sáng long lanh tia sáng, khí thế chi rộng rãi lăng lệ, phong mang chi sắc bén, đã vượt qua thế gian tất cả binh khí. Phạn thiên kiếm đã dung nhập vào thiên đế kiếm bên trong, Diệp Thần lấy ra thiên tội cổ kiếm, dứt khoát đem thiên tội cổ kiếm, cũng xem như tài liệu đúc kiếm, cùng nhau đúc vào thiên đế trong kiếm đi. Thiên đế kiếm tia sáng, càng hừng hực. Diệp Thần hài lòng gật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên sáng thế đạo quả, tính ra một chút khoảng cách. Từ nơi mình ở, đi tới đạo quả vị trí, Diệp Thần đoán chừng chỉ cần gần nửa ngày thời gian. Hắn xách theo thiên đế kiếm, cấp tốc đi lên leo lên, đế quang nở rộ, dọc theo đường đi yêu ma lui tránh, không có gặp phải bất luận cái gì hiểm trở. Nhưng kỳ quái là, leo một canh giờ, Diệp Thần phát hiện mình cùng sáng thế đạo quả khoảng cách, vẫn là không có thay đổi, vẫn là cùng ban sơ một dạng xa. Lại leo lên một hồi, Diệp Thần phát hiện mình tựa hồ trở lại nguyên điểm, có thể nhìn đến ban sơ dấu chân. Ân, quỷ đả tường. Diệp Thần cảm giác có chút cổ quái, chính mình dường như đang tại chỗ xoay quanh, rõ ràng một mực trèo lên trên, nhưng bò, trở về lại nguyên điểm, cùng sáng thế đạo quả khoảng cách, từ đầu đến cuối không thấy thu nhỏ. Diệp Thần có chút không tin tà, tại dưới chân trên cành cây, quẹt cho một phát phết kiếm, lại tiếp tục trèo lên trên, nhưng quả nhiên không đầy một lát, hắn trở về lại nguyên điểm, thấy được ban sơ vết kiếm. Có gì đó quái lạ. Không gian bị bóp méo. Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, dựa vào bén nhạy nhãn lực, rất nhanh liền nhìn rõ tinh tường, mảnh không gian này sớm bị người bóp méo, hắn đang vặn vẹo trong không gian đi xuyên, vĩnh viễn cũng không thể đến sáng thế đạo quả địa điểm, chỉ có thể quanh đi quẩn lại trở lại nguyên điểm. Là nhiễu sóng lão tổ thủ bút sao? Diệp Thần thấp giọng thì thào, cảm thấy cái này vặn vẹo không gian, vô cùng bình thường, không phải thông thường vặn vẹo, là mang theo vực sâu nhiễu sóng sức mạnh, không gian biến thành dị dạng, người trèo lên trên, lại hướng phía dưới trở lại nguyên điểm, thật sự là không thể tưởng tượng. Loại này hình quái dị biến hóa, cho dù tinh thông không gian pháp tắc thủ đoạn Diệp Thần, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá giải. Luân hồi chi chủ, ánh mắt không tệ a, ha ha, nhanh như vậy liền có thể nhìn ra không gian nhiễu sóng dị thường sao. Một giọng già nua vang lên. Chỉ thấy một cái chống gậy lão ẩu, đầu đội lấy cây cỏ bện đầu vòng, tập tễnh cước bộ từ một chỗ khác đi tới. Ai? Diệp Thần lập tức cảnh giác. Lão ẩu nhìn thật sâu một mắt Diệp Thần, tựa hồ cố ý phóng thích một tia ánh sáng dịu dịu, nói, lão thân là thụ thần tộc tế tự, cũng không ác ý. Còn xin luân hồi chi chủ không cần quá căng thẳng. Thụ thần tộc. Diệp Thần nhớ tới phía trước Thục Vân tướng quân, từng mang theo một nhóm thụ thần tộc chiến sĩ, công kích mình. Những cây đó thần tộc người, xem hắn vì u ác tính, đối với hắn địch ý trầm trọng. Người này hẳn là cũng đối với chính mình không có hảo tâm mới đúng. Các ngươi thụ thần tộc nhân, không phải hận không thể ta chết sao? Ta thế nhưng là u ác tính tử a, Diệp Thần nói. Lão ẩu nói, ha ha, người tuy là u ác tính tử, nhưng cũng là quang chi tử, hơn nữa quang minh sức mạnh, cuối cùng rồi sẽ chiến thắng hắc ám. Diệp Thần nói nhảm cũng không cần nói, là muốn báo thù sao? Lão ẩu nói, luân hồi chi chủ, giữa chúng ta cũng không cừu hận, ngươi là tương lai quang chi tử, lão thân tán tụng ngươi cũng không kịp. Chúng ta có thể làm cái giao dịch, lão thân có thể nói cho ngươi, phá giải không gian này nhiễu sóng biện pháp, ngươi lấy xuống sáng thế đạo quả sau, phân lão thân một nửa. Diệp Thần nhịn cười không được, nói, ngươi này liền muốn chia cắt một nửa. Có phần công phu sư tử ngoạm. Lão ẩu cười nói, đây là công bằng giao dịch, không có lão thân chỉ điểm, luân hồi chi chủ muốn phá giải trước mắt không gian nhiễu sóng, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, nói, chỉ là nhiễu sóng, lại có thể nào ngăn ta lại. Đế quang như ta, ẩn giật. Một tiếng quát mạnh, Diệp Thần phóng ra chính mình quang, mênh mông kim hoàng đế quang, mang theo thủy tinh tinh khiết, một chút bộc phát ra đi, bao trùm cả vùng không gian. Không gian này nhiễu sóng, thực sự không dễ dàng phá diệt, nhưng Diệp Thần đã nghĩ đến ngoài ra thủ đoạn, có thể dùng ẩn giật biện pháp,
không cần phá diệt, chỉ cần ẩn giật, để cho trong không gian nhiễu sóng thừa số, cùng mình đế quang hòa làm một thể, nhiễu sóng còn tại, nhưng đã sẽ lại không vặn vẹo không gian. Đây là đế quang đồng hóa, ẩn giật. Cái này rất giống một cái đế hoàng, đi chinh phục dị tộc, không cần đem dị tộc đồ sát hầu như không còn, chỉ cần để cho dị tộc quy thuận chính mình, như vậy thì tính toán dị tộc nhân còn tại, cũng sẽ không gặp lại chống lại. Đây là đế quang đồng hóa, ẩn giật pháp môn, Diệp Thần sơ sơ nắm giữ, bây giờ thi triển, cũng đã lô hỏa thuần thanh, đạt đến nhập hóa cảnh. Hắn ngộ tính thiên phú quá cao. Lão ẩu mắt thấy một màn này, lập tức chấn kinh, hai mắt gắt gao trừng lớn. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thần dễ dàng như vậy, liền hóa giải mất không gian nhiễu sóng, mênh mông đế quang tràn ngập bốn phía, liền nàng cũng có loại nghĩ quỳ xuống quy y xúc động. Người cái gọi là phương pháp phá giải, bất quá là mượn ma quỷ đằng, kéo dài leo lên đi, ma quỷ đằng không dễ dàng chịu nhiễu sóng vặn vẹo, đúng không? Diệp Thần nhìn chằm chằm lão ẩu, lạnh nhạt đạo. Ánh mắt hắn sắc bén, thiên cơ hiểu rõ, thậm chí đã xem thấu lão ẩu tâm tư. Lão ẩu gương mặt tái nhợt, lập tức không nói gì với nhau. Loại này lén lén lút lút biện pháp, ta cũng khinh thường sử dụng, ta đế quang chinh phạt, cái gì nhiễu sóng có thể ngăn được ta? Diệp Thần đế quang tại người, bá đạo rộng rãi tới cực điểm, cũng sẽ không nói nhảm, nhanh chân tiến lên trước, tung thiên mà đi. Lần này, hắn không tiếp tục đụng tới cái quỷ gì đánh tường dấu hiệu, rất thuận lợi leo lên tiến. Ước chừng qua nửa ngày, Diệp Thần cảm giác chính mình xuyên qua một tầng màn nước một dạng che chắn, hắn biết, đây là thế giới bích chướng. Thế giới bích chướng, cũng không phải là nghiêm mật không có khe hở, ít nhất, tại Phản Thiên Thánh Địa, vách tường thế giới liền có một cái lỗ thủng, một cái bị sáng thế chi thụ xuyên qua lỗ thủng. Sáng thế chi thụ cắm rễ tại không không lúc nào khoảng không, lại vẫn luôn kéo dài đến tinh không bỉ ngạn phía trên đi. Diệp Thần đã xuyên qua vách tường thế giới, nhưng vẫn như cũ còn không có leo lên tinh không bỉ ngạn, hắn đi tới tinh không bỉ ngạn cùng không không lúc nào trên không ở giữa chỗ, một cái gọi hỗn độn tử địa chỗ. Mảnh này hỗn độn tử địa, tại trước đây cực kỳ lâu, Diệp Thần cũng từng tới qua. Đối với dĩ vãng hắn tới nói, hỗn độn tử địa tràn ngập hung hiểm, nhưng bây giờ, hắn đế quang mênh mông, đã không sợ. Hắn đế quang chiếu dọi phía dưới, hỗn độn tử địa rất nhiều ma vật, đều phát ra rên rỉ, nhao nhao tránh lui, cũng không dám tới gần hắn một chút. Viên kia sáng thế đạo quả, cũng tại Diệp Thần trước mắt, một khỏa quả, lại so Thái Dương còn to lớn hơn, lập lòe cực kỳ kim quang sáng chói. Cái này cũng là hỗn độn tử địa duy nhất quang, lóa mắt chói mắt tới cực điểm. Cất bước hướng sáng thế đạo quả đi đến, Diệp Thần như một cái kiến càng, đến gần một vầng mặt trời. Mà như mặt trời cực lớn sáng thế đạo quả, lại chỉ là càng lớn lớn sáng thế trên cây, kết trái một quả nho nhỏ quả. Cả quả sáng thế chi thụ, lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, tại đạo quả đằng sau còn có cực điểm xum xuê cành lá, cường tráng thân cây vẫn còn tiếp tục đi lên kéo dài, một mực kéo dài đến tinh không tuyệt đỉnh. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, đứng tại hỗn độn tử địa đại địa bên trên, có thể vô cùng thấy rõ ràng tinh không bỉ ngạn cảnh tượng, Diệp Thần thậm chí có thể nhìn đến, tại ngàn vạn ngôi sao phía trên, kiến tạo có từng tòa hoa lệ đường hoàng cung điện. Không chỉ là ảo giác hay là cái gì, hắn tự hồ thấy được Nhậm Phi Phàm cư trú cung điện, thấy được Shiva cung điện, cũng nhìn thấy Thiên Mẫu Nương Nương cung điện. Những cái kia xa hoa điện đường, mảnh này rực rỡ thâm thúy làm lòng người say tinh không, phảng phất có thể đụng tay đến. Không chỉ như vậy, Diệp Thần cũng giống như nhìn thấy Shiva cùng Nhậm Tiền Bối tại một nơi, đang nhìn chính mình. Bây giờ, bọn hắn khoảng cách cùng mình khoảng cách cực kỳ gần. Diệp Thần ánh mắt một hồi mê ly, nhấc tay muốn hái ngôi sao, tự nhiên là cái gì đều đụng vào không đến, có thể sờ được chỉ có không khí. Tinh không tuyệt đỉnh, thế giới bỉ ngạn. Ta cũng sắp muốn phi thăng. Diệp Thần thấp giọng thì thào, chờ giải quyết triệt để đi hồn thiên đế, giải quyết đi xấu thần, giải quyết đi quy khư đại kiếp. Hắn giải quyết xong nhân quả, liền có thể tại Shiva cùng Nhậm Phi Phàm tiếp dẫn phía dưới, phi thăng đi tinh không bỉ ngạn. Nơi đó lại có cái gì đang đợi chính mình? Những cái kia cấp độ cuối cùng, trụ thần, thái sơ, vực sâu, Diệp Thần muốn đối kháng bọn hắn, nhất định phải đi tinh không bỉ ngạn, thêm một bước tu luyện, thêm một bước lớn mạnh chính mình thực lực. Dọc theo sáng thế chi thụ trèo lên trên, trực tiếp bò đi tinh không bỉ ngạn, vậy khẳng định là không được. Đang sáng tạo thế giới đạo quả chiếu rọi. Nơi này vực sâu khí tức tương đối yếu ớt, nhưng ở chỗ càng cao hơn, vực sâu phong bạo tàn phá bừa bãi, đó là ngay cả Diệp Thần đều không thể chống cự phong bạo. Hắn hộ thể đế quang, chỉ có thể trèo chống hắn đi đến một bước này, tiếp tục tiến lên mà nói, sẽ sống sinh sinh bị vực sâu phong bạo xé nát. Những cái kia vực sâu phong bạo,
không chỉ là thuần túy dã man sức mạnh, còn ẩn chứa pháp tắc sức mạnh, một loại đại phá diệt, lớn xé rách, đại khủng bố pháp tắc. Đừng nói Diệp Thần, liền xem như Tinh Không Bỉ Ngạn cường giả, cũng không cách nào xuyên qua vực sâu phong bạo hàng lâm xuống, cần thay hắn lộ. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần nhanh chân hướng sáng thế đạo quả đi đến, cái này sáng thế đạo quả năng lượng vô tận, nếu như có thể đúc nóng vào trong thiên đế kiếm, đối với hắn thực lực tăng trưởng rất có ích lợi. Đến gần đạo quả, Diệp Thần cảm nhận được một cỗ vô cùng hừng hực bồng bột sinh cơ khí tức, đó là đủ để sáng tạo thế giới rộng rãi sinh cơ, nhưng lại cẩn thận cảm ứng, liền có thể phát hiện, bồng bột sinh mệnh lực sau lưng, ẩn giấu vô tận hắc ám tử khí. Đó là thuộc về vực sâu tử khí, mang theo tai biến hỗn loạn. To lớn hừng hực như thái dương đạo quả phía trên, bài trí từng cái hắc tử một dạng đục động, có quỷ dị côn trùng ngọ nguậy, tản mát ra từng sợi nhàn nhạt thi xú vị. Loại này tràn ngập vực sâu nguyền rủa khí tức thi xú vị, không ngửi được còn tốt, khẽ ngửi đến tựa như giòi trong xương giống như, cũng lại thoát khỏi không xong, cũng không cách nào coi nhẹ. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, vận khởi đế quang, thủ hộ tự thân, nếu như không phải hắn có đế quang hộ thể, đạo tâm cường hãn, chỉ là ngửi được cỗ này thi xú một dạng vực sâu khí tức, đạo tâm đã muốn sinh ra côn trùng, bị đục nát thành thủng trăm ngàn lỗ. Lại đi tiến một chút, Diệp Thần ngạc nhiên phát hiện, tại như mặt trời đạo quả phía dưới, lại còn có một đám người, giống như tín đồ hướng về phía đạo quả cúng bái, trong miệng nói lẩm bẩm ngâm sướng cầu nguyện. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở đây còn có người tồn tại, là Phạn Thiên tộc nhân, vẫn là Thụ Thần tộc nhân, hay là một ít pháp tác dựng dục tộc nhân. Đám người này khí tức, nhìn 10 phần nhỏ yếu, phảng phất hơi lớn một chút vực sâu phong bạo, cũng có thể đem bọn hắn thổi lật xé nát, cũng chỉ có tại đạo quả phụ cận, bàng bạc hừng hực sinh mệnh lực quanh quẩn, bọn hắn mới có thể an ổn sống sót. Đám người kia cũng phát hiện Diệp Thần đến, một hồi rung động sợ, không ít người kinh hô. Là luân hồi chi chủ. Không, là thiếu đế đại nhân, vực sâu đế tử, thiếu đế đại nhân đến. Trên người hắn, làm sao còn có thánh quang khí tức. Đám người kinh dị lại sợ hãi nhìn xem Diệp Thần khí tức quá cường đại đến một ý niệm, liền có thể xóa bỏ bọn hắn. Mà Diệp Thần khí tức trên thân, luân hồi khí tức, thánh quang cùng vực sâu, còn có thuộc về mình độc nhất vô nhị đế quang, hừng hực đến khó lấy che giấu tình cảnh, chính hắn đều không thể hoàn toàn che lấp, cho nên người khác một chút ở giữa, liền có thể thấy rõ thân phận của hắn. Trong đám người, một lão già đứng lên, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, kêu một tiếng, thiếu đế. Diệp Thần nhìn xem lão giả, trong lòng giật mình. Lão giả mặt mũi hiền lành, nhìn tương đương hòa ái, như nhà bên lão gia gia, nhưng Diệp Thần nhìn hắn một cái, thiên cơ nhìn rõ, liền có bốn chữ từ trong lòng của hắn nổ đi ra. Nhiễu sóng lão tổ. Ngươi là nhiễu sóng lão tổ. Diệp Thần rất là chấn động, hỏi. Cái này sao có thể? Nhiễu sóng lão tổ tại sao lại xuất hiện ở đây? Lão giả trầm mặc một chút, dùng mang theo điểm thương lạnh cùng than thở ngữ khi nói, là ta. Diệp Thần không hiểu một hồi dùng mình, thậm chí ẩn có nhiễu sóng cảm giác đầy tràn toàn thân, nói, ngươi không phải ký sinh tại cổ Phạm Quốc quốc sư trên thân sao? Tại sao lại ở chỗ này? Còn có, trên người của ngươi, nhưng lại không có nửa điểm vực sâu khí tức. Diệp Thần rất khiếp sợ, trước mắt nhiễu sóng lão tổ, thoạt nhìn như là cái hòa ái lão gia gia, khí tức bình thường chất phác, cũng không có mảy may tà ác dấu hiệu, càng không có vực sâu đủ loại sát khí. Nhiễu sóng lão tổ cười khổ một tiếng, nói, ta là nhiễu sóng lão tổ, cũng không phải nhiễu sóng lão tổ, ta là nhiễu sóng lão tổ thiện niệm. Diệp Thần lẩm bẩm nói, thiện niệm. Hắn đột nhiên nghĩ đến ma tổ vô thiên thiện niệm, không lúc nào chống không thật có rất nhiều dị bẩm thiên phú cường giả tại một ít dưới cơ duyên xảo hợp, thiện niệm hóa thân thành người. Nhiễu sóng lão tổ thở dài, đúng vậy. Nhiễu sóng lão tổ, là vực sâu nhiễu sóng pháp tắc hội tụ, hắn tại một ngày, chính mình lại cũng sinh ra hình quái dị biến hóa, từ hoàn toàn ác độc hắc ám trong vực sâu, đản sinh ra một tia thiện niệm. Cái này sợi thiện niệm, liền hóa thân thành ta. Ta phỏng đoán, là ánh sáng của bầu trời thần thủy quang triều, ăn mòn đến nhiễu sóng lão tổ, khiến hắn sinh ra thiện niệm. Diệp Thần ngạc nhiên nói, còn có loại sự tình này. Nhiễu sóng lão tổ nói, ân, thân là vực sâu nhiễu sóng pháp tắc chấp trưởng giả, nhiễu sóng lão tổ là tuyệt đối không thể sinh ra thiện niệm thuộc về quang minh, vực sâu tạo vật một khi dính vào quang minh, đợi một thời gian, liền sẽ bị tịnh hóa thành hư vô. Hắn vì tự vệ, chặt đứt thiện niệm. Chân thân ký sinh tại cổ Phạm Quốc sư trên thân, ta bị chém rụng, không còn nhục thân có thể ký thác, như cô hồn dã quỷ, khó mà sinh tồn, chỉ có thể sợ hãi đang sáng tạo thế giới đạo quả phía dưới, mượn nhờ đạo quả thần uy, chống lại chung quanh vực sâu phong bạo.
Trong lòng Diệp Thần thoáng qua đủ loại ý niệm, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới nhiễu sóng lão tổ, mà trước mắt nhiễu sóng lão tổ, chỉ là một tia thiện niệm hóa thân, đến nỗi nhiễu sóng lão tổ chân thân, vẫn còn ký sinh tại cổ Phạm Quốc Sư trên thân. Cái này một số người, vốn đều là vực sâu ma đồ, chịu ta thiện niệm tạo hóa, cũng quy y quang minh. Nhiễu sóng lão tổ chỉ đám người chung quanh, bọn hắn cũng giống như nhau ôn hòa, nhưng nhìn xem Diệp Thần trong ánh mắt, mang theo kính sợ cùng sợ. Nhiễu sóng lão tổ nhìn thấy ánh mắt của mọi người, nhân tiện nói, không cần lo lắng, luân hồi chi chủ tuy là vực sâu thiếu đế, nhưng cũng là quang minh thánh tử, quang minh cuối cùng rồi sẽ chiến thắng hắc ám. Đám người lúc này mới thoáng định thần, nhao nhao hướng Diệp Thần hành lễ, gặp qua quang chi tử đại nhân. Diệp Thần gật gật đầu, quang minh cùng hắc ám đại đạo chi tranh, ai đúng ai sai, hắn cũng không xem xét. Nhiễu sóng lão tổ nói, luân hồi chi chủ, người muốn trích đi sáng thế đạo quả sao? Diệp Thần nói, ân. Nhiễu sóng lão tổ có chút khó khăn nói, cái này sáng thế đạo quả, là chúng ta tính mệnh ký thác chỗ căn bản, nếu là ngươi trích đi, chúng ta không thể dựa vào, chỉ có hồn phi phách tán hạ tràng. Diệp Thần nói, không sao, các ngươi tiến vào đế quốc của ta, có thể sống yên ổn. Nói xong, Diệp Thần vươn tay ra tới, kim quang lấp lóe chỗ, hai tầng đế quốc tranh cảnh, tại trong lòng bàn tay hiện ra. Một tầng là Hoàng Đạo Thiên Quốc, một tầng là Luân Hồi Thiên Quốc. Hắn có đế quốc của mình, có ý định muốn đem Luân Hồi Thiên Quốc, dung nhập vào Hoàng Đạo bên trong Thiên Quốc, bất quá bây giờ còn không phải thời điểm. Chính hắn nói, xem như vừa mới tân sinh, còn chưa kịp thiên tổ Luân Hồi Đạo viên mãn hừng hực. Nhiễu sóng lão tổ vui vẻ nói, Luân Hồi Chi Chủ, người chịu thu lưu chúng ta, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Dừng một chút, hắn do dự một chút, vươn tay ra, từng sợi tia sáng hội tụ, dần dần tại lòng bàn tay tạo hóa ra một quyển sách, nói. Lần đầu gặp mặt, ta cũng không có gì đồ tốt cho ngươi, cái này cuốn nhiễu sóng thiên thư, coi là lễ vật ta cho ngươi a. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nói, nhiễu sóng thiên thư. Hắn nhìn về phía nhiễu sóng lão tổ quyển sách trên tay, vô tận tia sáng hội tụ đi ra ngoài thiên thư, lại là thâm trầm hắc ám bộ dáng, mang theo đủ loại quỷ bí vực sâu khí tức. Thậm chí hắn còn mơ hồ thấy được nhiễu sóng thiên thư sau lưng có chân chính nhiễu sóng lão tổ hư ảnh. Nhiễu sóng lão tổ nói, không tệ, cái này nhiễu sóng thiên thư, ghi chép vị kia chân chính nhiễu sóng lão tổ đủ loại đạo pháp áo nghĩa, người tốt nhất tham tường, nhưng không cần tu luyện. Tu luyện nhiễu sóng chi đạo, chính ngươi lại biến thành dị dạng. Nhớ lấy, không cần tu luyện, bằng không, ta chính là lớn nhất tội nhân. Ngươi chỉ cần lĩnh hội nhiễu sóng thiên thư, biết nhiễu sóng lão tổ thần thông thủ pháp. Về sau đụng tới hắn, có chào hỏi chống lại biện pháp liền có thể. Đến nỗi người tự thân, lại là tuyệt đối không thể tu luyện bất luận cái gì nhiễu sóng chi đạo. Diệp Thần gặp nhiễu sóng lão tổ nói đến trịnh trọng, liền gật đầu nói, hảo, ta biết. Nhiễu sóng lão tổ buông lỏng một hơi, đem nhiễu sóng thiên thư giao cho Diệp Thần, nói, cái này nhiễu sóng thiên thư bên trong ghi chép, chỉ là bộ phận nhiễu sóng pháp tắc áo nghĩa biến hóa, cũng không phải là toàn bộ. Dù sao, ta chỉ là một tia thiện niệm hóa thân. Cũng không phải là nhiễu sóng lão tổ chân thân, có thật nhiều bí mật, ta đều chưa từng chạm đến. Nhưng cái gọi là nhất pháp thông, trăm pháp thông, luân hồi chi chủ, lấy thiên phú ngộ tính của ngươi, tham tưởng cái này nhiễu sóng thiên thư, đầy đủ cùng nhiễu sóng lão tổ chu toàn. Ngươi phải cẩn thận nhiễu sóng lão tổ, hắn cùng ác mộng lão tổ một dạng, đều có cướp ngươi vực sâu quyền hành dã tâm, nhưng ở vực sâu ngưng thị phía dưới, bọn hắn lại không dám công nhiên xoán quyền. Bằng không vực sâu hàng phạt, bọn hắn chỉ có hình thần câu diệt hạ tràng. Ngươi cũng muốn cẩn thận bị vực sâu thôn phệ, ngươi là quang, là tương lai vĩnh hằng quang minh hy vọng, ngươi muốn vận dụng quang sức mạnh, phá diệt vực sâu, không cần thật sự trở thành u ác tính tử, quang minh mới là chính đạo đường bằng phẳng. Diệp Thần không nói gì không nói, chỉ là gật đầu, cũng không đưa có thể hay không. Trước mắt nhiễu sóng lão tổ, là một tia thiện niệm hóa thân, đương nhiên hướng tới quang minh, nhưng quang cùng ám đại đạo chi tranh. Ai đúng ai sai, cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Diệp Thần có chính mình đạo, sẽ không dễ dàng bị người bên ngoài tả hữu. Nói đến thế thôi, cáo từ. Nhiễu sóng lão tổ đang ngưng tụ ra nhiễu sóng thiên thư sau, thân hình làm giảm bớt rất nhiều, hiển nhiên là tiêu hao quá lớn, hắn thở dốc một chút, cùng Diệp Thần cáo biệt, sau đó mang theo thủ hạ tín đồ, cùng nhau bay vào trong Diệp Thần luân hồi thiên quốc. Diệp Thần thu hồi lòng bàn tay thiên quốc, nhìn xem trong tay nhiễu sóng thiên thư. Như có điều suy nghĩ. Bảo ta không cần tu luyện, nếu không sẽ biến thành dị dạng, cái này nhiễu sóng thiên thư, thật có khủng bố như vậy. Diệp Thần thấp giọng thì thào,
linh khí thả ra, bao trùm ở nhiễu sóng thiên thư, cả quyển sách một tiếng xào xạc, hóa thành nhỏ vụn lưu quang, toàn bộ tràn vào trong đầu của hắn. Lập tức, từng môn minh mông nhiễu sóng thần thông, hiện lên tại Diệp Thần trước mắt. Ba đầu sáu tay, nhiễu sóng tiếp xúc, bay đầu hàng, mánh khóe thông thiên, cốt nhận, gai lưng, khai châm, xương bả vai cánh, mắt kép, dịch túi u ác tính, vực sâu tủy sống kiếm. Đủ loại quỷ dị cổ quái, trước đây chưa từng thấy pháp môn, để cho Diệp Thần rất là ngạc nhiên. Cái này nhiễu sóng thiên thư bên trong nhiễu sóng thần thông, phần lớn là thông qua biến dị cơ thể, cùng vực sâu đại đạo cộng minh, từ đó bộc phát ra lực lượng cường hãn. Tỷ như cốt nhận, để cho chính mình xương cốt biến thành dị dạng, hóa thành lưỡi đao giết người. Còn có xương bả vai cánh, để cho xương bả vai tuôn ra trưởng thành cánh, có thể phi hành, cũng có thể lợi dụng cốt cánh trực tiếp sát thương địch nhân. Lại tỷ như ba đầu sáu tay, trực tiếp biến thành ba đầu sáu tay trạng thái quỷ dị, còn có bay đầu hàng, đem đầu của mình bay ra ngoài cắn người. Còn có cái gì vực sâu tủy sống kiếm, đem chọn đầu xương sống rút ra, làm kiếm khí. Đủ loại quỷ dị pháp môn, thật sự là Diệp Thần trước đây chưa từng gặp, lại cảm giác vô cùng hiếm lạ. Tu luyện nhiễu sóng thiên thư, để cho cơ thể trở nên dị dạng, nhiễu sóng càng lợi hại, cùng vực sâu cộng minh lại càng lợi hại, cuối cùng có thể thu được đại lượng vực sâu chúc phúc. Loại này tà môn phương pháp tu luyện, từ một loại nào đó góc độ tới nói, ngược lại là rất thích hợp ta. Trong lòng Diệp Thần tính toán, nếu như là người bình thường tu luyện nhiễu sóng thiên thư, sẽ trực tiếp để cho tự thân trở nên dị dạng, hóa thành một đầu quỷ dị vặn vẹo quái vật. Nhưng Diệp Thần, hắn chịu thánh quang ăn mòn, trong đầu lắng đọng lấy đại lượng thánh quang, giống như bom hẹn giờ, một khi nổ tung, hắn bị thánh quang bao phủ, liền sẽ bị đoạt xá. Hắn nhu cầu cấp bách đại lượng vực sâu hắc ám chi vật, hòa giải thánh quang, để cho cơ thể đạt đến âm dương quân hành cảnh giới. Mà tu luyện nhiễu sóng thiên thư, có thể cùng vực sâu cộng minh, nhận được vực sâu chúc phúc, hắc ám gia thân, đối với Diệp Thần tới nói, lại là chuyện tốt, có thể hòa giải thánh quang uy hiếp. Mặc dù tiếp nhận vực sâu chúc phúc, cũng có chút nguy hiểm, nhưng nghĩ giải trừ quang chi ý chí uy hiếp, cũng nhất thiết phải bốc lên điểm hiểm. Diệp Thần nghĩ thầm, lúc này ngồi xếp bằng, ngưng thần lĩnh hội nhiễu sóng thiên thư, đồng thời ở trong lòng diễn luyện đủ loại nhiễu sóng pháp môn. Rất nhanh, Diệp Thần tựa như lão tăng nhập định, tâm thần hoàn toàn chìm đắm trong nhiễu sóng thiên thư áo nghĩa bên trong, cảm giác thân thể của mình đang vặn vẹo, dị dạng, xương cốt từng khối tuôn ra, đã biến thành đủ loại binh khí, trái tim chịu ô nhiễm trở thành u ác tính, một cái đầu chia ra thành ba viên, xương sống kéo dài mọc ra cái đuôi, giống như bọ cạp mang theo gai độc, con mắt chia ra thành trăm ngàn khỏa mắt kép. Đương nhiên, đủ loại này quỷ dị biến hóa, chỉ tồn tại trong lòng Diệp Thần, hắn chỉ là ở trong lòng diễn luyện, quen thuộc nhiễu sóng thiên thư thần thông pháp môn, còn không có chân chính thi triển. Thi triển nhiễu sóng thần thông, sẽ để cho chính mình biến thành hình quái dị quái vật, loại cảm giác này tuyệt không dễ chịu, Diệp Thần còn tại vượt qua chướng ngại tâm lý. Keng! Đã qua hơn nửa ngày thời gian, một đạo kéo dài tiếng chuông, từ phía dưới truyền lên, truyền đến Diệp Thần trong tai. Phạn Thiên Đại Điển kết thúc, mời tất cả người dự thi, lập tức trở về cổ Phạm Quốc Thần Cung. Quốc sư Phạm Cô Hồng âm thanh, kèm theo tiếng chuông, vang vọng tiêu vũ. Đã đến giờ, Phạn Thiên Đại Điển phải kết thúc. Diệp Thần mở to mắt, đi qua hơn nửa ngày cảm ngộ, nhiễu sóng thiên thư tinh túy áo nghĩa, hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Là thời điểm trở về. Diệp Thần lẩm bẩm nói, nhìn xem trước mắt như mặt trời mênh mông sáng chói sáng thế đạo quả, hắn không do dự, lập tức vung ra thiên đế kiếm, đem đạo quả chém xuống tới. Tay khẽ vẫy, đạo quả áp xúc đến Diệp Thần trong lòng bàn tay, đúng như một khỏa thu nhỏ thái dương. Tại đụng vào trong nháy mắt, kinh khủng hắc ám lan tràn, Diệp Thần lại ẩn ẩn thấy được một hình ảnh. Trong tấm hình, trải rộng mê vụ chính giữa có lấy một tòa pho tượng. Pho tượng kia tay cầm thần kiếm, sau lưng hiển hóa lấy, càng là Luân Hồi Thiên Quốc. Bất quá người này sau lưng Luân Hồi Thiên Quốc lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt, nếu chính mình Thiên Quốc con dân là hạnh phúc, vậy đối phương Thiên Quốc con dân lại là đau đớn, oán hận, không cam lòng. Đủ loại tâm tình tiêu cực. Không chỉ Luân Hồi Thiên Quốc, pho tượng kia kiếm trong tay, cùng bây giờ chính mình Thiên Đế kiếm quá giống. Nhưng trong kiếm chi đạo lại là khác biệt cực lớn. Mấu chốt pho tượng kia rõ ràng không phải mình, cũng không phải thiên tổ, vì cái gì sau lưng sẽ hiển hóa Luân Hồi Thiên Quốc. Thế giới hiện nay chỉ có chính mình cái này một vị Luân Hồi chi chủ, chẳng lẽ còn có một vị? Tuyệt không có khả năng. Không chỉ như vậy, Diệp Thần còn tại trong sương mù, phảng phất khám phá thiên cơ, thấy được Nhậm Tiền Bối cùng Siva hướng về ở đây đi tới. Đây là huyễn ảnh, vẫn là tương lai.
Hình ảnh đột nhiên biến mất, sáng thế đạo quả phảng phất đem hắn kéo về thực tế. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần có thể cảm nhận được, viên này sáng thế đạo quả bên trong, ẩn chứa cỡ nào bành trướng hừng hực sinh mệnh khí tức, nếu là hắn ăn, cơ thể trong nháy mắt liền muốn bị no bạo. Cái này đạo quả, vẫn là lấy ra đúc kiếm ổn thỏa một chút. Diệp Thần đánh ra một cái luân hồi pháp, một cỗ hung mãnh thôn phệ chi lực truyền ra, nhưng hắn không phải mình thôn phệ, mà là để cho trong tay thiên đế kiếm, nuốt vào đạo quả. Nói đúng ra, hắn là đem cả viên sáng thế đạo quả, đúc nóng vào trong thiên đế kiếm. Đương nhiên, cỗ này đúc nóng, không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Trước mắt, Diệp Thần thiên đế kiếm, chỉ tương đương với một cái vật chứa, dùng để chở nạp đạo quả. Đạo quả dung nhập trong thiên đế kiếm, một tiếng xào xạc, thiên đế kiếm kim quang càng thêm hừng hực, tài năng lộ rõ. Nhưng cả viên đạo quả, chỉ là trang tại thiên đế bên trong kiếm, xem như tạm thời phong ấn. Diệp Thần thiên đế kiếm, chỉ hấp thu một chút đạo quả khí tức, muốn toàn bộ hấp thu, tựa như dùng một cái chén, đi uống trong đại dương thủy, không biết muốn uống bao lâu mới có thể uống cạn. Đương nhiên, chờ Diệp Thần về sau thực lực tăng lên, hắn sẽ gia tốc quá trình này. Hiện tại lời nói, thiên đế kiếm vẫn là làm một cái vật chứa tốt nhất, trước tiên phong ấn đạo quả, bảo đảm không bị ngoại nhân cướp đi. Thuận lợi lấy được đạo quả, Diệp Thần cũng là phi thường hài lòng, hắn liếc mắt nhìn sáng thế chi thụ. Không biết cây phần cuối, tinh không bị ngạn là dạng gì. Nơi đó có cái gì dạng sự tình đang đợi chính mình. Trong cõi u minh, giống như có một bộ ngủ say thân thể vượt qua kỷ nguyên chờ đợi hắn. Loại cảm giác này để cho hắn phía sau lưng phát lạnh, thậm chí để cho luân hồi thiên quốc đều thổi lên từng trận yêu phong. Đó là số mệnh địch. Vẫn là tại thời gian phần cuối liền chôn cạm bẫy. Những thứ này quá xa, lại cảm thấy rất gần. Có lẽ tại hắn hoàn thành không không lúc nào khoảng không sự tình sau đó, bước vào tinh không bỉ ngạn bước đầu tiên, liền sẽ phát sinh. Cũng không biết nhậm tiền bối ở phía trên qua được không. Hắn căn cơ không biết như thế nào. Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm thấy nhậm phi phàm cùng Siva cũng tại nhìn mình. Hắn phảng phất thấy được nhậm tiền bối hai con người bao trùm ngưng trọng. Thôi, đi trước xem đại điển kết quả như thế nào. Lúc này tung người một cái, nhảy xuống sáng thế chi thụ. Cái này sáng thế chi thụ, hắn leo lên tới, vô cùng gian khổ, nhưng muốn trở về, lại đơn giản rất nhiều, chỉ cần tung người một cái liền có thể. Diệp Thần sử cái nhật nguyệt thân pháp, cơ thể biến thành một tia quang, lao nhanh hạ xuống, tia sáng xuyên qua trọng trọng chạc cây, không có chịu đến nửa điểm vây khốn ngăn. Tinh không bỉ ngạn. Siva tượng thần sừng sững ở thanh sơn thúy cốc ở giữa, như ẩn như hiện tại trong mây mù. Theo phản thiên đại điển tuyên bố kết thúc, trong kính hình ảnh cũng tan thành bọt nước. Siva hai mắt nhắm chặt, dường như đang chờ đợi cái gì. Nhậm phi phàm biết cũng là thời điểm mở miệng, nói, tiền bối, luân hồi chi đạo ngoại trừ liên quan đến Diệp Thần cùng thiên tổ, có phải hay không còn có thế lực khác cũng tranh thủ qua. Mà cái thế lực này liền tồn tại ở tinh không bỉ ngạn. Siva cũng không trả lời, hắn tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhậm phi phàm cứ như vậy đang chờ, hắn biết Siva sẽ mở miệng. Thời gian lưu chuyển, phảng phất nhất niệm, lại phảng phất kỷ nguyên. Siva cuối cùng mở miệng, là luân hồi quyền hành là thế gian phức tạp nhất tồn tại, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, vượt qua quang, vượt qua thái sơ. Mà từ xưa đến nay, này quyền hành liền bị vô số người tranh đoạt. Cuối cùng là Diệp Thần cùng thiên tổ một phe này thắng, mới có bây giờ cục diện. Nhưng, trước lúc này, suýt nữa bị một đám gia hỏa cầm xuống. Những tên kia thể nội kỳ thực còn chảy xuôi luân hồi chi huyết, nếu Diệp Thần vẫn lạc. Bọn hắn có lẽ là duy nhất có thể cầm tới chân chính trên ý nghĩa luân hồi quyền hành tồn tại. Nhậm phi phàm nội tâm rung động, kỳ thực những năm gần đây, hắn ẩn ẩn đoán được một chút, cũng đụng phải một chút cùng luân hồi đạo có liên quan tồn tại, cái này một số người đều bại vào chính mình cùng Diệp Thần chi thủ, nhưng từ một cái trụ thần trong miệng nghe được, cái kia nghiêm túc trình độ hoàn toàn khác biệt. Cái thế lực này kêu cái gì? Nhậm phi phàm nói. Đi theo ta, Siva trước mặt xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Thân ảnh chui vào trong đó. Nhậm phi phàm theo sát phía sau. Mấy tức sau đó, hắc bạch nghịch chuyển, nhậm phi phàm phát hiện đi tới một chỗ có động thiên khác chi địa. Nơi xa, một tòa cung điện hùng vĩ đứng sừng sững trong đó, cổ đồng sắc đại môn đóng chặt, cạnh cửa phía trên điêu khắc luân hồi thiên quốc đồ án, uy nghiêm mà trang trọng. Hai vị thân mang hắc bào thủ vệ đứng trang nghiêm trước cửa, ánh mắt của bọn hắn như lợi kiếm sắc bén, không nhúc nhích nhìn chăm chú lên phía trước. Túc sát chi khí làm cho lòng người sinh kính sợ. Khi phát hiện là Siva, sát khí thu liếm,
hai người cũng hóa thành hư ảnh. Ở đây từng là địa bàn của bọn hắn, bởi vì không địch lại thiên tổ, mà lưu lại nơi đây. Siva giải thích nói. Nhậm Phi Phàm đẩy ra cửa đồng, một cỗ huyền minh chi lực hóa thành gợn sóng tản ra, cảm giác này quá quen thuộc, phảng phất tại trong bóng tối mê thất, nhìn thấy Diệp Thần tòa này hải đăng. Mà đại môn mở ra, thoáng chốc, thời gian phảng phất nghịch lưu. Mê vụ hội tụ quanh người, Nhậm Phi Phàm thực lực hôm nay mặc dù đủ để bài trừ hết thảy chướng khí, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Trong sương mù, hắn thấy được một tòa nguy nga pho tượng. Tôn này pho tượng sinh động như thật, sau lưng hiển hóa luân hồi thiên quốc, hơn nữa pho tượng tay cầm trường kiếm. Này kiếm cùng Diệp Thần Thiên Đế kiếm lại có một chút rất giống. Pho tượng ánh mắt lăng lệ mà nhìn về nơi xa, phảng phất có thể nhìn rõ nhân tâm chỗ sâu bí mật, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt quyết tuyệt. Nhậm Phi Phàm quá quen thuộc loại cảm giác này, cùng Diệp Thần khí chất trên người cực kỳ chi tượng. Thậm chí có trong nháy mắt như vậy, Nhậm Phi Phàm cảm thấy người này có tư cách thay thế Diệp Thần hay là Thiên Tổ, tay cầm luân hồi quyền hành. Mà cái kia sau lưng luân hồi bên trong thiên quốc, sinh linh ở trong đó hoặc buồn hoặc vui, diễn lại vận mệnh vô thường. Nếu Diệp Thần luân hồi thiên quốc là cực lạc, cái kia người này sau lưng luân hồi thiên quốc, càng nhiều hơn chính là đau đớn. Nhậm Phi Phàm đột nhiên hỏi, người này là không phải chính là trong miệng ngươi năm đó có cơ hội cầm xuống luân hồi quyền hành. Siva gật gật đầu, cái này bàn quyền hành chi tranh, hắn kém một bước, liền chấp trưởng luân hồi. Ngươi biết hắn bởi vì một bước nào thua sao? Nhậm Phi Phàm lắc đầu, không biết. Siva nói, niệm. Hắn niệm, không để ý luân hồi thiên quốc con dân sinh tử, không để ý thế gian người khác tổn diệt, hắn luân hồi chi đạo, chỉ có chính hắn. Trận chiến kia, hắn hiến tế luân hồi thiên quốc, hiến tế thế gian, đem người vô tội đưa vào luân hồi. Đồng thời, hắn đã mất đi luân hồi quyền hành, hắn bại. Nhậm Phi Phàm như có điều suy nghĩ, chi lộ như thế, có lẽ sẽ rất mạnh, nhưng cũng biết rất yếu. Hắn sở dĩ nguyện ý trở thành Diệp Thần người hộ đạo, chính là bởi vì Diệp Thần có máu có thịt, đối đãi người bên cạnh, không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ. Là điểm yếu, lại là áo giáp. Hắn cũng tin tưởng, mặc kệ tranh đoạt luân hồi quyền hành là như thế nào cường đại hay là nghịch thiên viễn cổ cường giả, cuối cùng đều biết bại bởi Diệp Thần. Hắn còn sống sao? Nhậm Phi Phàm nói ra trong lòng lớn nhất hiếu kỳ. Siva nhìn xem pho tượng, trầm ngâm chốc lát, nói, nhục thể của hắn chôn ở Tử Tiêu Thần Sơn phía dưới, trong cái này dài dằng dặc kỷ nguyên này, hậu nhân của hắn vẫn không có từ bỏ, đang mong đợi hắn thức tỉnh, tiếp đó dẫn dắt bọn hắn đoạt lại quyền hành, lật đổ trụ thần, thậm chí mưu toan vượt qua Thái Sơ. Điên rồ, nhưng bọn hắn đích xác có người điên tư bản. Tử Tiêu Thần Sơn rất đặc thù, tương truyền là luân hồi quyền hành đản sinh chỗ, nơi đó rất thần bí, liền trụ thần đều khó mà tìm tòi. Dù cho bọn hắn chiếm cứ lấy Tử Tiêu Thần Sơn, nhưng bọn hắn tại năm tháng dài đằng đẵng phía dưới, cũng không có lý giải núi này. Có lẽ, chờ Diệp Thần bước vào Tử Tiêu Thần Sơn, ngọn núi kia bí mật chân chính mới có thể bị tiết lộ. Còn có, kỳ thực ta một mực hoài nghi, người này bại vào thiên tổ chi thủ, chôn tại Tử Tiêu Thần Sơn phía dưới, là đang chờ đợi. Chờ đợi Diệp Thần cái này chân chính luân hồi chi chủ xuất hiện. Ta xem như trụ thần, có thể cảm giác được một vài thứ, tên kia nhanh thức tỉnh. Một khi Diệp Thần bước vào tinh không bỉ ngạn, hắn liền sẽ thức tỉnh. Nhậm Phi Phàm nội tâm tựa như kinh lôi vang vọng, đây chính là một cái nguy hiểm tín hiệu. Chẳng lẽ để cho Diệp Thần không cần bước vào tinh không bỉ ngạn, vĩnh viễn giữ vững không không lúc nào khoảng không? Tuyệt không có khả năng. Hắn cùng Diệp Thần cuối cùng sẽ đối mặt người này thức tỉnh. Siva đột nhiên nhìn về phía Nhậm Phi Phàm, đánh gãy suy nghĩ của hắn nói, lạ thường. Thực lực ngươi bây giờ mặc dù đang đỉnh, nhưng căn cơ vấn đề, ngươi không cách nào bước vào Tử Tiêu Thần Sơn. Nhưng ngươi có thể đi chiếu cố một người. Nhậm Phi Phàm hai con ngươi lấp lóe, hỏi, ai? Thiên Khôi Kiếm Chủ, Siva sâu xa nói. Nhậm Phi Phàm nghe được bốn chữ này, trong đầu liền xuất hiện một thân ảnh. Kỳ thực bước vào tinh không bỉ ngạn sau đó, hắn đối với một chút người và sự việc vẫn có nghe thấy. Thậm chí đến cảnh giới của hắn hôm nay, rất nhiều ngày cơ coi như che lấp. Cũng biết hiển lộ một bộ phận. Cái này Thiên Khôi Kiếm Chủ thế nhưng là tinh không bỉ ngạn, kiếm đạo nghịch thiên người, thậm chí chẳng biết tại sao, cũng không sợ trụ thần. Kiếm hoàng quyền hành, hung tàn nhất bá đạo nhất tối âm tàn mãnh liệt nhất quyền hành, mà cái này Thiên Khôi Kiếm Chủ chẳng biết tại sao, trước kia còn nhục mạ quả kiếm hoàng. Hắn cũng không tiếp xúc qua Thiên Khôi Kiếm Chủ, chỉ biết là người này thân phận có chút thần bí, bây giờ từ Siva trong lời nói đến xem. Thiên Khôi Kiếm Chủ hẳn là liền cùng cái kia chôn ở Tử Tiêu Thần Sơn ở dưới vị kia có chút quan hệ.
Người này hẳn là tại Tử Tiêu Thần Sơn a, ta phải nên làm như thế nào tiếp xúc, còn xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Nhậm Phi Phàm hỏi. Shiva đưa tay ra, chỉ hướng Tinh Không Bỉ Ngạn phương đông, chuyện chỗ này, ngươi đi một chuyến cái hướng kia, nếu có cơ hội, chắc chắn gặp phải Thiên Khôi kiếm chủ. Nếu là gặp không thấy, chỉ có thể nói trong Minh Minh sức mạnh để các ngươi không nên gặp phải. Bất quá, ta cũng không đề nghị ngươi cùng Thiên Khôi kiếm chủ có quá nhiều giao lưu. Nhậm Phi Phàm hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì? Shiva tiếp tục nói, bởi vì ta tựa hồ cảm thấy Thiên Khôi kiếm chủ trên người có đầu không đáng kể tuyến, lại quấn quanh ở trên thân Diệp Thần. Mặc dù quan hệ không đủ chặt chẽ, nhưng lại rất nguy hiểm. Một khi sợi dây này nắm chặt, chỉ sợ Diệp Thần sẽ sớm bại lộ tại những này người tầm mắt. Bất quá chuyện này, người ta cũng không thể nhúng tay, chỉ hy vọng Diệp Thần có thể phát hiện này dây thừng, hơn nữa đem dây thừng triệt để chặt đứt. Phản Thiên Thánh Địa. Rất nhanh, một tia bay quang, xuyên qua sáng thế chi thụ, xuyên qua thiên vực tinh không, bay xuống đến cổ Phạm Quốc Thần Cung quảng trường. Bay quang tán đi, một đạo cao ngất thân ảnh xuất hiện, chính là Diệp Thần. Lúc này đại bộ phận người dự thi, cũng đã trở lại Thần Cung quảng trường, nhìn thấy Diệp Thần buông xuống, tất cả đều xôn xao. Nhưng có một đạo ánh mắt nhưng có chút phức tạp. Chính là Mộ Dung U ánh mắt. Hắn thấy, kỳ thực hắn có cơ hội trọng thương Diệp Thần, thậm chí đoạt được luân hồi chi chủ hết thảy, nhưng không quả quyết hủy cơ hội lần này. Bây giờ Diệp Thần trạng thái, hắn muốn ra tay nữa, căn bản không có khả năng. Hắn chỉ có thể ngủ đông, nghĩ biện pháp lẫn vào luân hồi trận doanh, tiếp đó lại đem nhiều tin tức hơn mang về Tinh Không Bỉ Ngạn, tìm được sư tôn Vân Giật Phong, hay là để cho Vân Giật Phong thỉnh vị kia Thiên Khôi kiếm chủ ra tay mới được. Hắn siết chặt nắm đấm, lại đem sát cơ thu liếm, chui vào trong đám người. Mà giờ khắc này Diệp Thần mặc dù có cảm giác biết mơ hồ nguy cơ, nhưng cũng không xác định cụ thể. Bất quá loại này không không lúc nào chống không nguy hiểm cũng không tính quá trọng yếu, chuyến này hắn đã thành công chứng đạo, cho dù đế quang thu liếm, trên da lộ ra một vẻ kim quang nhàn nhạt, khác hẳn với thường nhân. Khí tức của hắn, phong thần tuấn lãng, khuôn mặt đường cong như đao gọt, con người ôn hòa chỗ sâu, tự có một cỗ đế hoàng một dạng khí tràng, thiên đế hoàng đạo kiếm treo ở bên hông, mặc dù thu tại trong vỏ kiếm, thế nhưng cỗ trấn nhân tâm phách, muốn nghịch thiên trảm thần, thậm chí chém dụng âm dương đại đạo dã tâm hoành nguyệt, lại là không che giấu được, tản mát ra khí tức uy nghiêm, để cho toàn trường người chấn động. Diệp Thần phụ cận đám võ giả, nhao nhao tránh lui ra, tạo thành một cái khu vực chân không, không ai dám tới gần hắn. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, ngắm nhìn bốn phía, toàn trường người dự thi, trong mắt hắn, tự nhiên là gà đất chó sành tồn tại, hắn cũng lười con mắt nhìn kỹ, chỉ tìm kiếm hồn thiên đế dấu vết. Chỉ chốc lát sau, một cỗ âm u khí tức truyền đến, chỉ thấy một tia hắc quang, bắn tới quảng trường, chính là hồn thiên đế. Lúc này hồn thiên đế, khí tức thâm trầm hòa hợp, nhìn cũng không nhận được tổn thương gì. Diệp Thần nhìn thấy hồn thiên đế xuất hiện, con mắt lập tức sáng lên, lại thấy hắn cũng không có đả thương thế tại người, âm thầm gật đầu, nghĩ thầm. Ngày hôm qua trận đại chiến, ta một kiếm giết không chết hắn, chỉ là đem hắn trọng thương. Hắn là vô thượng đạo quân. Lại có Vizanu che chở, lúc này mới ngắn ngủi một ngày, thương thế thế mà liền hoàn toàn khôi phục. Cuối cùng là Vizanu cường đại, vẫn là hồn thiên đế khí vận nghịch thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 604.